thì thào một câu, gương mặt có chút lo lắng. Trước khi đến An Viễn Thành, Hàn Lập đã sớm nghĩ đến chuyện khôi phục thần thông. Trải qua hơn nửa tháng hòa nhập cùng nhóm phạm nhân, ngồi phân tích nhưng hắn chỉ nghĩ ra được một biện pháp. Phương pháp này chưa cần nói có tốt hay không, chỉ là thời gian hao tổn cũng sẽ không ít. Hơn nữa do lúc đầu hắn còn không hiểu biết về linh giới nên trong lòng còn do dự, nhưng hiện nay cũng đã có những hiểu biết nhất định về linh giới nên sau khi chậm rãi phân tích, hắn không thể không chọn phương pháp này nhất định phải tu luyện kim cương quyết đến đại thành. Theo như điển tịch quyết điển này ghi lại thì sau khi đem kim cương quyết tu luyện đến tầng thứ bảy thì chỉ bằng thân thể đã có thể ganh đua ngắn giải cùng nguyên anh tu sĩ. Như vậy cũng có thể nói, chỉ bằng thân thể cũng có thể bài xuất cấm chế của băng phượng ra khỏi người. Tới lúc đó, hắn tu luyện lại pháp lực một lần nữa, ngưng tụ lại nguyên anh sẽ đơn giản hơn nhiều. Tuy nói là ngưng kết nguyên anh mất hơn trăm năm thời gian, nhưng hắn chỉ cần khôi phục lại một chút pháp lực thì có thể lấy lại túi chữ vật của mình, Tránh để ở một địa phương không người như hiện nay, bằng vào lượng linh đan linh dược mang theo có thể khiến quá trình này diễn ra nhanh hơn mấy lần. Hắn nhất định phải đem cấm chế trong cơ thể hóa giải. Khi đó mới có thể một lần nữa ngưng kết nguyên anh, hoàn toàn khôi phục thần thông. Dựa theo suy đoán của hắn thì nếu thực sự thiên kiếp phủ xuống thì đó cũng là chuyện gần 300 năm sau. Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của hắn, vì tiểu mệnh mà suy nghĩ, nên tất nhiên phải mau chóng tu thành kim cương quyết. Việc kim cương quyết tu luyện khó khăn Hàn Lập đã sớm biết từ miệng Thiên Lan Thánh thú, cho dù linh giới linh khí nồng đậm vô cùng, có thể sử dụng bí thuật linh khí quán thể nhưng nếu thực sự đem kim cương quyết tu luyện đến đại thành thì cũng rất hít ỏi. Cho dù là có tư chất hơn người cũng căn bản không dám tự tin như vậy. Nhưng Hàn Lập cũng đâu có phải một người bình thường, không chỉ nói là từ khi hắn tu luyện từ phàm nhân lên hóa thần kỳ đã làm cho tâm tính hắn kiên nghị vô cùng, hơn hẳn tu sĩ linh giới. Cũng bởi vì thân thể đã luyện hóa sát khí dùng thêm thiên thi châu và long lân quả nên đã trở nên mạnh mẽ vô cùng đặc biệt là long thân quả kết hợp cùng với thối cốt quyết càng khiến cho thân thể của hắn không hề thua kém yêu thú sau khi hắn tới linh giới hắn lại đem cả hai nguyên anh tán đi hóa thành tinh nguyên khổng lồ tiến nhập trong thân thể khiến cho tiềm lực của hắn lại lần nữa gia tăng do có nhiều thuận lợi như vậy nên cũng khó trách hàn lập tự tin như vậy điều khiến hắn lo lắng hiện tại là sự thống khổ cùng cực khi tu luyện công pháp này cùng với thời gian tiêu hao cũng dài bởi vì rời xa khỏi thành thì có rất nhiều thú quần đê gia yêu thú thường xuyên lui tới đây. Với tình huống hiện giờ của hắn thì một mình tu luyện cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Huống hồ càng về sau kim cương quyết càng cần tăng cường chiến đấu, thể ngộ đột phá. Nếu vậy thì cũng không ngại ở lại trong thiên đông thương hành một thời gian ngắn, nếu cảm thấy có gì không ổn thì rời đi cũng chưa muộn. Về phần huyết chú văn thư thì vừa nhập vào người hắn đã bị thân thể ẩn chứa cường đại tinh nguyên luyện hóa sạch sẽ, đâu có thể ước thúc hắn. Trong lòng đã có quyết định, Hàn lập cũng không tiếp tục ở đâu nữa, mà mang theo những thư tịch này ly khai từ lâu, cũng tùy tiện tìm một nơi hẻo lánh lấy những điển tịch đặt trong túi ra, hai tay hắn khẽ dùng lực, nhất thời quyền điển tịch dày cộp đã hóa thành giấy vụn bay đầy trời. Hắn lại đi vào một tiệm rèn, muốn xem xét, hắn đưa dao cân kia cho thợ rèn, rồi cậy vào mấy loại tài liệu thấp sai trong cửa hàng phân phó vài tiếng, rồi lại đưa cho đối phương hai khối linh thạch cấp thấp thợ rèn kia trước hết nghe hàn lập nói thì có chút ngẩn ngơ nhưng sau khi cầm được hai khối linh thạch thì lập tức gật đầu liên tục mặt mũi tươi cười hàn lập lúc này mới rời khỏi tiệm rèn khắp nơi trên đường đều dùng xe kéo bằng một con vật hai đầu có chút giống hươu có chút giống ngựa hắn cũng không quản nó có lai lịch ra sao hắn chỉ lấy ra một thỏi bạc ném tới miệng nói như vân khách điếm cả người nhanh như chấp đã lóe lên rồi tiến vào trong xe lập tức khoanh chân ngồi nhắm mắt dưỡng thần thú xa này là do dùng các loại linh thú lành tính để kéo xe ở an viễn thành khắp nơi đường lớn đường nhỏ đều xuất hiện nhan nhản dù sao với quy mô của thành này nếu không có thú xa mà đi bộ thì chỉ sợ đi từ khu vực này sang khu vực khác cũng phải mất đến vài canh giờ mà cũng chưa chắc đã đến thú xa này có chút hoa mỹ rõ ràng đều không thuộc loại thú xa chuyên để chở khách mà giống như xe tư nhân hai sa phu vừa thấy hàn lập vọt lên xe thì đầu tiên là giận dữ nhưng vừa thấy thỏi bạc trắng thì lại ngẩn ngơ hơi chút do dự, rồi lập tức đánh xe chạy thẳng để thành tây Hàn Lập ngồi xếp bằng trong xe, hắn nghe thấy tiếng xa phu. Thưa công tử, đã đến như vân khách điếm. Hàn Lập chậm rãi mở mắt, không nói lời nào bước xuống thú xa. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện vô số lầu các trạch viện, ngay trước mặt là một tòa lầu các cao lớn, có treo một bảng hiệu dùng cổ văn thư viết như vân khánh điếm, đập vào mắt. Mà ở lầu các hai bên thì phía trước hiên luôn có mái tre bằng gỗ, các loại thú xa kiểu dáng khác nhau đang đứng ở đó, có vẻ chật trội. Đôi lúc lại vang lên tiếng kêu của thú xa, ánh mắt Hàn Lập rất nhanh đảo qua đó, rồi dừng lại ở vài gã tiểu nhị đang đứng tiếp đón khách nhân bên ngoài đại môn. Hắn khẽ ngoắc tay gọi một người trong số họ đến, tiểu nhị kia cũng rất thông minh, lập tức chạy tới. Khách quan, có chuyện gì phân phó? Ngài định dùng bữa hay ở trò? Hôm nay có người của Thiên Đông Thương Hàng vào đây, người biết bọn họ ở đâu không? hàn lập ném cho hắn một khối bạc vụn rồi hỏi a à, ra là khách quan muốn tìm các vị đại gia của thiên đông thương hành để tiểu nhân dẫn đường cho ngài tiểu nhị nhận bạc mặt mày hớn hở hắn lập tức dẫn hàn lập đi vòng qua các lầu các, thẳng đến một trạch viện các vị đại gia của thiên đông thương hành đến rất nhiều nên đã bao toàn bộ tây viện tây viện cũng là khu tốt nhất trong bổn điếm tiểu nhị vừa dẫn đường vừa nhiệt tình giới thiệu hàn lập nghe vậy cũng không nói gì thần sắc vẫn như cũ Ây, hàn huynh đệ người rốt cuộc cũng đã trở lại tốt rồi trương đại ca đã sớm dặn qua nếu thấy người thì lập tức dẫn người đến gặp hạ phu nhân mau đi cùng ta vừa đến phía trước tây viện thì một thanh niên đứng gác ở ngoài nhìn thấy hàn lập thì mừng rỡ bước tới định nắm lấy tay hàn lập hàn lập khẽ nhíu mày đầu vai khẽ rung lên tức thì bàn tay thô giáp của đối phương định nắm lấy tay hàn lập lại chật mất mục tiêu thanh niên này ngẩn ra lắp bắp kinh hãi hóa ra là la huynh đệ phu nhân mà la huynh đệ nói là phương phu nhân sao? Hàn lập mỉm cười, bĩnh tính hỏi, thanh niên này nguyên là một kỵ sĩ trong thiên đông thương hành, gọi là tiểu thất. Đúng vậy, chính là phương phu nhân. Phu nhân nghe nói tới chuyện của ngươi thì cảm thấy rất tò mò, muốn gặp ngươi. Dị sắc trên mặt thanh niên họ la chợt lóe rồi biến mất, hắn cười nói. Tại hạ thân là một thành viên trong thương hành, phương phu nhân triệu kiến thì tất nhiên tại hạ phải phụ mệnh mà đến. Làm phiền la huynh đệ dẫn đường. Hàn Lập cười khẽ, bâng cô nói: "Ha ha, đây là đương nhiên, rốt cuộc thanh niên này cũng biết thân thủ Hàn Lập hơn xa mình, nên cũng không dám có hành động bất kính." Hắn cười một tiếng rồi đáp ứng. Hàn Lập ra hiệu cho tiểu nhị rời đi, rồi theo thanh niên họ La đi vào trong Tây viện. Trên đường gặp không ít thủ vệ thương hành, kỵ sĩ chào hỏi không ngớt. Hai người quẹo đông rồi lại quẹo tây mấy lần, sau đó lại đi qua hơn 10 đại viện, rốt cuộc đã tới một khu tiểu viện. Ở nơi này quả thực rất thanh tĩnh. Đứng canh cửa còn hai đại hán đang khoanh tay đứng đó. Hàn Lập vừa bước qua hai người, nhất thời bốn ánh mắt lăng lệ quét qua, khiến thân thể người ta như rơi vào hố băng. Chương 1274, Kim Ngọc Công. Hàn Lập mỉm cười nói, hai người này hiển nhiên không phải bình thường luyện thể sĩ, nếu không ánh mắt chỉ đảo qua, khí thế cũng sẽ không kinh người như vậy. Khiến cho người ta có cảm giác, tựa hồ so với tên trương khuê kia còn lợi hại hơn một chút. Hai vị đại ca vị này chính là người mới gia nhập bản hiệu Hàn huynh đệ, phu nhân không lâu nói qua muốn gặp gỡ một chút, mong rằng các vị vào thông báo một tiếng. Người thanh niên họ la tiến lên bắt quyền, cung kính dị thường nói. a à, người đem kim cương quyết tu luyện tới tầng thứ ba đúng là có khác. Thoạt nhìn quả nhiên y như người trẻ tuổi, nhưng mà, không phải ăn qua chú nhan đan dược gì đó chứ. Một gã đại hán dáng người hơi thấp hai mắt đánh giá hàn lập, bỗng nhiên nói một câu như vậy. Trong lời nói có vẻ không có chút khách khí nào hai vị cảm thấy được tại hạ ăn qua vậy cứ coi là thế đi hàn lập trong lòng không khỏi giật mình nhưng trên mặt lại cười rộ lên hừ ta có chút không tin ngươi đem kim cương quyết tu luyện tới tầng thứ ba tại hạ thử xem các hạ không ngại chứ người đại hán này hiển nhiên vừa rồi nói như vậy cũng là thuận miệng mà nói nhưng giờ phút này trong mắt hàn quang chợt lóe bỗng nhiên một cái bắt được cổ tay hàn lập nói cứng hàn lập đuôi lông mày dựng lên không thèm tránh nhưng lại tùy ý đối phương bắt lấy cổ tay mình lập tức cảm thấy đối phương năm ngón tay lạnh lẽo dị thường, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ sức lực, bắt đầu co lại, không hề giống thân thể bình thường. Hàn lập không giận ngược lại nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại trầm xuống. Dưới sự dùng sức của đối phương, cổ tay chỗ đó hiện ra một tầng đạm kim sắc, nhưng chợt lóe lại trôi đi không thấy, vẫn lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, tùy ý đối phương dùng sức. Một lát sau, người đại hán này thấy mình đã thi triển ra bảy tám phần khí lực, đối phương vẫn làm bộ dạng như không có gì, sắc mặt rốt cục đại biến. Nhưng hắn sau khi do dự, chẳng những không có buông tay, ngược lại hít sâu một hơi, năm ngón tay bỗng nhiên nổi lên một tầng thanh quang, khí lực lại tăng lên rất nhiều. Hàn lập trên mặt tươi cười rốt cục thu liếm, trong mũi hử nhẹ một tiếng, cánh tay vận khởi tùy ý nhẹ nhàng ngăn cản. Đại hán nhất thời chỉ cảm thấy năm ngón tay đang bắt lấy cổ tay hàn lập chấn động, thân mình trong nháy mắt chết lặng. Kinh hãi thất thanh hét lên, lập tức một cỗ lực lượng to lớn từ đâu chuyển đến, thân hình không hề tự chủ được bay lên mắt thấy hàn lập không chút thay đổi người này đại hán lại bị hung hăng vứt bột một cái lên bức tường đá đầu rơi máu chảy bóng người nhoáng lên một cái một người đại hán thủ vệ khác từ này đến giờ không nói gì bỗng nhiên bay vút lên mấy trượt vọt đến bay ra trước chỗ đại hán kia rơi xuống tay vung lên như tia chớp tiếp được nhưng là người này bàn tay phương vừa tiếp xúc được tới vạt áo đồng bạn đột nhiên thần sắc biến đổi tay kia cùng mang lên đỡ lại hai tay cùng đỡ lại sau một tiếng phanh thật lớn lại nghe soàn soạt vài tiếng liên tiếp truyền đến Người này hắn tuy rằng đón được, nhưng thân hình cũng liên tiếp rút lui bảy tám bước, sắc mặt tái nhợt một lần nữa mới ổn định cước bộ. Hàn lập thấy vậy, hai mắt nhíu lại, nhìn thoáng qua đại hán mới ra tay này. Người này chỉ thi triển ra vài phần sức lực, lại vẫn có thể đón đỡ dễ dàng như vậy, hiển nhiên một thân luyện thể thuật còn ở trên những người khác. Người thanh niên họ la sớm trợn mắt há mồm, này hai gã đại hán thủ vệ, chính là thị vệ bên người phương phu nhân. Tuy rằng không cùng bọn họ giao đấu qua, nhưng là một thân luyện thể thuật cực kỳ cao minh, ngay cả người đứng đầu bọn họ là Trương Khuê cũng ngầm bội phục vô cùng. Năm đó trong số những kỵ sĩ có tu vi không thấp, cũng đi tìm hai người này vụng trộm dánh qua, không ai không thất bất bại thảm hại. Mà vị Hàn Lập mới gia nhập này, thế nhưng bằng một bàn tay khiến cho hai người này rơi vào như thế không thể ngẫng đầu lên được. Kim Cương quyết một khi tu luyện tới tầng thứ ba, thật sự có uy lực lớn đến như chăng. Người thanh niên họ la sắc mặt âm trầm suy nghĩ, hắn tự nhiên không biết, hàn lập có thể có loại sức lực này hơn phân nửa là dựa vào ở nhân giới liên tiếp ăn long lân quả cũng do nguyên nhân một phần là mấy trăm năm qua tu luyện thối cốt quyết nếu không kim cương quyết kia nếu có gia tăng lực thần thông khi ở tầng thứ ba cũng bất quá cùng này hai gã đại hán giống nhau huống chi hàn lập tu luyện kim cương quyết trên thực tế đã muốn tu luyện tới tầng thứ tư hàn huynh đệ thân thủ kinh người huynh đệ của ta cam bái hạ phong mời vào đi đại hán kia trong cơ thể công pháp liên tiếp vận chuyển vài lần cuối cùng đem tụ khí ở ngực thừa dịp nói chuyện phu phun ra bên ngoài cơ thể, thần sắc khôi phục bình thường, nhưng là nhìn về phía Hàn Lập ánh mắt vẫn không khỏi có chứa một phần kính sợ. Bị Hàn Lập đánh bay ra, người kia sắc mặt vô cùng khó coi. Hàn Lập mỉm cười, cũng không nói cái gì nữa, sau khi ôm quyền, liền từ tốn đi vào trong sân. Người thanh niên họ là tự nhiên không có tư cách tiến vào trong đó, đành phải ở lại ngoài sân. Căn phòng đối diện cánh cửa đóng chặt lại, Hàn Lập đang muốn tiến lên gõ cửa, từ bên trong truyền đến thanh âm dễ nghe của một nữ tử. Hàn công tử phải không, mời vào, thiếp thân đã sớm chờ đã lâu, Hàn lập ánh mắt chấp động hai cái, nhưng vẫn chưa cảm thấy có gì kinh ngạc, bình tĩnh đẩy cửa đi vào. Sau khi ánh mắt đảo qua, thần sắc hắn chợt động. Trong phòng lại có vài người, điều này cũng làm cho hắn cảm thấy chút ngoài ý muốn. Đối mặt cửa phòng hướng về phía trên chủ vị, đang ngồi là một gã thanh sam phụ nhân tầm ba mươi mấy tuổi, da thịt trắng nón, khuôn mặt tú lệ. Đứng ở phía sau là một gã làm bào thanh niên, tầm 25-26, khuôn mặt cùng phụ nhân có chút tương tự. Ở đối diện phụ nhân, còn ngồi một người người nam tử trẻ tuổi mặc cẩm bào, tóc mai trắng xám, vẻ mặt có vẻ lạnh lùng đứng sau người này là một đôi nam, nữ. Nam anh Tuấn hiên ngang, nữ xinh đẹp như hoa, mấy người kia tựa hồ sớm biết hết mọi việc vừa xảy ra ở cổng, cho nên khi Hàn Lập tiến vào, ánh mắt toàn bộ đều quét lại đây. Ánh mắt của mọi người, có đủ loại, có chút ngoài ý muốn, có chút vui sướng, làm bảo thanh niên lại có chút tò mò, cẩm bào nam tử lại nhíu mày. Nhưng thật ra một đôi nam nữ trẻ tuổi này, nhìn qua khuôn mặt lộ ra vài phần giật mình. Hàn công tử không thấy phiền lòng chứ, vừa rồi hai gã thị vệ ra tay thử các hạ, nhưng thật ra là chủ ý của thiếp thân mà thôi. Chỉ là muốn nhìn xem tầng thứ ba kim cương quyết có lợi hại như trong truyền thuyết hay không cùng mà thôi, pháp quyết này lưu truyền rất rộng rãi nhưng cũng là loại khó nhất tu luyện nhất trong các loại luyện thể thuật, có rất ít người có thể đột phá tới tầng thứ hai, càng đừng nói giống hàn công tử lên đến tầng thứ ba. Mỹ phụ kia đứng dậy chào, ven áo thi lễ nói. Tại hạ đã là một thành viên của cửa hiệu, chỉ là một chút thử thách tự nhiên không tính cái gì. Nhưng mà không biết phu nhân đối thân thủ tại hạ hay có vừa lòng hay không. Hàn lập mỉm cười, không thèm để ý nói. Hắn tuy rằng tính toán ở thiên đông thương hào tạm thời ẩn nấp một thời gian, nhưng là không có ý định chân chính là một gã tiểu tốt bị người ta sai khiến, tự nhiên không ngại qua ra một chút thực lực của chính mình biểu hiện lúc trước xem ra đã làm cho vị phương phu nhân này vài phần kính trọng uy lực tầng thứ ba của ích kim cương quyết còn ở trên sự đoán trước của thiếp thân tự nhiên đã được mở rộng nhãn giới một phen đúng rồi ta trước tiên giới thiệu với hàn công tử từng người trong này chứ đây là tiểu nhi phan thanh là môn hạ của kim ngọc tông tu luyện tiên thuật mà ba vị tiên sư này đều là đồng môn của tiểu nhi nguyên lai like là thiếu đông chủ cùng vài vị tiên sư Hàn Lập liền ôm quyền, bình tĩnh nói, tuy rằng thần niệm không thể ly thể, nhưng chỉ bằng thần thức linh mẫn, khoảng cách gần như vậy, hắn vẫn có thể đại khái cảm ứng ra tu vi của vài vị này. Mấy người đều có tu vi trúc cơ đã ngoài, chẳng qua vị phan thanh cùng một đôi nam nữ trẻ tuổi tựa hồ mới trúc cơ không lâu, trên người linh khí yếu kém, nhưng này vì cẩm bào nam tử lại cả người pháp lực dày đặc, giống như đã đến trúc cơ hậu kỳ đại thành tiến vào giả đan cảnh giới. Thật không nên xem nhẹ, lấy hàn lập vừa rồi tỏ ra thi lê, nhưng người kia cũng đành quay lại đáp lễ. Cẩm bào nam tử mặt hiện vẻ tươi cười hỏi, tại hạ tuy rằng chưa bao giờ tu luyện qua luyện thể thuật, nhưng là ngày xưa gia sư từng kết giao qua với một vị cao giai luyện thể sĩ. Nghe nói vị tiền bối kia lẻ loi một mình đánh chết rất nhiều yêu thú cấp 6, cấp 7. Nguyên bản giã mỗ còn tưởng rằng đó là nói phét, nhưng hiện tại thấy thần thông huynh kim cương quyết của Hàn Huynh, đối sự tình này lại dám khẳng định không thể nghi ngờ. Chẳng qua, ta xem Hàn Huynh một thân sức lực tựa hồ không riêng gì tu luyện kim cương quyết mới, có phải là người sinh ra đã có thần lực. Người này cũng có vài phần kiến thức, thế nhưng nhìn thấu chỗ khác biệt trong sức mạnh kinh người của Hàn Lập Vinh. Tần Huynh tuệ nhãn như đuốc, Hàn mỗ điểm ấy khí lực chính là có một chút trời sinh mang đến. Hàn Lập đương nhiên sẽ vì đối phương mà giải chuyện long lân quả, thuận tay đẩy trèo dưới nước thừa nhận nói. Cẩm bao nam tử gật đầu, trong lòng một ít nghi hoặc rốt cục được đánh tan hơn phân nửa. Kế tiếp, vị cẩm bào nam tử này cùng mấy người kia không có hỏi lại cái gì nhưng thật ra vị phương phu nhân kia vẻ mặt cực kỳ hiền lành cùng hàn lập hàn nguyên một ít cũng nói bóng nói gió muốn hỏi một chút về lai lịch hàn lập nhưng hàn lập tự nhiên giả bộ hồ đồ ứng phó phương phu nhân thấy hàn lập biểu hiện như vậy nên cũng không có thật sự hỏi tới ngược lại nói cho hắn biết cẩm bào nam tử chính là mấy người ở trong tông môn phan thanh phụng lệnh sư môn đến hiệp trợ an viễn thành ngăn cản thú triều lần này cũng là bởi vì là cao tầng của An Viễn Thành cùng Kim Ngọc Môn có chút giao tình, thứ hai mỗi lần thú triều bùng nổ, đồng dạng cơ hội tuyệt hảo để người tu tiên thấp giai đột phá bình cảnh. Cho nên đưa đệ tử trúc cơ kỳ bọn họ phái đi. Đương nhiên phụng mệnh đến An Viễn Thành cũng không phải chỉ có vàng Ngọc Môn một nhà, còn có đệ tử của hơn 10 tiểu tông môn. Mà nhân thủ đông hiệu buôn bọn họ mấy ngày nay, từ sau khi tiến vào An Viễn Thành, dựa theo quy củ, hộ vệ đội cũng không có cách nào tránh khỏi sự điều động của An Viễn Thành. Cho nên Phương Phu Nhân tạm thời muốn đem Hàn Lập thành trợ thủ của Khuê Phó, hiệp trợ chỉ huy hộ vệ đội này. Hàn Lập nghe được Phụ Nhân nói như vậy, sau một phen lưỡng lự, thì gật đầu đồng ý. Phương Phu Nhân thấy vậy, lộ ra vẻ hài lòng, lập tức khiến cho Hàn Lập đi nghỉ ngơi. Theo lời của nàng, thú triều tùy thời có thể bùng nổ, nhưng thật sự là nhiều loại đàn thú liên hợp thành đại thú triều. Đám người Hàn Lập tự nhiên phải nghỉ ngơi dưỡng sức mới tốt. Hàn Lập cười nhẹ, lúc này rời khỏi phòng. Sau khi của phòng khép lại, Phương phu nhân tươi cười thu liếm, đồng thời trên mặt lộ vẻ một chút do dự. Thế nào, phu nhân cảm thấy người này là một nhân tài hiếm có, lại muốn thay chủ ý. Cẩm bao nam tử sờ sờ cầm, bỗng nhiên cười khẽ hỏi một câu. Đúng là như thế, người này trẻ tuổi như vậy còn có tu vi như thế, nếu thêm chút bồi dưỡng, nói không chừng thật có thể trở thành một người có thể so sánh với hỏa lão. Nếu không thì cứ theo kế hoạch mà làm, sau thú chiều bảo cho trương khuê hoặc là liễu gia huynh đệ theo các ngươi một chuyến đi phụ nhân thật không có dấu giếm suy nghĩ trong lòng, lông mi nhíu lại cao mặt nói. Trường 1275, Thanh Lang, Xích Mãng, Báo Cầm. Trường đầu lĩnh và phu nhân, liễu thị huynh đệ ta đều đã gặp qua. Nếu không tinh thông kim cương quyết thì cũng có thể dùng người này một chút, nhưng hiện tại vì để nắm chắc đoạt được mấy kiện đồ vật kia nên phải cần thêm nhân tuyển. Dù sao khi tu thành kim cương quyết tầng thứ ba thì cũng không sợ linh khí cấp thấp công kích, hơn nữa người này lực lớn vô cùng, là người giúp sức phù hợp nhất. Nếu đổi lại là những người khác thì tỷ lệ thất bại cũng không nhỏ, mà một khi kinh động đến yêu thú trông coi bảo vật thì chúng ta tuyệt không có cơ hội hạ thủ lần hai. Phu nhân chẳng lẽ không muốn phan sư đệ về sau không có hy vọng kết đan sao? Cẩm bao nam tử nói, tần tiên sư nói như vậy cũng có lý, cho dù người này thực sự có tiềm lực trở thành hỏa lão thứ hai, nhưng so với việc thanh nhi về sau kết đan thì cái nào nặng, cái nào nhẹ ta vẫn biết được. Phu nhân khẽ thở dài một hơi, tựa hồ có chút bất đắc dĩ phu nhân làm như thế mới thực sáng suốt, lần thú chiều bạo này chính là cơ hội tốt nhất, yêu thú trông coi vật kia tuyệt không thể khinh thường, cho nên việc này phải cần có người luyện thể, mặc dù nhất định sẽ có nguy hiểm nhưng cũng không nhất định gặp chuyện không may. Chỉ cần sự tình làm xong thì tần mỗ sẽ không bạc đãi hắn, mà hắn cũng sẽ không sinh ra lòng oán hận đối với phu nhân. Cẩm bào nam tử trong lòng buông lỏng, nở nụ cười. Tần tiên sư pháp lực cao cường, khi có được vật kia tuyệt đối kết đan không thành vấn đề, về sau còn cần người chiếu cố tiểu nhi một chút. Phụ nhân không nói tiếp lời đối phương, ngược lại tươi cười nhắc đến ái tử của mình. Ha ha, tư chất phan tiến đệ cực tốt, không hề thua kém ta. Ta có thể kết đan thì việc ấy không thành vấn đề, phụ nhân cứ yên tâm. Cẩm bào nam tử nhìn lam bào thanh niên, ôn hòa nói. Phan thành rất biết điều, vội vàng hướng vị sư huynh thi lễ một cái, trong miệng liên tục nói cảm ơn. Cẩm bào thanh niên ngồi xuống nhìn những nam nữ trẻ tuổi hiểu ý cười. Trong lúc nhất thời không khí có vẻ cực kỳ hòa hợp, Hàn Lập tự nhiên không ngờ mình vừa mới từ nhân giới lên thì đã bị những người này tính kế. Thật không biết có phải hắn được sao thiên sát chiếu hay không, nếu biết việc này thì hắn cũng chỉ có thể dở khóc dở cười mà thôi. Chính là một số phàm nhân và vài tên tu sĩ trúc cơ kỳ thế nhưng lại lợi dụng một vị tu sĩ hóa thần kỳ như hắn, quả thực không biết sống chết mà. Cho dù hiện tại pháp lực hắn không còn nhưng cũng có thủ đoạn để dễ dàng gạt bỏ bọn họ. Hiện giờ hắn tự nhiên không biết chuyện ở Thiên Đông Thương cho nên vừa ly khai tiểu viện liền đi theo đám người đại hán mặt sẹo. Sau đó không lâu Hàn Lập nhận được nhận chức phó lĩnh đội, tự nhiên liền có người không phục. Nhưng trước mặt mọi người Hàn Lập lại có một chút thần lực khiến ai cũng đều kinh hãi im lặng. Hàn Lập cũng bởi vậy mà được phân cho một gian phòng yên tĩnh, không cần phải chen chúc cùng những người khác. Mấy ngày tiếp theo hắn lặng lặng trong phòng nghiền ngẫm pháp quyết kim cương quyết tầng thứ 5. Nguyên bản dựa theo phương pháp tu luyện minh vương quyết chính là dùng pháp lực cơ thể hiệp trợ tu luyện nhưng hiện tại sửa thành kim cương quyết nên nhất định phải dùng linh khí quán thể phương pháp tu luyện xa lạ như thế cho nên trước tiên không thể không tìm hiểu rồi sau đó mới thật sự bắt tay vào tu luyện nhưng đến ngày thứ ba hàn lập lại ly khai khách đếm một chuyến không biết đi đâu mà nửa ngày sau mới về ngoại trừ một số người để ý thì phần lớn thậm chí không biết hàn lập đã từng đi ra ngoài tới ngày thứ bảy theo thói quen hàn lập đang ở trên giường nhắm mắt Bỗng nhiên một tiếng động thật lớn từ ngoài phòng truyền đến, làm cho cả khách điếm đều rung động. Hàn Lập cả kinh mở hai mắt ra, tiếng oanh long long vang lên liên miên không ngừng, trong thành thị lại vang lên những tiếng hò hét, dường như tất cả các nơi trong thành đều biết. Hàn Lập nhướng mày, không nói hai lời đẩy cửa phòng đi ra. Chỉ thấy ở phía Tây viện đã xuất hiện một đoàn kỵ sĩ hộ vệ, ai cũng cầm binh khí ra khỏi phòng, trên mặt ẩn chứa sự hưng phấn dị thường cùng vẻ chờ mong, mà cũng có người lộ ra vẻ sợ hãi. Vội cái gì? cho dù thú chiều tới đây thì đợt thứ nhất cũng không tới lượt chúng ta, cả đám cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Đến phiên chúng ta thì lúc đó không còn nghỉ ngơi được đó. Một thanh âm mạnh mẽ từ trong viện truyền ra, lớn tiếng mắng chúng hộ vệ đang hỗn loạn. Những hộ vệ kia vừa nghe đại hán mặt xẻo hét lên thì nhất thời thành thật vào lại phòng, Hàn Lập thấy vậy thì cười. Nghe nói trường điều đảm nhiệm vị trí lĩnh đội đã hơn 10 năm, nên có thể thấy được uy tín rất lớn. Hàn huynh đệ người trước tiên theo ta quan sát quy mô và chủng loại của đợt thú triều này. Cho dù là đại thú triều thì trong đó cũng có yếu có mạnh. Trương Khuê liếc Hàn Lập một cái rồi đi tới nói, nếu Trương huynh đã nói như thế thì Hàn Mỗ tự nhiên vui lòng. Hàn Lập ngẩn ra nhưng lập tức cười đáp ứng, thật ra hắn mặc dù không để tâm đến một số loại yêu thú cấp thấp tạo thành thú triều, nhưng trong lòng cũng có vài phần tò mò. Hiện giờ có thể được mở rộng tầm mắt thì sẽ không từ chối việc này hai người đi đến ngã tư đường ở ngoài khách sạn, lúc đó bên ngoài hoàn toàn bất đồng, nguyên bản ngã tư đường hối hả đã sớm trở nên vắng người, mà những người đang đi thì cũng có bộ dáng vội vàng khẩn trương. Ở ngã tư đường có thể thấy được một vài quái thú đang kéo xe chạy như điên, ngoại trừ thú xe này thì bên ngoài thiên đông thương còn có một người cưỡi độc giác cự lang chạy trước. Đây là kỵ sĩ mặc phục sức của vệ binh, một bên vừa chạy như bay vừa lớn tiếng tuyên bố thú chiều đến và lệnh cho toàn thành giới nghiêm. Mà trong mệnh lệnh cũng nói người luyện thể cùng binh lính trong thành phải thành thật đúng một chỗ, không được tự ý ra ngoài gây cản trở việc chống cự thú triều, nếu không sẽ giết không tha. Ngay khi Hàn Lập cùng Trương Khuê cưỡi một độc giác cự lang hướng về phía tường thành gần nhất chạy đi thì ở một tháp cao, một gã đại hán mặc tử bào đang chắp tay sau lưng yên lặng nhìn ra cửa sổ, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Đột nhiên cửa phòng mở ra, một gã giáp sĩ mặc áo giáp màu xanh bước nhanh đến quỳ xuống trước Tử bào đại hán, dùng thanh âm trầm thấp nói: "Khởi bẩm tôn chủ, hiện tại đã xác định đàn thú xâm phạm chia làm ba đợt. Theo thứ tự là phỉ thúy thảo nguyên, thanh lang thú ở hắc lang sơn mạch và một số mãng thú cùng cầm thú. Quả nhiên ba đàn thú này tấn công, lần này có phiền toái lớn đây. Nếu là đàn thú thanh lang thú hay xích mãng thú cũng đã hơn 300 năm không tạo thành thú triều, chỉ sợ số lượng hiện tại rất kinh người, mà hiện tại lại có thêm cầm thú nên càng khó giải quyết hơn. Lực lượng đối không của bổn thành tuy rằng yếu nhưng đã đến các thành thị mượn một đám cường cung tới. Nhưng tên nỏ bình thường thì không có bao nhiêu tác dụng với cầm thú. Tử bào Địa Hán khẽ thở dài một hơi, hai hàng lông mày hơi nhíu lại, có vài phần lo âu. Đại nhân không phải là đã đặt làm một đám tên nỏ mới sao? Bằng vào tính chất đặc biệt của nó thì hẳn là có thể bảo vệ không chung. Huống chi lần này còn có các tu sĩ hiệp trợ, bọn họ cũng có thể phi hành, là trợ lực phòng không rất tốt. Có bọn họ hiệp trợ thì số cầm thú này hẳn là không thành vấn đề. Giáp Sĩ nói vài lời an ủi, hiện tại cũng chỉ có thể nghĩ như vậy người đem những tu sĩ kia an bài một chỗ chuyên môn giám thị động tính của cầm thú thanh lang và xích mãng thú thì giao cho luyện thể sĩ và binh lính bình thường ứng phó là được đúng rồi lực lượng chiêu binh cũng nên sắp xếp chỉnh đốn và thay phiên nhau thủ vệ tử bao đại hán lại ra lệnh vâng đại nhân giáp sĩ đáp ứng một tiếng rồi lui ra đi làm nhiệm vụ tử bao đại hán nhìn ra ngoài cửa sổ sắc mặt âm trầm hàn lập đứng ở chỗ xa trên thành tuy rằng thần sắc bình tĩnh nhưng nội tâm lại có chút rung động chỉ thấy phía ngoài tường thành mấy chục dặm nguyên bản đất màu vàng đã bị biến thành một mảnh màu xanh không trông thấy đoạn cuối tựa hồ như biển cả bao phủ nếu nhìn kỹ thì thấy đó toàn là lang thú màu xanh hình dáng lớn nhỏ không đều con nào cũng đều lộ ra răng nanh dữ tợn số lượng lang thú nhiều không đếm xuể không thể đoán được có bao nhiêu vạn con nhưng chúng lại không ngừng gào thét dường như đang truyền tin tức gì cho nhau may mắn đây vẫn chỉ là thanh lang thú bình thường nếu là đụng tới hồng lang hoặc hoàng lang, thậm chí là ngân lang hiếm thấy thì chỉ sợ chỉ bằng vào số lượng này thì Sa Thành đã không thể ngăn cản. Sắc mặt Trương Khuê bên cạnh Hàn Lập có chút tái nhợt, âm thầm nắm tay lẩm bẩm nói: "Ngân lang." Hàn Lập vừa nghe địa hán mặt sẹo nói lời ấy nhất thời vẻ mặt biến sắc. Như thế nào, chẳng lẽ Hàn huynh đệ trước kia chưa từng thấy qua ngân lang thú sao? Trong vài loại lang thú thì ngân lang là loại khó đối phó nhất, một con ngân lang bình thường có thể chống đỡ hơn 10 con thanh lang. Trước kia trong một lần thú chiều ta đã may mắn nhìn thấy loại lang thú này, nhớ lại cũng thấy sợ. Đại hán mặt sẹo hơi có chút ngoài ý muốn giải thích. Chương 1276, cuồng thú chi chiều 1. Ngân lang này khiến hắn nhớ tới ngân nguyệt năm đó. Bản thể của nàng chính là một con ngân sắc cự lang, cũng tự xưng xuất thân từ ngân nguyệt lang tộc. Không biết ngân lang có phải là cùng tộc với ngân nguyệt không? Bất quá mặc kệ suy đoán này là thật hay không, tựa hồ cũng không có một chút tác dụng với tình cảnh trước mắt hắn, rất nhanh đã đem gác lại sau đầu. Nếu là chỉ là lang thú bình thường, cho dù số lượng có nhiều hơn nữa, nhưng nhân tộc chúng ta đã có thành cao tường dày, lang thú cũng không cho chúng ta phải sợ hãi. Đáng sợ chính là trong số đề gia yêu thú thì có một số ít yêu thú thống lĩnh đã mở ra linh trí. Trong đó còn hỗn loạn không ít giã thú sen vào cùng yêu thú. Biến dị thú loại tuy rằng không giống biến dị yêu thú nhưng mà có một chút thần thông khó tin, nhưng là cũng đáng sợ hơn thú loại bình thường rất nhiều. Chẳng những hình thể, lực lượng rất mạnh mà trình độ đồng loại đều thuộc dạng viễn siêu. Các luyện thể sĩ đề dai, dưới tình huống một trọi một cũng không đối phó được. Mặt sẹo đại hán ngưng trọng nói, khó giải quyết như vậy, loại thú biến dị này ở trong thú quần rất nhiều sao. Hàn lập nhướng mày lên, trên cơ bản trong ngàn con sẽ xuất hiện một con biến dị. Trương Khuê cân nhắc lại, không quá khẳng định nói, ngàn con, Hàn lập ánh mắt lại hướng về thú hải màu xanh, không khỏi miễn cưỡng cười. Cho dù hắn không thể chuẩn xác nhìn ra số lượng thanh lang, nhưng ít nhất cũng có mấy trăm vạn con, số lượng thật quá nhiều, còn số lượng biến dị lang thú cho dù không có trên vạn con, nhưng khẳng định là có mấy ngàn con. Biến dị thú loại nhiều như vậy, lại tấn công một nơi không hề có tu sĩ cấp bậc kết đan xuất hiện, thật là một cỗ lực lượng chí mạng. Tốt lắm, chúng ta lại đi địa phương khác, hãy nhìn xem những bầy thú còn lại. Lại nhìn trong chốc lát, Trương Khuê thở dài một hơi nói, tựa hồ đối với thú triều lần này mà ngao ngán, sao vậy, Trương huynh lo lắng thủ không được thành này? Hàn Lập hỏi, Trương Mỗ quả thật là có chút lo lắng, trước kia cũng đã vài lần thành thị bị thú quần công phá tàn sát hàng loạt người dân, mà An Viễn thành lại là thành nhỏ mới thành lập chưa đủ vạn năm, bây giờ gặp phải đại thú triều bùng nổ, hơn nữa tình huống trước đó lại là chuẩn bị không đủ lực lượng nên rất dễ bị công phá. Lúc này đây, thú triều còn có báo cầm thú Loại này là yêu cầm trên không trung, loại yêu cầm này số lượng sẽ không nhiều lắm. Nhưng mỗi một con vừa ra sinh, chính là nhất cấp yêu thú, không trung không thể phòng trụ, thật đúng là nguy hiểm không nhỏ. Trương Khuê bộ dáng lo lắng không nguôi, báo cầm thú, đáng sợ như vậy. Hàn Lập ánh mắt chợt lóe, tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Báo cầm thú luận thân thể thực lực, ở trong số yêu cầm cũng không tính là mạnh, nhưng là do chúng được tạo hóa ban cho cơ thể phát ra một loại kịch độc, người thường gặp phải liền chết ngay nên không thể gần chúng để chiến đấu biện pháp duy nhất chỉ có ở xa đánh chúng rơi xuống nhưng loại yêu cầm này thường ngang tàng nhưng có điều rất linh hoạt tốc độ rất khá nếu là lực lượng chiến đấu trên không không đủ rất khó phong trụ chúng nó mà đối với an viễn thành mà nói thì lực lượng chiến đấu trên không đúng là điểm yếu trương khuê chậm rãi nói không đủ lực lượng chiến đấu trên không như thế nào lại có chuyện này chẳng lẽ thành chủ an viễn thành không biết độ nghiêm trọng của việc này hàn lập cảm thấy bất ngờ hiện tại hắn đã biết tất cả quyền lực bên trong thành thị dường như đều nằm trong tay thành chủ biết thì có ích lợi gì nghe nói thành này tại lần thú triều trước đã tổn thất nghiêm trọng lực lượng nguyên bản bị tiêu hao hầu như không còn hiện tại có thể khôi phục lực lượng phòng ngự thế này thì đã khiến thành chủ tao tổn rất nhiều tâm tư nghe nói còn hướng về các thành thị phụ cận mượn một ít binh khí cùng binh lính lực lượng đối không tất nhiên là không có trương khuê cứ thế nói ra như vậy một hồi hàn lập nghe xong không biết nói gì không lâu Hàn Lập đi theo hán tử mặt sẹo đứng ở một mặt khác trên tường thành, lọt vào trong tầm mắt là hàng loạt những con mãng xà cao quá một trượng hình thành hồng sắc thú hải, thoạt nhìn so với thanh sắc lang quần còn làm cho người ta sợ hãi hơn. Tin tức duy nhất xem như có lợi chính là loài mãng thú này, trong miệng không có độc, nên cũng sẽ không phụt lên khói độc, phòng thủ cũng dễ hơn rất nhiều. Hàn Lập xa xa trông đến mãng hải, thỉnh thoảng lại xuất hiện cự mãng hình thể lớn hơn đồng loại gấp bội. Hàn Lập lại âm thầm thở dài một hơi, loài mãng xà biến dị này, thân thể cao vọt vượt qua 10 trường, cũng không kém hơn một con xích dao nhỏ. Người thường bị loại cự thú này cuốn lấy hoặc nuốt vào, kết cục nghĩ cũng có thể biết. Hơn nữa số lượng loài cự mãng biến dị này cũng không ít, cũng do mãng đàn lớn thanh sắc lang quần nên tự nhiên càng nhiều hơn một ít. Xem qua lưỡng chủng thú quần, Hàn Lập có chút tiếc nuối, vẫn chưa nhìn thấy báo cầm thú mà trong miệng trương khuê nhắc tới. Theo mặt sẹo hán tử cho biết, loại yêu cầm này bình thường sống ở chỗ bí mật, nếu không đến thời gian công kích thì yêu cầm sẽ không hiện thân hiện tại thú quần đang chờ đợi điều gì mà không lập tức tiến công hàn lập nhìn mãng đàn xa xa bỗng nhiên hỏi như thế yêu thú thống lĩnh thú quần đã mở ra linh trí tự nhiên không có khả năng chúng sẽ tiến công như ong vỡ tổ khẳng định rằng hai thú quần đang liên hệ với nhau quyết định thời điểm cộng đồng khởi xướng công kích khi nhân loại chúng ta không tập trung ước chừng là trên dưới một ngày chúng ta đi thôi Mấy người ở Thiên Đông Thương Hành bọn họ cũng có thể đã nhận được mệnh lệnh trong thành đang chỉnh trang đội ngũ. Trong đại chiến, chúng ta chỉ là những hạt cát bỏ trong biển cả mà thôi, cố gắng hết sức của mình đi. Nếu là thực sự may mắn ở trong chém giết đột phá bình cảnh hoặc lĩnh ngộ được cái gì thì coi như chúng ta mạo hiểm cũng đáng. Trương Khuê cuối cùng cười nhạt một tiếng, liền mang theo Hàn Lập quay lại trong thành, rồi trở lại trong khách sạn. Quả nhiên thủ vệ trong khách sạn cũng đã nhận được mệnh lệnh truyền đến của An Viễn Thành phải lập tức xuất phát, tiến đến địa phương nào đó tụ tập chỉnh đốn và sắp đặt. Cẩm bào nam tử cùng Kim Ngọc Tông tu sĩ, cũng đã sớm được thỉnh đi từ trước rồi. Trương Khuê cũng không chần chừ lập tức ra lệnh một tiếng cho người của Thiên Đông Thương Hành, hơn 200 thủ vệ tất cả đều xuất phát. Lúc này bên ngoài, trên ngã tư đường, đội ngũ quân đội tư nhân trong cả thành đều đã bị điều động, luyện thể sĩ chỗ nào cũng có. Chỉ là nhân số tuy đông nhưng xét về chỉnh thể thì không dũng mãnh được như thiên đông thương vệ đội, Chậm thì năm sáu người, lâu thì mấy chục người đi cùng một chỗ. Qua một chút, có một đoàn người đi tới, gây ra sự chú ý rất lớn. Trong đó có hơn 50 kỵ sĩ cưỡi trên độc giác cự lang, càng thu hút sự chú ý của mọi người. Toa kỵ này gọi là toan lang, là một trong vài loại chiến thú mà phàm nhân ở linh giới thu phục được. Mỗi một con đều được bồi dưỡng tỉ mỉ từ nhỏ, đem giá tính diệt hết, lúc đó mới có thể cùng kỵ sĩ tiến hành phối hợp phát huy thực lực siêu thường, cho nên giá cả cũng không nhỏ cũng chỉ có thiên đông thương hành tài đại khí thô mới có khả năng trang bị cho hộ vệ đội nhiều toan lang chiến thú như vậy trên ngã tư đường tất cả mọi người đều chú ý tới quảng trường lớn gần đó nơi đây đúng là phía tường thành phải đối mặt với thanh sắc quần lang nơi đó đã tụ tập mấy vạn thanh niên tráng hán cùng một ít người phục sức khác nhau và đội ngũ luyện thể sĩ đứng giải rác trong đó trong đó cũng có người cá biệt cưỡi toan lang thú nhưng hơn phân nửa những người này là kỵ sĩ của thiên đông thương hành nhưng bất qua số lượng cũng không quá hai trăm ở bốn phía quảng trường một đám binh sĩ được trang bị trọng giáp phó trang đang đứng duy trì trật tự một gã trung niên mặc ngân sắc khôi giáp đứng ở một mặt quảng trường cùng một nho sinh và một tăng nhân đang to nhỏ điều gì tựa hồ là người cầm đầu Hàn Lập nhìn thấy người này ánh mắt dừng lại hắn phát hiện đã từng gặp tên thủ vệ thống lĩnh kia khi vào thành môn bên cạnh tăng nhân cùng nho sinh tất nhiên là hai tu tiên giả là người của diệu âm môn thiếu chủ đang lĩnh mệnh đi kiểm tra đội ngũ cũng không biết ngân giáp trung niên có bổn sự gì dưới tình hình này còn có thể lưu lại bên cạnh hai người lúc này người trung niên thấy mọi người cũng đã tập trung khá đầy đủ hắn không nói hai lời mà trực tiếp phất tay một gã binh sĩ lập tức đứng dậy trong miệng phát ra liên tiếp các mệnh lệnh sớm chuẩn bị mệnh lệnh đầu tiên là tất cả các kỵ sĩ có tòa kỵ ở đây được chọn lựa lúc trước mỗi người chỉ huy một đội ngũ kỵ binh tiếp theo có một chiếc xa quy tiến vào quảng trường trên xe có rất nhiều vũ khí ngoài ra còn có chút hít khôi giáp sau đó bắt đầu phân phát cho mọi người về phần này luyện thể sĩ khi nhìn thấy binh khí bình thường thì tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt đứng ở tại chỗ lúc này các binh lính đang chỉnh đốn hàng ngũ và phân binh khí cho mọi người hàn lập cùng với quân đội tư nhân và các luyện thể sĩ tạm thời bị gác lại một bên chưa ai nói tới ngay lúc này đám người tư nhân về đội cùng luyện thể sĩ đang cảm thấy khó hiểu thì bỗng nhiên ở ngoài thành truyền đến một tiếng sói chu thật dài này tiếng khiếu thanh thê lương cực kỳ tràn ngập một sự điên cuồng hàn lập nghe thấy vậy hai mắt nhíu lại chưa suy nghĩ điều gì thì bên ngoài tường thành đã có vạn lang tề khiếu tiếng sói chu vang vọng chín tầng trời các luyện thể sĩ sắc mặt còn giữ được bình tĩnh nhưng đám phàm nhân lại thấy kinh hãi tột độ chỉ cảm thấy đến trong thiên địa chỉ còn lại tiếng sói chu còn lại không có thứ gì khác nhưng này tất cả chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi ngay sau đó cũng truyền đến tiếng phì phì cùng tiếng thú giống lên kỳ quái âm thanh tuy rằng không kinh hãi như vạn lang tề khiếu nhưng khiến cho người nghe lạnh toát toàn thân mồ hôi lạnh sau lưng hứa ra Lúc này đồng la treo trên đầu thành vang lên tiếng đương đương không ngừng, tiếp theo nghe được âm thanh ngân nga của một nam tử trong không trung chuyển đến, âm thanh không lớn, nhưng rành mạch, tiến nhập vào trong tai mọi người. Cẩn thận, thú quần đã bắt đầu uy tiến công, giọng nói này là của một bạch bào tu sĩ trúc cơ kỳ, chân đạp phi kiếm, đứng ở không trung lên tiếng thông báo. Lúc ấy, trong không trung không phải chỉ một người phát ra cảnh báo, mỗi một nơi trên không đều có một gã tu sĩ ngự khí huyền phù ở đó, tất cả đều phát ra âm thanh cảnh báo toàn bộ An Viễn Thành. Nhất thời cả An Viễn Thành xôn xao, quân đội đã sớm chấn chỉnh chờ phân phó, lệnh vừa phát ra, tất cả nhanh chóng xuất phát đi lên tường thành. Trên tường thành có lắp một chiếc cung rất lớn, hiện cũng lập tức có người đứng ở phía sau, chuẩn bị sẵn sàng. Chương 1277, Cuồng thú chi triều 2. Tại trận, mọi người còn đang thất thần thì ngân giáp trung niên lại quát lớn một tiếng, đẩy nhanh tiến độ phân phát vũ khí. Rốt cục cũng có người lại đây, Hàn Lập cũng có những hiểu biết sâu sắc hơn về lực lượng của nhóm luyện thể sĩ. Bởi vì đại chiến sắp tới, nên tất cả các luyện thể sĩ kiệt ngạo bất vân cũng cực kỳ phối hợp với nhau. Chỉ một lát công phu, đã chia ra làm 10 đội, mỗi đội 200 người. Chỉ riêng thiên đông thương hành đã có hơn 200 người, tất nhiên làm thành một đội. Thanh niên tráng hán được phân làm đội hậu bị, nhưng thật ra luyện thể sĩ cùng quân đội tư nhân đều được phái lên trên tường thành, hiệp trợ lính thủ thành phòng ngự. Nhắc tới thì cũng vừa khéo, không biết có phải nhóm người của Thiên Đông Thương Hành rất đáng chú ý hay không mà ngay nhóm thứ nhất đã có sự hiện hữu của bọn hắn. Kể từ đó, Hàn Lập cùng 200 hộ vệ Thiên Đông Thương Hành được phân lên trên tường thành thực hiện công tác thủ thành cùng với hơn ngàn lính canh lúc đầu. Hàn Lập đứng ở trên tường thành nhìn về phía xa xa, chỉ thấy thanh sắc lang quần đã đình chỉ việc chu lên, chậm rãi kéo tới nơi này. Cả một vùng màu xanh phảng phất như thanh sắc thảo nguyên đang di động, không nhìn thấy điểm cuối. Nhiều thanh lang như vậy đang tiến đến tiếng soạt soạt liên tiếp vang lên, nhưng lại rát có nhịp điệu, bất giác cả lang quần toát lên một khí thế kinh người, khiến mọi người trên thành cảm thấy một cỗ áp lực rất lớn. Sắc mặt của rất nhiều binh lính đã trở lên tái nhợt. Cũng không có ai còn tâm tư mà hô hào sĩ khí trước khi chiến đấu. Đối với người bình thường mà nói, thành bị phá thì kết cục của bọn họ cùng người nhà trong thành là táng thân vào bụng sói. Nên cho dù rất sợ hãi nhưng vẫn kiên quyết ngăn cản thú quần, liều mạng chống cự. Cho nên tại các nơi trên tường thành, các đội trưởng và quan quân cấp thấp chỉ hạ một vài mệnh lệnh tác chiến rồi không nói thêm gì nữa chỉ lẳng lặng sẵn sàng nghinh địch lang quần tiến tới cũng không tính là nhanh nhưng cũng dần dần áp tới ngày càng khép lại vòng vây trong lang quần có một số biến dị lang thú thân thể to gấp đôi thanh lang bình thường loại biến dị lang thú này phân tán khắp nơi trong lang quần tuy toàn thân cũng có màu đạm thanh sắc nhưng hai mắt mắt đã biến thành màu thúy lục đầy yêu dị phảng phất như nó có linh tính nhất định nhìn đến đây hàn lập khẽ nhíu mày nhóm lang thú này quả thực không dễ đối phó huống hồ lúc này hắn cùng một đại hán cao to vạm vỡ khác đang phụ trách một đoạn tường thành phía sau kiến nghị này cũng là do trương khuê đã từng trải qua mấy lần thú triều đề ra hai người bọn hắn chỉ chuyên môn phụ trách bảo hộ người chỉ huy dù sao nếu người này xảy ra chuyện thì công tác phòng thủ nhất định sẽ rơi vào hỗn loạn cự hán vạm vỡ kia là một luyện thể sĩ của thiên đông thương hiệu phương pháp tu luyện của người này khiến thân thể biến lớn, sinh ra cự lực. Thân người càng lớn thì khí lực càng kinh người, nghe nói hắn đã tu luyện đến cánh giới cực cao, trước khi Hàn Lập tới thì hắn chính là lực sĩ khỏe nhất trong thiên đông thương đội. Hàn Lập đảm nhiệm vị trí hộ vệ đội phó, trong những người không phục cũng có cả người này. Chẳng qua khi Hàn Lập nâng lên một khối sơn thạch nặng cả ngàn cân rồi dễ dàng ném lên không trung thì khiến cả đám sợ hãi, tự nhận không bằng. Hàn Lập đang cầm trong tay một thanh bối đao to dày, mà đại hán lại cầm một thanh lang nha bổng đặc chế dài hai trượt, hai người một tả một hữu đứng phía sau quan quân. Người quan quân này tầm 30 tuổi, dáng người đơn bạc. Hắn trên người mặc áo giáp, bên có một ngọn trường kiếm. Khuôn mặt tuy bình thường, nhưng hai mắt lại tràn đầy thần quang, ẩn hiện một cỗ khí thế không giận mà uy. Xem ra cho dù là quan quân bình thường thì cũng là một luyện thể sĩ không tồi. Điều này cũng không có gì kỳ quái, phàm nhân tại linh giới có thể tu luyện trở thành một luyện thể sĩ, quân đội có đến hơn phân nửa do những người này tổ hợp thành. Những người tu luyện luyện thể thuật tới mức cực hạn thì đều là những tồn tại đáng sợ, ngay cả tu sĩ cao giai cũng không nguyện ý trêu chọc. Ánh mắt hàn lập không rời thú quần như đợt thủy chiều màu xanh đang dâng lên kia. Chúng ngày càng áp sát tường thành, bỗng nhiên phía sau truyền ra một trận nổ, hơn trăm đoàn hỏa cầu thể tích lớn nhỏ từ trong thành bắn ra, công kích lên những con lang đi đầu. Vô số tiếng nổ vang lên, mấy trăm đoàn hỏa cầu lao vào trong lang quần rồi bạo liệt, trong phút chốc đem hơn trăm con thanh lang đánh thành thịt nát, mất mạng tại chỗ. Tuy chỉ là hỏa diễm phổ thông nhưng những con thú phổ thông thế này cũng khó có thể chống cự. Nhìn thấy cảnh này, thần sắc hàn lập khẽ động, liền quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách không xa nơi tường thành, có một vật giống như máy ném đá tại nhân giới đang đặt ở đó, chừng hơn trăm cái. Có rất nhiều binh lính đem từng khỏa viên cầu đỏ đậm đặt lên trên, sau khi người chỉ huy ra lệnh thì đồng loạt phóng thứ này lên, hóa thành từng khối hỏa cầu độc nhất vô nhị đánh xuống thú quần dưới thành nhất thời lại có một đám thanh lang bị giết chết. Chẳng thế mà chỉ sau 2-3 đợt công kích đã tiêu diệt được gần hai vạn con thanh lang, uy lực quả không nhỏ. Điều này khiến Hàn Lập hết sức bất ngờ, nhưng ngay sau đó phát hiện loại công kích này đã dừng lại, không còn thấy hỏa cầu xuất hiện. Biểu tình Hàn Lập lộ ra nét đam chiêu, bầy sói phía xa xa lại tựa hồ như bị loại công kích này chọc giật, nó chu lên liên hồi, toàn bộ thú quần dưới sự chỉ huy của hơn 10 con biến dị cự lang lập tức tràn lên. Mặt đất xung chuyển liên hồi, cả trăm trường ngắn ngủ đã bị lang quần vượt qua trong trước mắt, lúc này chỉ còn cách tường thành hơn 10 dặm, chúng bắt đầu mãnh liệt công kích. Một đám thanh lang vọt lên trời, móng vuốt sắc như dao của chúng cắm sâu vào trong tường đá, rồi lại mượn lực vọt thẳng lên trên đầu thành. Trên tường thành, quan quân ở các nơi đồng loạt ra lệnh bắn tên. Vô số mũi tên như mưa chút xuống, tiếng phốc phốc vang lên liên hồi, bất giác lại có vô số thanh lang bị xuyên thủng người ngã xuống phía dưới phàm nhân ở linh giới có khí lực hơn xa phàm nhân tại nhân giới nên lực sát thương cũng không hề nhỏ. Chẳng qua số lượng thanh lang cực nhiều, chút tiêu hao này căn bản không hề có chút ý nghĩa gì, ngược lại thương vong lại càng khiến bọn nó điên cuồng hơn. Một lát sau lại có một đợt thanh lang sông đến đầu thành. Thủ vệ trên tường thành đã sớm xúc thế đợi sẵn, ngay khi con thanh lang đầu tiên vừa đặt chân lên đầu thành thì ba bốn cây câu dài đã đồng loạt đâm tới đem thanh lang móc xuống mắt đất, thân thể trong chớp mắt bị vô số thanh đao chém thành thịt nát, căn bản không kịp phát huy. trong đầy trời tên bay trên thành thì đao quang kiếm ánh liên hồi, tiếng sói chu lên tất cả đan sen vào nhau. Hàn lập vẫn chưa ra tay, hắn chỉ đi theo quan quân kia đi tới đi lui trên tường thành chỉ huy đám binh lính kia phòng ngự. theo hắn quan sát thì hiện tại thanh lang có vẻ hung mãnh dị thường, nhưng bên phía nhân loại đã dưỡng sức hồi lâu nên không có khả năng rơi xuống hạ phong. phòng trưng khổ chiến chỉ đến trưa mới bắt đầu, mà một mặt khác của thành lại đối mặt với vô số xích máng. Tuy ở quá xa nên không thể thấy rõ tình hình, nhưng tiếng chém giết truyền đến rất rõ, xem ra đàn xích máng cũng đã phát động công kích. Trận chiến đến tận giữa trưa mới bùng nổ, đánh liên tục đến xế chiều, cả tòa An Viễn Thành bị nồng đậm huyết tinh bao phủ. Sắc trời cũng dần ảm đạm, mặt trời trên cao đã từng cái nối tiếp nhau biến mất. Nhưng công kích của Lam quân vẫn chưa dừng lại lấy một khắc, thậm chí thế công ngày càng cuồng bạo. Thân là thú loại chưa mở ra linh trí nên đều có bản tính thị huyết chỉ sợ đến lúc này thì nó mới chỉ xuất ra một hai phần của đàn thú. Vẻ mặt quan quân mà Hàn Lập bảo vệ cũng dần dần lộ ra vẻ âm trầm, sự thong dong ban đầu đã biến mất. Nửa ngày đại chiến đã khiến những binh lính thủ thành phổ thông thương vong mất một phần ba, ngay cả hộ vệ của thiên đông thương hành cũng đã có hơn 20 người bỏ mình. Đúng lúc này, tại hậu phương của thanh sắc lang quần truyền tới từng tiếng chu ngắn. Bất giác, tất cả biến dị cự lang lúc trước biến mất trong thú quần đã xuất hiện dưới tường thành. Cự Lang này nhảy nhẹ một cái đã vọt lên năm sáu trượng, động tác nhanh như chớp, mấy binh lính bắn tên về phía hắn cơ hồ không có tác dụng. Như hóa thành một trận gió, Cự Lang đã vọt lên tường thành, binh lính thủ thành không chút do dự mà rút ra các loại vũ khí, nhưng Cự Lang này lại có thể nhanh chóng lách qua đám thủ vệ rồi dùng móng vuốt và răng nanh sắc nhọn của mình bổ về phía những binh lính này. Trong phút chốc, huyết quang bắn ra tung tóe, ngay khi biến dị Cự Lang công thành thì thương vong lập tức đại tăng. Bên phía đoạn tường thành do mấy người Hàn Lập phụ trách đồng dạng cũng có mấy con biến dị cự lang nhảy lên, trong chốc lát đã có hơn 10 người tử vong. Quan quân kia thấy vậy lập tức phân phó luyện thể sĩ của Thiên Đông Thương hội giảo sát. Những binh lính bình thường chỉ cần đối phó với thanh lang bình thường, không cần nhiễu loạn trận tuyến của đám thủ vệ. Trương Khuê dẫn theo hơn 10 luyện thể sĩ xông lên, lập tức khống chế được cục diện. Nhưng đột nhiên binh lính phía phụ cận thét lên kinh hãi, trên tường thành bỗng có hai luồn thanh ảnh chợt lóe có hai biến dị cự lang nhảy lên đoạn tường thành gần đó một trong hai con lao trực tiếp vào trong đám binh lính bình thường khiến trận tuyến của bọn họ đại loạn một con khác trực tiếp lao về phía quan quân chúng nó cũng biết người mặc khôi giáp này chính là chỉ huy nên cũng đồng dạng dùng kế sách dương đông kích tây muốn chết cự hán hét vang lang nhà bổng trong tay vung lên rồi xé gió đập xuống đập thẳng về phía cự lang cho dù thân thể cự lang có cứng cỏi hơn thanh lang bình thường nhưng nếu bị dạng binh khí này đập chúng cũng chắc chết chương 1278, cuồng thú chi chiều 3. Mắt thấy lang nha bổng thật lớn muốn đập nát đầu sói ra, thì đột nhiên xuất hiện một cảnh làm người ta giật mình. Con sói này đột nhiên trên người phát ra tia sáng màu xanh, rồi thân thể lập tức xoay, hình thể trong phút chốc rút nhỏ hơn phân nửa, trở thành một con sói bình thường. Lang nha bổng suýt tí nửa đã đánh trúng đầu con sói, nhưng sượt qua khoảng không, rồi đột nhiên hai tia sáng màu xanh kỳ lạ chợt lóe, vẫy đuôi một cái, chợt tăng tốc lao đến hướng cự hán, hai chảo hung hăng chụp vào quan quân yêu lang quan quân vừa thấy thanh lang biến hóa quỷ dị lập tức biến sắc lập tức giơ tay lên không cần nghĩ thanh trường kiếm bên hung không biết khi nào đã nằm trong tay tiếp theo chiếc nhẫn mai linh trên tay hắn chợt lóe theo trường kiếm hóa thành một bóng kiếm tự thân bảo hộ tên quan quân này trên người cũng có một chút linh cụ thấp sai yêu lang sau khi biến thành hình thành một con sói bình thường vừa thấy chiếc nhẫn hóa thành bóng kiếm trong mắt hiện lên tia khinh thường hai chân trước giơ lên xoẹt xoẹt hai tiếng, nhất thời những vuốt nhọn màu xanh hiện lên, hướng về tên quan quân. Khi bóng kiếm này vừa tiếp xúc với một chảo kia, ngay lập tức biến mất sau tiếng va chạm, căn bản là không còn dấu vết, còn chảo kia chỉ có thể tiến tới một chút, rồi cũng rút về. Tên quan quân ở trong mặc dù tay cầm kiếm vẫn dơ lên bổ tới, nhưng bị một kích xém chết như vậy, làm khuôn mặt trở nên xám xịt dị thường. Nhưng lúc này, tên quan quân đột nhiên cảm thấy phía trước có bóng người, không biết như thế nào đã lao về hướng chảo võng kia, tiếp theo một tiếng hử lạnh, rõ ràng không lớn, nhưng có thể nghe rất rõ, phảng phất như vang lên bên tai, làm cho hắn mê muội trong lòng cả kinh. Tiếp theo, một quyền kim quang như ảnh đã động, nghênh thẳng về hướng chảo mang. Hai bên va chạm vang lên tiếng nổ kinh thiên, chảo nhọn màu xanh kia bị kim quang chấn cho vỡ vụn, rồi từ từ biến thành cát bụi. Quan quân mừng rỡ, hai mắt mở to nhìn rõ người trước mặt, chính là nam tử phụ trách bảo vệ hắn, Hàn Lập. Hàn Lập chậm rãi thu hồi nắm tay kim quang vào, thản nhiên nhìn chằm chằm vào yên lang đang lo lửng giữa không trung trên mặt không chút biểu tình yêu lang sau một kích này cũng không ngừng lại cũng dùng ánh mắt nghi kỵ đánh giá hàn lập phần lông trên lưng và cổ đã dựng đứng lên phản phất như có sự kiêng kỵ dị thường với hàn lập mặc dù yêu thú không nhìn ra tu vi của hàn lập sâu cạn thế nào nhưng cảm ứng linh mẫn về nguy hiểm đã mơ hồ nói cho nó biết loài người trước mắt nó cực kỳ nguy hiểm tựa hồ có năng lực làm bị thương hoặc lấy mạng nó cho nên không khỏi trần chờ cự hán sau một kích thất bại mắt thấy yêu lang sau khi biến thân, hiển nhiên cũng bị giật mình không nhẹ, vội vàng điều chỉnh thân hình, làm ra tư thế chuẩn bị đối mặt đại địch. Sau đó, cùng với Hàn Lập làm thành thế trước sau cùng công, mà luyện thế sĩ của Thiên Đông Thương Hào cũng vội vã chạy đến, lập tức vây lấy yêu lang này. Yêu lang đảo mắt nhìn qua, rồi liếc nhìn Hàn Lập thật sâu, đột nhiên xoay lại, hóa thành một đạo thanh quang hướng về phía cự hán. Đổ khiếu cả kinh, đem lang nhà bổng hướng về phía trước, không tự chủ ném sang một bên. Kết quả, yêu lang chỉ là hư hoảng, còn chân thân thì đã độn quang vượt qua đầu cự hán, sau đó trực tiếp bay ra thành đầu, nhảy xuống, rồi cùng với những cự lang biến dị khác tấn công, một màn giết chóc xuất hiện, những người khác hoảng sợ quá vội nhảy xuống thành đầu chạy thoát thân. Hàn Lập vẫn đứng tại chỗ, không có ý truy đuổi. Mặc dù pháp lực của hắn vẫn chưa khôi phục toàn bộ, nhưng đối mặt với loại yêu lang mà ngày xưa không thèm nhìn một cái này, cũng không có hứng thú để đuổi giết. Tên quan quân tìm được đường sống trong chỗ chết kia, đã trở nên bình tĩnh lại, lập tức cảm kích với Hàn Lập, liên tục nói cảm ơn không dứt. Đa Tạ huynh đài đã cứu giúp, nếu không cái mạng nhỏ của Tiếu Mỗ thật sự khó giữ được. Hàn Lập nghe vậy, lắc đầu thở dài nói, ta mặc dù cứu các hạ, nhưng những chỗ khác cũng có yêu lang xuất hiện, dường như không được tốt. Không có khả năng, sao có thể xuất hiện nhiều yêu lang như vậy tên quan quân họ Tiếu mẩn ra, vội vàng quay đầu về hướng thành đầu nhìn. Kết quả làm cho sắc mặt của hắn lại tái nhợt đi chỉ thấy bốn năm thành đầu gần chỗ bọn họ, không biết như thế nào đã trở nên hỗn loạn, đều bị cả ngàn con yêu lang vây lấy. Mà trên không trung thành đầu, có một con yêu lang đang tỏa sáng, bất ngờ lơ lửng, cũng chính là con yêu lang có bộ dáng độc nhất vô nhị vừa chạy khỏi chỗ bọn họ. Giờ phút này không chỉ riêng Hàn Lập và tên quan quân họ tiêu im lặng, thiên đông thương hào cùng với đám binh lính cũng thấy được tất cả, mắt thấy đám thanh lang đó không ngừng cào cấu cắn xé đầu người, trái tim mọi người không khỏi trầm xuống. Trong lòng mọi người xuất hiện một ý niệm chung, chẳng lẽ thành này thật sự bị công phá? Ngay lúc lòng người đang mờ mịt, thủ vệ thành chết thảm thương, không còn sức để chống cự, thì đột nhiên tiếng kèn vang lên tù các thành đầu, tiếp theo trên thành đầu đại loạn chợt xuất hiện hơn trăm tên luyện thể sĩ. Mỗi người bọn họ đều mặc một bộ cốt giáp kỳ lạ, trong tay cầm đủ loại binh khí đa dạng, mỗi người đều lóe linh quang, đều là linh cụ cùng một màu. Bọn họ xông lên thành đầu, đối mặt với đám thanh lang này, quả thật như hổ lao vào đàn dê, xu thế không thể đỡ, đao kiếm chỉ cần vung lên, thì thanh lang trước mặt nhất định sẽ bị chảm thành hai đoạn, không còn giữ được hình dạng ban đầu. Cho dù đám cự lang biến dị hung ác dị thường, có thể ngăn cản được một hai tên, nhưng cả đám giáp sĩ cùng dũng mãnh sông lên, ngay lập tức bị phân thây thành năm mảnh. Còn yêu lang trên không trung thấy vậy, hiển nhiên giận dữ, vừa định có động tác gì đó, thì hơn 10 tên luyện thể sĩ đã nhảy lên trời, vây lấy con yêu lang đó. Đúng lúc này, bầy sói dưới thành đột nhiên chu ên một tiếng thật dài. Nghe thấy tiếng chu này, còn yêu lang đó do dự một chút, rồi lập tức quay đầu bay đi, không ở lại chém giết đám luyện thể sĩ này nữa. Còn đám sói trên thành, nghe thấy tiếng chu này cũng bắt đầu rút lui, cùng lúc nhảy xuống từ trên thành. Mặc dù đám luyện thể sĩ này đuổi giết cũng nhanh, nhưng vẫn để cho hơn phân nửa lang thú chạy thoát. Không riêng gì thành đầu này, mà những chỗ khác bầy sói cũng đã dừng công kích, từ từ rút lui về phía sau. Đàn thú đã kết thúc ngày dò xét của trận đại chiến. Trong trận chiến với bầy sói này, loài người tổn thương rất nhiều, nhưng nói cho cùng thì bầy thú cũng không khá hơn là bao, số thanh lang chết đạt hơn mức 10 vạn. Nhưng số người chết trong trận chiến này tựa hồ đã vượt qua ngoài dự kiến, cũng đã hao tốn rất nhiều mũi tên và vũ khí phòng thủ. Rốt cục tuy rằng đã chiếm được thế thượng phong, nhưng chuyện phản công không phải là vấn đề để bàn luận ngay lúc này. Bây giờ, trên bầu trời đồng loạt xuất hiện bảy vầng trăng rầm, ánh mặt trăng sáng tỏ vô cùng, chiếu rọi lên những cái xác của đám sói phủ kín tường thành, đồng thời cũng nghe được tiếng sói chu từ xa truyền đến nhưng tiếng chu này không có ý cuồng bạo mà ngược lại còn tràn ngập thê lương và gào thét không nói nên lời một bầy sói có thể thấy rõ ràng dưới ánh trăng kia dần dần đi xa cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh những binh lính đã chiến đấu hăng hái hơn nửa ngày trên thành đầu mới thở phào một hơi cũng bất chấp trên thành đầy những vết máu loang lổ uể oải ngồi xuống mặt đất vô cùng mệt mỏi thậm chí có vài người đã thiếp ngủ đi chỉ có đám chuyên tu luyện hưu thuật luyện bổng sĩ cũng bởi vì không ngừng huy động binh khí, mà có cảm giác chịu không nổi, cũng có ý định nghỉ ngơi. Không nên nằm ở đây, nơi này không phải chỗ để ngủ, lát nữa người thế chỗ chúng ta sẽ đến. Chúng ta đã thủ chiến, không cần phải nói gì, có thể trở về nghỉ ngơi 2-3 ngày. Chờ sau khi người khác đến, mọi người có thể trở về chỗ nghỉ, có thể chính thức được nghỉ ngơi. Bây giờ chúng ta phải giữ vững tinh thần, lỡ như bầy sói đột nhiên quay lại, dưới trạng thái bây giờ, khẳng định sẽ xảy ra vấn đề lớn quan quân họ tiêu không dám buông lỏng cảnh giác trong miệng vẫn tiếp tục đốc thúc nghe nói có thể trở về nghỉ ngơi binh lính và đám người thiên đông thương hào đều mừng rỡ vô cùng khôi phục được vài phần tinh thần miễn cưỡng đứng dậy hàn lập vẫn chưa ra tay cho nên không có gì mệt mỏi chỉ đứng tựa vào tường đưa mắt nhìn đàn sói đang bỏ chạy nơi xa không biết đang nghĩ gì trong đầu hàn huynh đệ lần này nhờ có người ra tay đẩy lùi đàn sói nếu không kết quả của chúng ta sẽ không khác gì so với thủ vệ chỗ khác trương khuê đi lại hướng hàn lập, trên mặt xuất hiện một nụ cười, nói. Trong tay hắn vẫn cầm một thanh đoạn kiếm màu vàng, áo giáp trên người đã nhiễm đỏ máu tươi, hiển nhiên là vừa rồi đã chém giết không ít. Không có gì, bất quá chỉ vừa đụng đến là bầy sói liền rút lui hàn lập nhìn thoáng quan người trương khuê, có vẻ bình tĩnh. Nhưng nếu hàn huynh không ra tay, chỉ sợ linh đội đến viện trợ thì chúng ta đã chết hơn phân nửa rồi. Cũng may mắn là hàn huynh, nếu đổi lại là người khác, thật khó mà đối phó với yêu lang. Cho dù ta có kim oanh kiếm, nhưng cũng không nắm được ba phần thắng. Trương Khuê cười khổ, bàn tay giơ lên, vỏ kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay, rồi đem thanh đoạn kiếm kia cẩn thận cất vào trong vỏ, ngay cả kiếm mang cũng cất vào trong lòng. Hàn lập theo tiềm thức nhìn linh cụ này một cái, hắn biết, linh cụ này kỳ thật là pháp ký đặc thù của luyện thể sĩ do người tu tiên luyện chế cho, đặc biệt là linh chạc kia, cũng không cần biết bên trong có bao nhiêu pháp lực, nhưng có thể để linh thạch vào bên trong linh cụ, tạm thời kích thích huy năng của nó. Uy lực của linh cụ mặc dù rất tốt, nhưng chỉ có hề mượn lực của linh thạch, không thể tế luyện, cũng không cách nào kéo dài tác chiến, cho nên hao phí rất nhiều linh thạch so với bình thường. Vì thế không phải luyện thể sĩ nào cũng có thể sử dụng. Bất quá bởi vì linh cụ này nhiều nhất cũng có thể đạt đến tình trạng linh khí, cũng không bằng bảo vật chính thức, cho nên đám luyện thể sĩ cao giai đều rất khinh thường món đồ này bọn họ chỉ tin tưởng bản thân tu luyện ra mới là vũ khí tốt nhất. Điểm này, cũng giống với suy nghĩ của một ít yêu tộc yêu tu, không ngưu mà hợp. Trong đầu Hàn Lập chợt hiện lên về tư liệu liên quan về linh cụ lỗi thời, còn Trương Khuê im lặng trong chốc lát, đột nhiên lộ vẻ mặt kỳ quái nói ra một câu. Hàn Lập sau khi nghe xong, trong lòng cũng dùng mình. Trương 1279, Cuồng Thú Chi Triều 4 Hàn huynh đệ, kim cương quyết của ngươi không phải đã gần tu luyện đến tầng thứ ba sao? trương khuê đột nhiên hỏi trương huynh vì sao lại hỏi vậy ánh mắt hàn lập chợt lóe, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi một câu không có gì chỉ là cảm thấy kim cương quyết tầng thứ ba tựa hồ như không thể làm cho thể làm cho một con yêu lang lui bước xem ra hàn huynh đệ thật có tiền đồ rộng lớn trương khuê thầm ý nói một câu rất sâu sắc rồi lập tức xoay người rời đi không nói thêm gì nữa hàn lập nhìn bóng lưng của hàn tử mặt sẹo này sơ sơ cằm khóe miệng cũng nổi lên một nụ cười lãnh đạm người này tựa hồ như cố ý nói vậy không bao lâu sau rất nhiều binh lính an viễn thành cùng với một nhóm thanh tráng dưới sự dẫn dắt của một quan quân khác leo lên tường thành đám người của thiên đông thương hào cuối cùng cũng rời khỏi thành đầu bất quá bọn họ vẫn không có khả năng trở về chỗ ở mà vẫn tụ tập tại vùng rộng gần đó thống nhất thu xếp nghỉ ngơi trong một phòng giá phần lớn mọi người khi vừa bước vào phòng liền bất chấp tất cả vùi đầu ngủ hàn lập mặc dù không có chút mệt mỏi nhưng cũng không trong tình huống hỗn loạn mà xông ra ngoài lúc này nằm trên giường điều tức, tiếp tục yên lặng tìm hiểu công pháp của Kim Trâm Quyết. Một đêm yên bình, trong nháy mắt đã qua, sáng ngày hôm sau, một tiếng la rung trời bỗng nhiên vang lên, tiếng sói chu cùng với tiếng hô ứng xa xa chuyển đến, trên tường thành lại vang lên tiếng kêu, báo động đàn thú tấn công thành lần hai. Trận chiến này, tựa hồ còn mãnh liệt hơn cả trận chiến hôm qua, tiếng chém giết kéo dài từ sáng cho đến tối, cứ từng đợt rồi lại từng đột binh lính thỉnh thoảng lại bị kéo ra khỏi phòng đá, sau đó vội vàng lên thành đầu trợ giúp, trong nhất thời nơi này chỉ còn lại một mình hàn lập, ba bốn nhóm người đã bắt đầu kéo lên thành đầu. Mãi cho đến khi màn đêm phủ xuống, đàn thú mới lại rút lui. Khi hàn lập rời khỏi phòng đá, thì trong sân đã bắt đầu thay đổi người. Rất nhiều người đến trợ giúp, vậy mà chỉ còn lại hai ba phần là đủ hình người, phần lớn còn lại là cả người đầy máu, hoặc là thiếu tay thiếu chân, bị thương rất nặng. So với đám thủ vệ hôm qua cùng với Hàn Lập còn thê thảm hơn rất nhiều. Không riêng gì Hàn Lập, gần đó cũng có nhiều người ra khỏi phòng, thấy tình cảnh này cũng thất kinh. Rất nhiều người đã đi hỏi về tình huống cụ thể của cuộc chiến hôm nay. Thế mới biết, hôm nay đàn thú công thành đã xuất hiện một loài tiểu lang giống như con báo. Chẳng những thân nhẹ như yến, mà lông mau trên thân lại có thể bắn ra như nhím. Mà mấy cọng lông đó lại có chứa kịch độc, một khi bị trúng, thì sẽ mất đi năng lực chiến đấu trong nháy mắt, nếu không được chữa trị kịp thời, sẽ bị độc mà chết. Loại tiểu lang này trước giờ chưa từng nghe nói qua, có thể là một biến dị mới của chủng loại lang thú. Loại chuyện này trong bầy thú không phải là chuyện thường xuyên, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ là mỗi lần xuất hiện một loại thú biến dị mới, hiển nhiên làm cho loài người thương vong không ít. Nhưng loại thú biến dị này cũng nhanh chóng biến mất, nếu không, bây giờ trong bầy thú biến dị kia, tuyệt đối không chỉ có đơn giản một hai loại như vậy. Nhưng bây giờ mà nói, loại tiểu lang này xuất hiện với số lượng lớn, lập tức làm cho hàng phòng thủ thương vong hơn phân nửa nếu không phải người chỉ huy bất kể thương vô, điều đến một lượng lớn người tới, hơn nữa còn có linh đội ra tay trợ giúp, thì sợ rằng trận chiến hôm nay đã không qua khỏi. Nghe thấy câu trả lời của người này, làm cho trong lòng mọi người không khỏi trầm xuống. Tất cả mọi người đều mơ hồ cảm giác được, lần thú chiều này tựa hồ còn hung ác hơn so với lời đồn. Đối với những người bảo vệ thành này, đã xuất hiện ra vài phần dao động. Hai mắt hàn lập hiếp lại đứng ngoài cửa nhìn về nơi xa, không nói một lời trở về phòng, trên mặt vẫn không có biểu tình gì. Quả thật trong lòng hắn không hề run động vì chuyện này. Cho dù An Viễn Thành thật sự bị công phá, với thân thủ của hắn cùng với hai cụ Diệt Tiên Châu, muốn lao ra khỏi đàn thú cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Vì phần những người trong thành, cho dù hắn muốn cứu, bây giờ tâm có thừa nhưng lực không đủ, hiển nhiên sẽ không làm ra cái loại chuyện ngu ngốc này. Bất quá đàn thú hung mãnh như vậy, sợ rằng nhóm đầu tiên được nghỉ ngơi không quá hai ngày, nói không chừng ngày mai sẽ đến lượt họ hàn lập dự đoán không sai sáng ngày thứ ba bầu trời vừa mới xuất hiện ánh nắng liền có người lớn tiếng kêu lên kêu tất cả hộ vệ của thiên đông thương hào ra cửa tập hợp tại sân khi hắn bình tĩnh đi ra sân phát hiện ra ngoài đám người thiên đông thương hào còn có gần trăm người khác đang đứng ở đây trong đó phân nửa là luyện thể sĩ hơn nữa trong người không thiếu linh giới linh trạc thân cụ linh cụ đầy người còn có kỵ sĩ thân cưỡi lang thú cũng có một nhóm người cưỡi ngựa đứng một bên những người này hiển nhiên là tinh nhuệ hạng nhất tại đây hàn lập nhướng mày không chút hoang mang đi đến đám người một lát sau trong sân cuối cùng cũng tụ tập đủ ngàn người lúc này có một người xuất hiện trước mặt mọi người chính là người trung niên ngân giáp kia sắc mặt âm trầm của hắn ta nói nói vài câu đại khái nói muốn phòng thủ chặt chẽ rồi điều bọn họ đến tăng mạnh phòng thủ sau đó vung tay lên lệnh cho đội ngũ xuất phát tin tức này hiển nhiên làm cho tất cả người ở đây kinh hãi Bọn họ hai ngày này biết rằng đối phó với lang thú là hết sức khó khăn, không nghĩ đến tình hình ngày càng không ổn. Cũng may, người tụ tập ở đây cũng đều là hạng người có kiến thức bất phàm, cũng không vì vậy mà nghị luận bậy bạ, chỉ là một trận giao động, rồi phần lớn mọi người đều cởi thú ngồi xe đi đến An Viễn Thành. Trên phố, trừ một ít kỵ sĩ tuần tra ra, cũng không có người đi đường. Sau khi chiếc xe thú chạy như điên, khoảng một canh giờ sau, đã đến được tường thành của An Viễn Thành, rồi mọi người xuống xe bước vào mà gần đó đã có hơn 10 quan quân đang chờ, vừa thấy đám người Hàn Lập đến, lập tức khẩn trương lên, rồi sau một phen phân chia này nọ, tiếp theo lập tức dẫn mọi người trở về các cổng thành. Cứ như vậy, đám người của Thiên Đông Phương Hào cũng bị phân tán ra, trừ bỏ 7-8 gã hộ vệ bình thường hay đi theo vị phó lĩnh của Thiên Đông Thương Hào ra, đám người Trương Khuê và Đỗ Khiếu đều bị chia lìa. Người dẫn dắt đám Hàn Lập là một quan quân trung niên có hàm dâu rất rậm, từ bộ thiết giáp trên người có thể nhìn ra vị quan quân này cũng thuộc loại nhất đẳng. Người này đối với đám luyện thể sĩ rất là hòa thiện, đặc biệt là có ba người trong nhóm đều có mang linh cụ, nên ở ngoài càng khách khí với ba người này, hơn nữa trong lời nói còn có rất nhiều ẩn ý. Sự lợi hại của Hàn Lập, trừ đám người của Thiên Đông Thương Hào ra thì những người khác hiển nhiên không biết gì cả, hiển nhiên cũng không khiến cho tên quan quân này đặc biệt chú ý. Hàn Lập đương nhiên cũng không tự tiến cử rồi, không nói một lời đi theo đám người leo lên phụ trách thủ hộ tường thành. Nhưng khi leo lên đến nơi, kết quả làm cho sắc mặt mọi người đại biến. Trên thành đầu vốn là tường đá trình tề bóng loáng, tất cả cổng thành và tường thành đều đã bị phá nát vụn không đầy đủ. Càng quỷ dị hơn chính là mặt đất màu xanh cũng trở nên đen thùi và truyền đến một mùi hôi quái dị, làm cho người ta ngửi thấy là muốn nôn ra liền. Đây là độc rắn, một hán tử tay mang linh trạc chỉ vào những chỗ đen đen trên mặt đất nói. Không sai, chính là độc rắn, bởi vì nó nên ta đã muốn gần 400-500 người đại hồ tử nghe vậy, cười khổ một tiếng. Chẳng lẽ ta nhớ lầm? xích mãng thú không phải là không có độc sao một lão già có linh cụ khác lên tiếng trong mắt chấp động đầy vẻ khó hiểu lý huynh không nhớ lầm quả thật xích mãng thú không có độc nhưng lần này trong đám mãng thú biến dị kia lại xuất hiện ra loại phi mang đái xí biến dị loại mãng xà này mặc dù hình thể bên ngoài không khác gì mãng xà bình thường nhưng có thể mượn đôi cánh trong khoảng thời gian ngắn mà phi hành trong miệng có thể phun ra chất độc màu đen này loại độc này chỉ cần chạm vào da lập tức sẽ làm cho da thịt người ta bị sôi vụn lên phun vào trên tảng đá cũng có thể làm cho đá tan ra ba phần. Thành đầu của ta đã kêu người dùng rất nhiều nước sạch để tẩy rửa, nếu không trong không khí đã tràn ngập độc khí, sẽ làm cho người ta ngủ từ lâu rồi đại hồ tử giải thích. Cái này phiền rồi, mãng thú biến dị nguyên bổn đã có khí lực rất lớn, bây giờ lại có thể phun độc, lần này không thể phòng thủ tốt rồi trong đám người bỗng nhiên vang lên một câu lo lắng. Nếu xích mãng không khó đối phó, thì cấp trên sao có thể điều chư vị đến đây? Ta nghe nói bên thanh lang thú, tựa hồ như cũng xuất hiện lang thú biến dị mới đại hồ tử sờ sờ dâu sắc mặt ngưng trọng nói thanh lang thú cũng không dễ đó phó đã chết người nhiều như vậy mà sao vẫn không thấy tu tiên giả ra tay tu sĩ am hiển nhất là pháp thuật có quy mô sát thương lớn đối phó với đám dã thú này đều có đủ lực lại có người không nhịn được hỏi chư vị chớ quên từ lúc thú triều bắt đầu cho đến giờ loại báo cầm thú vẫn chưa từng lộ mặt mà tu sĩ phải đối phó với lũ yêu cầm phiền toái nếu lỡ như tiêu hao hết pháp lực loại yêu cầm kia đột nhiên xuất hiện, thì an viễn thành của chúng ta nhất định sẽ bị phá đại hồ tử thở dài một hơi, trả lời. Nghe được câu này, những người khác không khỏi liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ như không mấy lạc quan về tương lai của an viễn thành. Được rồi, chư vị cũng không cần quá lo lắng, loại phi xà phun độc này chỉ có thể phun độc được một lần, sau đó phải nghỉ ngơi ít nhất một ngày. Trải qua trận chiến hai ngày nay, loại xà biến dị đó cơ bản đã mất lực công kích. Cấp trên điều chư vị đến đây kỳ thật muốn dùng để đối phó với cự xà. Loại cự xà này trừ những luyện thể sĩ ra, thì những binh lính bình thường rất khó đả thương đến chúng nó. Thành đầu này bị phá hư đến mức này, cũng là do loại cự xà đó. Chỉ cần chư vị có thể khống chế được cự mãng biến dị đó, thì những xích mãng thú bình thường binh lính có đủ tự tin để đối phó đại hồ tử thấy thần sắc mọi người có chút không đúng, vội vàng lên tiếng. Hắc hắc, điểm ấy không cần đại nhân phân phó, ta đang đợi nó đến, hiển nhiên sẽ không ngồi không, bất quá, Tên hán tử mang linh chả còn muốn nói cái gì nữa, thì đột nhiên chân trời ngoài tường thành truyền đến một tiếng kêu xé gió giống thú mà không phải của thú, giống chim mà không phải của chim, làm cho người ta nghe xong khí huyết quay cuồng, rất không thoải mái. Lời mà tên hán tử kia vừa định nói ra liền phải nuốt vào bụng, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Không chỉ có hắn, những người khác nghe được tiếng kêu này cũng đổi mặt. Báo cầm thú, chúng nó rốt cục đã xuất hiện, một gã luyện thể sĩ nhìn bầu trời xa xa, thì thào một câu, Năm ngón tay không khỏi cầm chặt binh khí trong tay thêm một chút. Lúc này, Hàn Lập lại đang đứng một mình trong góc thành đầu, cúi đầu nhìn đám linh thạch thấp sai, thần sắc cực kỳ an nhàn, phảng phất như không nghe thấy tiếng kêu to này. Chương 1280, cuồng thú chi chiều 5. Quả nhiên một lát sau, xa xa không trung hiện ra mấy trăm cái chấm đen, hướng bên này bay nhanh tới, tiếng kêu quái dị này chính là xuất phát từ bên trong điểm đen. Trên tường thành nhân loại lập tức phản ứng từng tiếng thù và vang lên mọi người đều đi đến vị trí phòng thủ quan quân dưới sự chỉ huy lập tức sẵn sàng chiến đấu với quân địch. Cơ hồ cùng lúc đó, trong thành tại một chỗ kiến trúc cao lớn bay ra trên trăm đạo quang hoa thẳng đến điểm đen. Đúng là người tu tiên trong thành này, những tu sĩ này phần lớn là trúc cơ kỳ tu vi, ngựa khí độn tốc cũng không chậm, sau một lát công phu liền đến trên tường thành, hóa thành từng đoàn từng đoàn linh quang huyền phù ở trên không trung. Cầm đầu là hai người, một vị đại hán đầu bóng lưỡng, một vị là nam tử cẩm bào kim ngọc tông hai người này đều là chúc cơ hậu kỳ cảnh giới đã đến giả đan. Xem như là tu sĩ cảnh giới cao nhất trên không trung. Xa xa, điểm đen đã bay đến vài dặm bên ngoài tường thành, đột nhiên ngừng lại, trên không trung xoay quanh không dừng. Lúc này trên đầu tường thành, đã thấy rõ ràng chân diện mục của điểm đen, là từng con yêu cầm đầu báo thân ưng, có đôi cánh màu trắng vàng, hai mắt loang loáng màu tím đỏ, cả người sạc sỡ, có chút diễm lệ. Yêu cầm lớn nhỏ chỉ có một thước, hình thể nhỏ xinh tao nhã, chợt nhìn, thực sự không có gì đáng sợ. Chẳng qua những tu sĩ kia mỗi người sắc mặt ngưng trọng vạn phần, tựa hồ không dám khinh thị mảy may, từ đằng xa yêu cầm truyền ra mấy tiếng thúc giục gấp gáp, phía dưới trên mặt đất trống rỗng, đột nhiên tiếng tê minh nổi lên, từng đợt bụi từ hư không hiện ra. Một con mãng xà màu đỏ từ dưới đất chui đi ra, dương đầu phun lưỡi ra phì phì, mãng hải trong nháy mắt hình thành, sắc đỏ quay cuồng, không thể trông thấy điểm cuối. Trên đầu thành những người vừa mới tới, gặp tình hình này hít một hơi lạnh xem ra lúc này đây bọn họ thật đúng là xui tận mạng vừa mới tới liền đụng phải báo cầm thú cùng xích mãng thú liên thủ công kích cũng may phiền toái nhất là yêu cầm đã có người tu tiên ứng phó nếu không bọn họ căn bản không có khả năng ngăn cản hai đàn thú đồng thời công kích trên đầu thành luyện thể sĩ có chút may mắn xa xa đàn báo cầm thú bỗng nhiên phân thành hai một lớn một nhỏ từ bên trong bay ra phần nhỏ kia thân thể chỉ có lớn nhỏ hơn một thước cả người bao phủ một tầng linh quang chói lọi trong lúc đó hai cánh chấp động, ẩn ẩn có tiếng sấm truyền đến. Phần lớn kia, trừ bỏ hình thể là báo cầm thú lớn hơn nhiều, thực nhìn không ra vẻ không tầm thường, nhưng đôi cánh máu tím chấp động, toát ra một cô âm lệ. Khi hai yêu cầm hiện thân đồng thời phía dưới mãng đàn cũng quay cuồng một trận, đồng dạng thoát ra hai lớn một nhỏ đi ra. Một con thân dài vài chục trượng, cả người từng lớp phải thô dày, sinh ra một đôi quái sừng, có chín phần tương tự xích sao. Một con khác dài bảy tám trượng, cả người đen thùi không có chút phải nào, có ba đầu, thoạt nhìn bộ dạng độc nhất. Về phần nhỏ nhất còn lại, đầu người thân rắn, có một cặp song trưởng, đều cầm một cây cốt mâu, đúng là ở thanh la sa mạc ngày đó công kích hàn lập. Năm con yêu thú này hiển nhiên chính là cao trung gia yêu thú có tu vi cao nhất trong đám, ngũ yêu phương hướng tường thành, thông linh cực kỳ dùng thanh âm tê tê nói chuyện với nhau, liền lập tức hướng về phía đồng loại quay lại, biến mất không thấy. Theo sau, vô luận không trung yêu cầm, hay là trên mặt đất đại quân xích máng, dường như đồng thời nhận được mệnh lệnh, lập tức trong tiếng động ầm ầm bắt đầu hướng phía tường thành mà đến. Báo cầm thú tốc độ nhanh hơn mãng xà, tự nhiên tiếp cận An Viễn Thành trước một bước. Trong miệng âm thanh quái dị vang lớn, bên ngoài thân thể nổi lên yêu vụ, nhàn nhạt, nhạt một tầng, nhưng lập tức liền biến thành một đoàn dày đặc. Đem từng yêu cầm tre lấp vào trong đó, một mảnh lớn gần mẫu, yêu vụ màu xanh biếc nháy mắt hình thành, hướng đầu tường bên này hùng hổ quay cuồng mà đến, cảnh tượng kinh người cực kỳ. Yêu nhiệt muốn chết, không chung, nhân loại tu sĩ gầm lên giận dữ đại hán đầu chọc không hề trần chờ dẫn đầu nghinh chiến những tu sĩ khác cũng khu động pháp khí cùng tới sắp tiếp xúc với lục sắc yêu vụ bọn họ hai tay dương lên từng đạo phù chú bắn nhanh mà ra một tiếng bang bang vang lên vô số đoàn màu sắc khác nhau tại trong hư không hiện ra không có vào lục vụ đều bạo liệt ra tiếng bạo liệt nổi lên không ít lục vụ lập tức tán loạn biến mất tu sĩ nhân loại không chút do dự đều tế ra tế ra linh khí phi đao, phi kiếm, châu, thiền trượng, giáo ngắn, đủ loại, lập tức xuất hiện rậm rạp, hướng lục linh công tới công tới. Cùng lúc đó, đối diện, lục vũ quay cuồng một trận, vô số yêu vũ bắn nhanh mà ra, lục mang đầy trời, cùng linh khí đan vào cùng nhau. Không chút nào yếu thế, tu sĩ nhân loại bấm tay niệm thần chú, linh khí chuyển động đem thanh mang tán loạn dập nát. Nhưng từ yêu vụ yêu vũ bay ra giường như vô cùng vô tận, mà tu sĩ nhân loại đối với lục vụ tựa hồ rất là kiêng kỵ, không muốn dễ dàng tiếp cận. Cho nên song phương tranh đấu nhất thời rằng có ở tại không trung. Giờ phút này tại dưới đất, xích mãng cuối cùng đã tới dưới thành. Lúc này hơn 10 xích mãng một tổ, mãng thủ kéo dài vài chục trượng vài chục trượng, sau đó lại như tên nỏ bắn nhanh hướng về phía đầu thành. Ở giữa không trung lúc này, tất cả xích mãng thân mình uốn éo hung hăng đánh về phía binh lính đích nhân loại phía đầu thành. Kể từ đó, tường thành hơn 10 triệu đối với xích mãng căn bản như không có gì. Những người mới tới, mặc dù đều từng đối đầu với xích mãng thú, nhưng mãng đàn loại này phương thức công kích quỷ dị, thật không có mấy người được chứng kiến. Bọn họ nhất thời một trận đại loạn, hơi có chút luống cuống tay chân. Nhưng thật ra binh lính an viễn thành bình thường, tựa hồ đối với sớm đã có kinh nghiệm đối phó, lúc này một đám người tụ tập cùng nhau, mấy người đưa tay cung nỏ phát ra, những người còn lại một tay cầm tấm chắn chắn lên đỉnh đầu, một tay không ngừng huy động binh khí, gắt gao phòng thủ ở bên cạnh ở bên cạnh. Trong lúc nhất thời phòng thủ thực sự nghiêm mật, cự nỏ ở đầu thành cũng bộc phát ra âm thanh siêu siêu, một cây đại tên nỏ dài hơn một trượng, tốc độ kinh người bắn ra. Chỉ thấy hàn quang chấp động, một mảnh xích mãng dài hẹp liên kết cùng nhau còn chưa tới kịp tường thành, đã bị xuyên thủng đánh rơi xuống dưới thành, hơn 10 mãng xà huyết nhục bắt đầu mơ hồ. Một lúc sau, luyện thể sĩ cuối cùng cũng ổn định đầu trận tuyến binh khí trong tay bay nhanh vũ động dễ dàng đem một mảng dài mãng xà chém đi. Mỗi người thân thể đều mạnh mẽ, khí lực kinh người, mãng xà bình thường căn bản không thể đối phó mảy may. Hàn lập đứng ở lỗ châu mai, hai chân chưa hạ xuống, nhưng không trung hàn quang chợt lẽ, mãng xà văng ra ngoài, biến thành hơn 10 đoạn. Sao huyết rơi xuống. Lấy cảnh giới kim cương quyết hiện tại của Hàn Lập và bí quyết võ học tục nhân năm xưa tu luyện được, trong tay tự nhiên sử dụng đến xuất thần nhập hóa, một đao chém ra chẳng những nhanh vô cùng, vô thành vô tức, ẩn chứa khí lực to lớn, không gì sánh kịp. đừng nói mãng xà bình thường, cho dù là một kiện thấp sai linh khí phỏng chừng cũng có thể một đao hủy diệt. cho nên Hàn lập tâm tư căn bản không đặt ở mãng xà bình thường, mà là hai mắt nhìn hướng xa xa phía bảy rắn. hắn có phần cảm thấy hứng thú với tam xà yêu, nhưng vào lúc này, đột nhiên phụ cận oanh một tiếng truyền đến, lập tức mấy tiếng kêu thảm thiết ở phụ cận truyền ra. Hàn lập ngẩn ra, không khỏi ánh mắt quét tới. Chỉ thấy cách 10 trượng trở lại, một biến dị cự mãng hình thể lớn kinh người nhảy đến nơi này. Mãng xà vừa rơi xuống đất, liền một ngụm cắn luôn nửa người một gã binh lính bình thường, đồng thời cái đuôi vỗ vỗ, lại đánh một luyện thể sĩ bay ra ngoài vào trên lỗ châu mai. Người này ngực lõm xuống hơn phân nửa, nháy mắt mạng sống chấm dứt. Lúc này cự mãng đôi mắt lục quang âm hàn chợt lóe, đầu đong đưa, hướng về phía Hàn Lập. Hàn Lập lạnh lùng nhìn cự mãng liếc mắt một cái, nhíu mày cự mãng tựa hồ cảm thấy được hàn lập không dễ đối phó thân mình lập tức cước bộ vừa nhấc nghênh ngang tiến lại đây cự mãng tựa hồ cảm thấy được hàn lập không dễ đối phó thân mình lúc này uốn lại hé miệng như tia chớp bắn ra hung hăng táp tới hàn lập thần sắc không thay đổi trong tay đại đao hướng trước người hơi động trong phút chốc vô số đạo hàn quang âm thanh ông ông hiện lên một chút đem cự mãng che khuất bên trong sau đó chợt lóe trôi đi không thấy chỉ thấy cự mãng thân hình dừng lại đầu hiện ra vô số máu huyết tiếp theo vỡ ra từng khúc, biến thành một đống huyết vụ vô ảnh vô tung biến mất. Hàn lập một đao nhìn như tùy ý, đem cự mãng biến dị phân thây. Hàn lập mặt không chút thay đổi nhìn mãng thi không đầu rơi trên mặt đất, trong tay đại đao vừa thu lại phía sau lưng, xoay người rời đi. Đúng lúc này, việc ngoài ý muốn xảy ra, cự mãng tàn thi đột nhiên phần sau thân mình uốn éo, mãng vĩ lấy thế xét đánh không kịp bưng tay, một chút bắn lên, hung hăng hướng tới thân hình hàn lập. Tiếng gió gào thét, một cây thiết côn kỳ thô quét tới, lợi hại dị thường phụ cận binh lính an viễn thành cùng vài tên luyện thể sĩ cũng không khỏi thét một tiếng kinh hãi phanh một âm thanh vang lên hàn lập kim quang trói mắt nắm tay đập vào mãng vĩ một lỗ máu hình cái bát xuyên thủng mà ra đem mang vĩ đánh bay ra ngoài nhưng là lúc này nửa đoạn trước cự mãng thân mình lại quỷ dị uốn éo hướng hàn lập hung hăng đập tới sắc mặt hàn lập trầm xuống trong tay đại đao chém ngang thân hình nhoáng lên một cái liền mang theo một đạo tàn ảnh hướng về phía cự mãng một đạo hàn quang trói mắt chợt lóe hư ảnh hiện ra phía sau từ từ xoay người cự mãng thân hình khổng lồ huyết quang phụt ra biến thành bảy tám mảnh rơi xuống trên mặt đất lần này cự mãng cũng chết chắc chương 1281, cuồng thú chi chiều 6. giết cự mãng chỉ là trong mấy hơi thở làm cho binh lính cùng luyện thể sĩ đều trợn mắt há hốc mồm nhưng lập tức mừng rỡ lấy biểu hiện kinh người vừa rồi ai cũng nhìn ra hàn lập căn bản không phải là một luyện thể sĩ bình thường có người có sức mạnh kinh người như vậy ở bên, bọn họ tính mạng tự nhiên là rất bảo đảm. Hô lớn một tiếng, tiếp tục chém giết xích mãng, loạn loạn uy vũ, đại chiến xích mãng, càng ngày càng hỗn loạn, biến dị cự mãng xuất hiện càng ngày càng nhiều. Ở địa phương khác, Hàn Lập không quá rõ ràng, nhưng hắn ở chỗ này trong chốc lát chết ở trong tay hắn biến dị cự mãng còn có 5-6 con. Chỉ cần vừa ra tay, chớp mắt đem cự mãng phân thây thành hơn 10 đoạn, khiến chúng nó căn bản không thể có bất kỳ cơ hội phản kích. Kể từ đó, luyện thể sĩ cùng binh lính đối phó với mãng xà bình thường tự nhiên thoải mái rất nhiều. Nhưng phụ cận, vài đoạn trên tường thành không có hàn lập thân thủ đáng sợ tương trợ. Chấn động cùng thanh âm đan vào nhau trong hỗn loạn, một biến dị cự mãng đắc ý. Phá hư bốn phía trên tường thành, trừ bỏ một ít luyện thể sĩ, những người khác phần lớn không dám trực tiếp nghênh chiến, đều lâm vào khổ chiến. Nhưng, Hàn Lập dễ dàng đánh chết cự mãng, tựa hồ khiến cho bầy rắn chú ý. Sau mấy tiếng tê minh, xích ảnh chợt lóe động, có đến ba cự mãng đồng thời hung tợn đánh về phía Hàn Lập. Hàn Lập lông mày khẽ động, có chút ngoài ý muốn, nhưng khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cánh tay vung lên, đại đao hướng về phía một con mãng xà mà chém tới. Nếu là đại đao bình thường bay tới, chỉ sợ ngay cả vảy cự mãng đều không thể phá vỡ mảy may, nhưng Hàn Lập ẩn chứa sức lực kinh người làm cho đại đao một chút trở nên giống như thần binh, lưỡi dao sắc bén cực kỳ. Hóa thành một đạo hàn quang thẳng vào đầu mãng xà cự mãng dễ dàng bị chia làm hai mảnh. Hàn lập thân hình nhoáng lên một cái, dường như một loại phân thân thuật, huyễn hóa ra hai đạo nhân ảnh hướng về phía hai cái cự mãng còn lại. ầm ầm âm, âm thanh vang lên liên tiếp không ngừng. Bên ngoài thân hai cự mãng đồng thời hiện lên từng mảnh kim mang, đem cự mãng bao phủ vào trong đó. Hai bóng người liên tiếp chấp lên, lại quỷ dị hợp thành một người, kim quang chợt tắt. Lộ ra hai cử mãng sụi lơ trên mặt đất, cũng vô pháp mảy may nhúc nhích trong nháy mắt Hàn Lập đem hai cự mãng dùng kinh lực hóa thành bột phất khiến chúng nó hoàn toàn chết đi. Binh lính phụ cận nhìn thấy cảnh này, không nói hai lời xông lên, đem mãng xả phân thây. Một lúc sau, nơi Hàn Lập đứng trong lúc nhất thời không có cự mãng xuất hiện đến phụ cận. Kể từ đó, những người khác thở dài một nhẹ nhóm, Hàn Lập đồng dạng mừng rỡ thoải mái, yên lặng đứng lại địa phương, quan sát biến hóa trên trời cao. Giờ phút này trên không di trăng phía trên, tu sĩ cùng báo cầm thú rốt cục đánh vỡ cục diện bế tắc, xuất hiện biến hóa mới. Chỉ thấy trong sương mù bắn ra yêu vũ, đột nhiên ngừng lại, xem ra linh vũ yêu cầm cũng không phải vô cùng vô tận. Tu sĩ nhân loại mừng rỡ, nhưng chưa lập tức thúc giục linh khí tấn công, yêu vũ kịch liệt quay cuồng, lập tức ngưng kết biến hình. Trong chớp mắt liền biến thành một con báo cầm thú khổng lồ, một thân lông chim xanh biếc, đầu báo giữ tợn dị thường, hai cánh lập tức mở ra, mang theo một cỗ sát khí ngất trời, hùng hổ vào tới hướng tu sĩ. Phía đối diện, tu sĩ sợ hãi một trận, yêu cầm thật lớn đang bay tới, cho dù hai gã trúc cơ hậu kỳ giả đan tu sĩ, cũng tuyệt không dám đón đỡ nửa phần. Nhất thời lập tức giải tán, tạm thời tránh ra, đem linh khí thu hồi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với quân địch một trận ác liệt. Nhưng một màn này làm cho chúng tu sĩ thật là ngoài ý muốn. Vụ hóa yêu cầm giống như lưu tinh, trực tiếp lao xuống phía dưới, độn tốc nhanh vô cùng. Không tốt, chúng ta bị lừa rồi, mau ngăn lại nó kim ngọc tông cẩm bào nam tử vừa thấy cảnh này trong đầu linh quang chợt lóe nhất thời sắc mặt đại biến gầm lên một tiếng các tu sĩ đồng dạng bừng tỉnh đại ngộ đều kinh sợ thúc giục linh khí đuổi sát vụ hóa báo cầm thú nhưng quái vật lớn căn bản không để ý tới linh khí công kích liều mạng huy động hai cánh lao xuống phía dưới một lát sau tuy rằng phần sau thân thể bị linh khí đánh tan non nửa nhưng là đã cách tường thành phía dưới chừng 10 trường mang theo ác phong làm đích nhân loại thủ vệ thổi ngã trái ngã phải không thể đứng thẳng mảy may. Hàn lập nhìn một chút, nguyên bản bình thản rốt cục có chút động dung. Hắn cũng coi như xui xẻo, chỗ phụ hóa yêu cầm hạ xuống, lại là chỗ hắn đứng. Điều này làm cho Hàn lập trong lòng thầm chửi rủa, công kích kinh người như thế, không chỉ nói luyện thể sĩ bình thường, trung giai tu sĩ cũng vô pháp đón đỡ. Hắn tuy rằng đã luyện tới tầng 4 kim cương quyết, đòn công kích này cũng không có 10 thành nắm chắc bình yên thoát thân. Cho nên hắn không lưỡng lự, tay áo run lên, một viên cầu đen thùi quỷ dị hiện lên. Nhưng ánh mắt chấp động, trên mặt hiện ra một tia trần chờ Diệt tiên châu chính là hộ thân bảo vật nếu gặp phải cường địch, hiện tại nếu dùng một viên, nghĩ lại thật là phí phạm. Huống hồ hắn tính toán, tầng thứ tư kim cương quyết thân thể mạnh mẽ không cần hắn phải thực sự lo lắng tới tính mạng, nhiều lắm là có một chút trọng thương mà thôi. Trong lòng, ý niệm trong đầu trong phút chốc hoàn thành, hàn lập sắc mặt ngưng trọng, trong tay diệt tiên châu nhoáng lên một cái biến mất không thấy đồng thời hắn cũng không có chút nào có ý né tránh hít sâu một hơi trên mặt cánh tay kim quang chợt lóe biến thành ánh vàng rực rỡ lập tức trong miệng hắn hét lớn một tiếng thân hình lao lên hung hăng tấn công một kích tuy rằng thế đánh này uy phong lẫm lẫm nhưng đối mặt với vụ hóa báo cầm thú tự nhiên không đáng giá nhắc tới chưa chờ quyền uy hiện ra hắn đã bị lục vụ bao phủ vào trong đó vụ hóa yêu cầm hung hăng đụng lên tường thành một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa truyền ra An Viễn Thành tuy rằng trải qua phương pháp đặc biệt tu kiến mà thành, nhưng không thể chịu được một kích tương đương với kết đan tu sĩ. Lập tức vỡ vụn ra từng khúc, rồi sụp xuống. Về phần binh lính bình thường cùng luyện thể sĩ, giờ phút này thật ra không cần lo lắng mảy may. Bởi vì bọn họ tường thành sụp xuống đã bị vụ hóa yêu cầm ngạnh sinh sinh áp thành thịt vụn, sớm đi đời nhà ma. Chẳng qua vụ hóa yêu cầm sau khi hủy diệt tường thành, vẻ nồng đậm yêu vụ nhanh chóng hướng tới bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra, nhân loại phụ cận chỉ cần bị lục vụ cuốn vào trong đó, lập tức liền hóa thành một khối thi thể xanh biếc. Kể từ đó, phụ cận nguyên lai còn muốn xông lại, nhất thời đều sợ hãi cực kỳ rút lui chạy. Cơ hồ cùng một thời gian, lục vụ quái âm nổi lên, rất nhiều báo cầm thú từ bên trong đều trào ra, xích mãng thú cũng dương đầu kêu tê tê như ong vỡ tổ chỗ lỗ hồng tuôn ra mà vào. Thế nhưng tựa hồ đối với khói độc của báo cầm thú không sợ hãi chút nào, xích mãng thú đại quân giống như như thủy triều một chút vọt vào An Viễn Thành, An viễn thành dĩ nhiên thật sự bị công phá, mau ra bảo vệ, chỉ cần đem chỗ hồng ngăn chặn, còn có thể bảo trụ thành này. Trên không trung nhân loại tu sĩ sắc mặt trắng bệch cực kỳ, đại hán đầu chọc không cam lòng quát lớn, sau đó thúc giục một loại bảo vật, lao xuống ra tay. Hết rồi, uông huynh, cho dù tường thành không có sập, an viễn thành cũng vô pháp bảo vệ. Bị đàn thú công phá, chính là chuyện sớm hay muộn mà thôi một bên cẩm bào nam tử, đột nhiên ngăn cản nói, sau đó hướng ngoài thành xa xa nhàn nhạt nhìn một cái lời này là có ý gì gì đó là cái gì đại hán đầu chọc vừa nghe cẩm bào nam tử nói đầu tiên là ngẩn ra nhưng theo ánh mắt đối phương trông đi sắc mặt lại bá một chút xanh mét bởi vì ở phía xa xích mãng đàn chẳng biết lúc nào thế nhưng từng mảnh bụi màu vàng ẩn ẩn truyền đến ầm ầm như vạn mã đang đi cái gì là sa hải thú chúng nó nhất định là từ thanh la sa mạc tới đây lần này thú triều là tới ba loại yêu thú liên thủ An Viễn Thành thật sự xong rồi, một gã tu sĩ kiến thức rộng rãi thất thanh kêu lên. Những tu sĩ khác nghe thế sắc mặt khó nhìn dị thường. Yêu thú nhiều như vậy, không chỉ nói một tòa An Viễn Thành nho nhỏ, chính là một tòa thành thị trung đẳng chỉ sợ cũng không thể ngăn cản. Nếu việc đã đến nước này, chúng ta cũng đều tự làm việc đi, tần mỗ còn có người phải cứu. Trước hết cáo Từ Cẩm bào nam tử bỗng nhiên hướng những tu sĩ khác vừa chắp tay, đem một đôi nam nữ trẻ tuổi gọi ra, lập tức độn quang cùng nhau hướng trong thành mà đi thật không nghĩ tới, chúng ta thiên nguyên kính nhanh như vậy liền xuất hiện tòa thành thứ bảy bị công phá. Thiên nguyên thành nhất định sẽ cho người đến điều tra cụ thể nguyên nhân, nhìn xem có cao gia yêu thú tham gia trong đó không. Lúc này, uông mỗ cáo từ đại hán đầu chọc cười khổ một tiếng, cùng những tu sĩ khác vài câu, cũng ngự khí mà đi. Mọi người nhìn nhau một chút cũng đồng dạng lập tức giải tán. Trong đó có người vội vàng phản hồi trong thành đi cứu trợ người thân cận, cũng có người trực tiếp ly khai an viễn thành. Lúc này, Hoàng vụ phía xa xa cũng thổi quét đến phụ cận An Viễn Thành, từ bên trong hiện ra từng con côn trùng thật lớn, hai mắt đỏ tươi, giữ tợn hung ác. chương 1282, Nữ Đồng, dưới sự liên hợp công kích của bốn loại yêu thú, An Viễn Thành hoàn toàn hóa thành một đống đổ nát. Ngoại trừ một bộ phận nhỏ phàm nhân được một ít luyện thể sĩ hiểm hộ, mạnh mẽ lao ra khỏi đàn thú chạy trốn, đại bộ phận phàm nhân đều táng thân trong đàn thú. Có điều là đàn thú tàn sát tùy tiện ở An Viễn Thành ước chừng 3-4 ngày, mới lui lại rời đi. Thú triều lúc này mới chính thức kết thúc, tuy rằng chỉ là một cái thành nhỏ bị tai ương ngập đầu, nhưng việc này ở sau khi nhân loại thành lập tam cảnh dù sao cũng không phải việc thường xảy ra, cuối cùng kinh động tới tu sĩ cao dai của thiên nguyên thành, phái tới một số nhân thủ đến đây kiểm tra nguyên nhân cụ thể thành chỉ bị quần thú công phá. Đương nhiên đây đều là việc nói sau, mà hai ngày sau khi đàn thú rút lui, ở chân trời có linh quang chấp động, lại có vài tu sĩ từ trên cao mà đến, ngay sau đó đi ra chỗ chỗ hổng thật lớn của tường thành an viễn thành bị công phá ngày hôm đó quang mang lóe lên giữa không trung hiện ra ba nam nữ tu sĩ tới chính là ba tu sĩ của kim ngọc tông dẫn đầu là cẩm bào nam tử họ tần ánh mắt ba người trực tiếp tại phía dưới liếc nhìn tựa hồ đang tìm cái gì đó người nó hơn phân nửa đã mất mạng uy lực của một kích báo cầm thú liên thủ lúc đầu sư huynh rõ ràng tận mắt nhìn thấy vì sao còn có thể cho rằng người này còn có cơ hội sống sót Nam tử trẻ tuổi trong đám nam nữ sau khi nhìn vài lần, liền không nhịn được hướng tới cẩm bào nam tử hỏi. Sư đệ có điều chưa rõ, công pháp kim cương quyết kia cùng luyện thể thuật bình thường khác nhau rất lớn. Ba tầng kim cương quyết, đủ có thể cho con người tẩy tủy dịch kinh, sau khi vận chuyển được 10 thành công pháp, thân thể liền có thể chống đỡ được một kích toàn lực của linh khí cấp thấp. Một kích của đàn báo cầm thú kia, cho dù uy lực kinh người, người này nếu là trước đó vận đủ công pháp mà nói, trọng thương là không thể tránh né, thế nhưng tỷ lệ còn sống chính là rất cao. Mà chuyện chúng ta bây giờ muốn làm, phải cần một phàm nhân da dày thịt béo như vậy giúp đỡ mới tốt. Lúc đầu nếu không phải cách nhau quá xa, căn bản không kịp cứu giúp, nhất định ta sẽ cứu người này, cẩm bào nam tử lắc đầu, sắc mặt âm trầm dị thường. Nghe thấy sư huynh mình nói như vậy, nam tu sĩ tuổi còn trẻ dù trong lòng có chút hoài nghi, nhưng là không nói thêm cái gì nữa. Trái lại ánh mắt nữ tử xinh đẹp kia lại chợt lóe, mở miệng. Cho dù người nọ còn sống ở đó mà nói, nơi đây bị đàn thú tàn sát thời gian dài như vậy, chỉ sợ cũng đã vùi thây vào trong miệng thú. Làm sao còn có thể giữ được tính mệnh chứ? Nói thế cũng có khả năng, vi huynh không phải ôm một phần vạn hy vọng tới đây sao? Nhân thủ thích hợp, thực sự khó tìm a. À? ta nên là tiêu hao chút thần niệm, tìm ở xung quanh đi. Cẩm bào nam tử nghe vậy, khóe miệng lộ ra một chút cười khổ. Nga, chẳng biết hàn mỗ đã làm chuyện gì, lại có thể khiến cho tần tiên sư đối với tại hạ nhớ mãi không quên như vậy. Một thanh âm thản nhiên từ phía dưới trong đống loạn thạch truyền ra, lập tức một tiếng nổ oanh vang lên, đất đá bắn văng tung tóe, một nhân ảnh thấp lùn, bỗng nhiên xuất hiện ở trong đám bụi. Hàn lập, ba người trên cao đầu tiên là cả kinh, cẩm bào nam tử lập tức đại hỉ kêu lên. Bóng người cao hơn ở phía dưới, chính là hàn lập thất tung mấy ngày nay, mà bóng thấp bé kia đích thật là một nữ đồng 4 năm tuổi, tuy rằng phục sức trên người có chút bẩn, nhưng vẫn có thể thấy được sự hoa mỹ tinh xảo vốn có. Mà khuôn mặt nữ đồng trắng hồng mềm mại, khả ái dị thường, mắt to đen lấy lại có vẻ có chút sợ hãi, một đôi tay nhỏ bé tóm chặt vạt áo của Hàn Lập, bộ dáng một tấc cũng không rời. Hàn huynh đệ vô sự, tần mỗ đã có thể an tâm. Ta vẫn thấp thỏm về sự an nguy của Hàn huynh đệ, cố ý đến đây cứu viện. Có điều tiểu gia hỏa này là ai? Vẻ mặt nam tử họ tần tươi cười nói, đồng thời gọi hai người còn lại một cái, chậm rãi rơi xuống nàng là ai ta cũng không rõ lắm lúc đó thành bị phá thì nàng cùng vài tên luyện thể sĩ chạy trốn tới gần đây bị một đám sói vây quanh những người khác đều gặp nạn bỏ mình chỉ có này tiểu nha đầu thực sự tuổi còn quá nhỏ ta nhất thời không đành lòng liền cứu nàng hàn lập quay đầu lại nhìn thoáng qua nữ đồng theo sau có chút bất đắc dĩ nói lúc đầu hắn tuy rằng đón đỡ một kích của yêu cầm nhưng bởi vì trước đó đã đem tường thành đánh nát thân hình ngả về phía sau một bước vì vậy công kích phải chịu cũng chỉ có một bộ phân mà thôi. Mà hắn lấy tầng thứ tư kim cương quyết hộ thân, không ngoài dữ liệu chỉ là bị chút vết thương nhẹ. Có điều là cũng bởi vì uy áp của một kích ấy rất lớn, hắn vốn đang dừng lại ở bình cảnh tầng thứ tư của kim cương quyết, lại ngoài ý muốn một cái đột phá. Phải biết rằng năm đó hắn ở nhân giới, sở dĩ tu luyện kim cương quyết đến tầng thứ tư không cách nào tiến thêm, chính là bởi vì xuất hiện bình cảnh ấy. Hôm nay chỉ cần lặng lặng khổ tu nửa năm là có thể thực sự tiến dai vào tầng thứ năm vì vậy hắn dứt khoát núp ở dưới đống loạn thạch trước tiên âm thầm củng cố sự đột phá ngoài ý muốn lúc này rồi nói tiếp kết quả gặp phải đoàn người của tiểu nha đầu do đó nhất thời không đành lòng xuất thủ cứu nàng có điều là chuyện tiếp theo cũng không phải là đơn giản như hắn nói lúc đó để không bại lộ nơi mình ẩn thân hắn một mạch đem hơn trăm loại yêu thú gần đó tất cả đều đánh chết sạch sẽ mới yên tâm mang theo nữ đồng một lần nữa trở lại dưới đám loạn thạch việc này cũng phải mất một ít công sức tay chân đồng thời nếu không phải tiểu nha đầu này thật sự là một cái gánh nặng vài ngày trước đó hắn đã có thể nghinh ngang đi ra dù sao một mình hắn mà nói còn có chút lòng tin giấu giếm được tai mắt của đàn thú thế nhưng mang theo một cái tiểu bất điểm như thế thì có thể gặp phiền phức lớn khi tức trên người nữ đồng giống như ngọn lửa trong đêm tối muốn giấu cũng không thể giấu chẳng thà tiếp tục nán lại rồi chờ đàn thú rời khỏi mới thật là tốt dù sao khí tức con người của nhân loại trong thành thị này dày đặc hơn đủ để che giấu tất cả dấu vết của nữ đồng. Hôm nay hắn chính là cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, đang nghĩ đi ra thì lại vừa lúc thấy ba người Kim Ngọc Tông đến, lại lấy tai mắt hơn người nghe được rõ ràng chuyện ba người nói linh tinh. Hắn trong lòng khẽ động, lúc này phá thạch đi ra, ngược lại đem ba người cẩm bào nam tử dọa đến nhảy dựng lên. Dù sao hàn lập từ bề ngoài xem ra tất cả đều như thường, nào có hình dạng thụ thương như trong dự liệu của bọn họ, lôi kéo như vậy, nam tử họ tần tất nhiên đại hỉ, nhưng trong lòng thất kinh, khẩu khí cũng bất giác khách khí đi vài phần, làm như tồn tại ngang hàng. Không nghĩ tới Hàn huynh đệ chính là người nhiệt tam như vậy. Có điều là nha đầu kia đã có luyện thể sĩ hộ tống, xem ra cũng không phải người thường. Hàn huynh đã cẩn thận hỏi qua lai lịch chưa, cầm bao nam tử đứng trên mặt đất, quan sát nữ đồng vài lần, bộ dáng có chút cảm thấy hứng thú. Ngoại trừ tự xưng là đại nhi ra, cái gì cũng không chịu nói. Hàn lập thở dài, tựa hồ cũng có chút đau đầu. Ha ha, nói như vậy, khẳng định là nàng đã được người trong nhà đặc biệt căn dặn qua. Này cũng không có gì, chỉ cần tìm được cao tầng của An Viễn Thành chạy ra, hẳn là có người biết được. Nhưng thật ra Hàn Huynh làm cho tại hạ ngoài ý muốn A, à, lại có thể ở trong thú chiều mà vẫn bình yên vô sự. Ánh mắt nam tử họ tần chợt lẽ, dùng ngữ khi tán thưởng nói. Không có gì, chỉ là may mắn mà thôi. Tần tiên sư có thể giúp tại hạ giải thích nghi hoặc hay không, không biết nguy hiểm gì, lại cần người ra giày thịt béo như tại hạ. Hàn Lập thấy đối phương khi nói chuyện, vẫn né tránh vấn đề của mình đưa ra, lộ ra biểu tình cười mà không cười. Việc này sớm muộn cũng nói cho Hàn huynh đệ, có điều là ở đây không phải là nơi nói chuyện, ta đợi sau khi rời khỏi đây, lại nói rõ việc này đi. Đám người quý đông chủ bây giờ đều được an bài tại một chỗ an toàn cách xa đây, ta mang Hàn huynh đệ cùng nhau đi tới gặp chứ. Ở nơi đó còn có một ít phàm nhân khác từ An Viễn Thành chạy ra. Cẩm bào nam tử hơi trầm ngâm, rồi trịnh trọng nói. Cũng tốt, nói không chừng nơi đó vừa vặn có thân nhân của tiểu nha đầu này. Thần sắc hàn lập khẽ động trả lời, như vậy là hay nhất, chúng ta đi nhanh đi, ta dùng pháp khí chở hàn huynh đệ, sư mỗi người chở tiểu nha đầu này đi. Nam tử họ tần trong lòng vui vẻ, mở miệng phân phó nói. Nữ tu trẻ tuổi đáp ứng một tiếng, đi tới vài bước, vẻ mặt hiền lành giơ tay định kéo nữ đồng tên gọi đại nhi kia. Nàng thấy hình dạng khả ái cùng vẻ mặt trẻ con của nữ đồng này, không khỏi có vài phần yêu mến nhưng mà nữ đồng vừa thấy động tác của nữ tử trẻ tuổi trên mặt lại hiện ra vẻ e ngại thân thể bỗng nhiên co rụt lại rồi ôm lấy hàn lập từ sau lưng một bộ dáng hết sức trốn tránh nữ tử kia điều này làm cho vẻ mặt nữ tử trẻ tuổi cứng lại có chút xấu hổ hàn lập thấy vậy hơi nhíu mày quên đi ta dùng pháp khí đưa cả hai người bọn họ cùng nhau mang đi tiểu nha đầu này có vẻ sợ hãi quá độ chỉ tương đối tín nhiệm đối với hàn huynh đệ nam tử họ tần cũng là ngẩn ra nhưng lập tức khà khà cười nói Hàn Lập không có ý kiến gật đầu. Hắn tìm tòi một cái, một tay bắt lấy nữ đồng, tùy tiện đem đặt ở đầu vai. Cẩm bào nam tử thấy vậy, đem một thanh tiểu kiếm phóng xuất ra, rồi thân kiếm điên cuồng phình ra tới mấy trượng lơ lửng ở giữa không trung. Thân hình hắn nhoáng lên đi theo, lóe lên tới mặt trên, đang muốn quay đầu lại gọi Hàn Lập một tiếng thì bỗng nhiên nghe được thân âm từ phía sau vọng lại, đạo hiếu. Cái pháp khí này có công năng hộ thân hay không, có thì hãy mở ra một chút, tiểu nha đầu này tuổi còn quá nhỏ, không cách nào chịu đựng được kình phong của phi hành. Thanh âm ngay sát phía sau truyền đến, cẩm bào nam tử cả kinh vội vàng quay đầu lại. Hàn lập đã bất thình lình đứng ở phía sau, cũng không biết làm sao lên phi kiếm, làm cho hắn ngay cả một chút dấu hiệu cũng không có phát hiện ra. Hóa ra đạo hữu còn tinh thông bí thuật liếm tức, thực sự là thất kính. Con người của cẩm bào nam tử biến đổi không ngừng một hồi, trên mặt mới miễn cưỡng cười. Chút tài mọn, làm cho tần tiên sư chê cười rồi. Thần sắc hàn lập vẫn thản nhiên, cẩm Bao Nam tử liếc mắt nhìn thật sâu hàn lập một cái nữa, mới quay đầu đi, hai tay bấm tay niệm thần chú một cái, phi kiếm dưới chân bỗng nhiên chớp động hoàng quang, một tầng quang mạc nhàn nhạt, nhạt đem ba người đều bảo hộ ở trong đó, rồi hóa thành một đạo hoàng quang hướng phía xa bắn nhanh đi. Nam nữ trẻ tuổi còn lại cũng đều tự ngự khí theo sát. Không bao lâu sau, ba đạo độn quang liền biến mất không còn chút tung tích giữa không trung. Sau một lúc lâu, ở một mảnh bầu trời nơi đồi núi cao thấp, ba đạo độn quang ấy lại hiện ra sau đó trực tiếp bay xuống ở phía dưới đang có một đám lớn kiến trúc trứng bồng nhà gỗ nhỏ được dựng lên tạm thời hình dáng kéo dài vài dặm tần sư huynh người đã trở về a à, thực sự tìm được hàn huynh đệ rồi ở mọt gian nhà gỗ nơi vài đạo độn quang vừa hạ xuống quang mang lóe lên mấy đạo nhân ảnh liền hiện ra một gã bảo thanh niên đứng ở trước nhà gỗ vội vàng nghênh đón trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên nói đúng thế chuyến này cuối cùng cũng không phải là một chuyến tay không được rồi, phu nhân có ở trong phòng hay không? Cẩm bao nam tử mỉm cười, thuận miệng hỏi. Trương 1283, đuổi giết. Mẹ tôi đang thương lượng sự tình với trương lĩnh đội, tần sư huynh mời vào. Phan thanh niên trả lời, sau đó tiếp đón Hàn Lập ở phía sau. Hàn Lập với vị thiếu chủ hiệu buôn thiên đông này không có ấn tượng gì quá xấu, đương nhiên sẽ không thất lễ, cũng gật đầu đáp lại, thuận tay để nữ đồng đang ôm dính trên người xuống đất. Nhưng hai chân nữ đồng vừa mới chạm đất, thân thể lại nhào tới, Dán chặt người Hàn Lập như kẹo da trâu, đồng thời bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo hắn. Mặc dù đã dự liệu trước vài phần, nhưng khi thực sự nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập vẫn thở dài có chút buồn bực, không thể làm gì khác hơn là cứ như vậy mang theo một cái đuôi nhỏ đi vào nhà gỗ. Do phòng được dựng tạm thời nên diện tích cũng không lớn lắm, xem chừng chỉ khoảng 7-8 trượng, nhưng được thu dọn sạch sẽ, thậm chí còn có một bộ gia cụ đàn mộc tinh mỹ bày biện trong đó. Bộ gia cụ này tự nhiên không phải là vật chế tạo tạm thời rồi vị phương phu nhân dung mạo xinh đẹp, đang ngồi ở chỗ chủ tọa nói chuyện gì đó với Trương Khuê, bên cạnh còn có sáu người khoanh tay đứng thẳng. Một đôi đại hàn áo bảo cho, chính là thị vệ ngày đó nếm qua một trận đòn nhỏ ở trong tay hàn lập, bốn cô thiếu nữ, chính là bốn thị nữ của Liễu Nhi. Tần tiên sư, các người cuối cùng đã trở lại, ta định bảo trương lĩnh đội đi một chuyến với các người. Ô, hàn lĩnh đội được các người mang về rồi à, vậy thì tốt quá, vậy cũng không cần thiết thân cử thêm nữa. Đây, đây không phải là cháu gái của triệu thành chủ sao? Phương phu nhân vừa thấy Hàn Lập, lộ vẻ kinh hỉ. Ánh mắt quét qua nữ đồng bên cạnh Hàn Lập, trên mặt lại hơi giật mình. Những người còn lại nhìn thấy Hàn Lập và nữ đồng kia, đều kinh hãi. Nhưng bốn thị nữ của Liễu Nhi thì lại có chút vui mừng. Triệu thành chủ, chẳng lẽ người phu nhân nói chính là triệu thành chủ An Viễn Thành? Nam tử mặc cẩm bào ngơ ngác, ngoại trừ vị triệu thành chủ này, còn có thể là vị nào nữa? Phương phu nhân lộ vẻ cổ quái, triệu thành chủ một thân luyện thể thuật cơ hồ không thua gì tu sĩ trúc cơ hậu kỳ dù cho thành bị phá hẳn là cũng có thể chạy thoát được nếu biết cháu gái mình bình yên vô sự chắc hẳn sẽ mừng như điên cũng không biết ở đây còn có gia quyến nào của triệu thành chủ nữa không nam tử họ tần như có điều suy nghĩ nói hình như có một lão quản gia triệu phủ và mấy hạ nhân ở gần đây tôi phái người đi tìm liền phương phu nhân cười cười quay đầu phân phó một vài câu với đại hán để hắn rời khỏi phòng nhưng lại không hề có ý hỏi nữ đồng tại sao lại ở cùng với Hàn Lập. Hàn lĩnh đội có thể ở trong bầy thú vẫn bình yên vô sự, thật đúng là khiến thiếp thân có chút bất ngờ. Có điều lần này, lại có bốn đàn thú đồng thời công kích một mình An Viễn Thành, tôi dù thế nào vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Chờ nhóm nam tử mặc cầm bào nhập tọa, Phương Phu Nhân lại nhíu mày nói. Chuyện này thật khó nói, cũng có thể thật sự là trùng hợp mà thôi, có điều mặc kệ chân tướng chuyện này thế nào, đều không phải là chuyện loại dân đen chúng ta có thể nhúng tay vào việc này tự sẽ có tiền bối thiên nguyên thành tới điều tra nam tử mặc cẩm bào lắc đầu trả lời tần tiên sư nói rất có lý chúng ta không nên nhiều chuyện trên thực tế nếu an viễn thành lại có thêm trăm tu sĩ trúc cơ ra tay giúp đỡ còn sợ gì những loại thú này phương phu nhân sau khi làn hỏa ba lưu chuyển đột nhiên nói thế chuyện này căn bản là không có khả năng tu tiên giả tam cảnh mặc dù nhiều vô số kể nhưng lại vừa gặp lúc thú triều bùng phát xuất hiện ở thành thị nhân loại hơn nữa người nguyện ý xuất thủ tương trợ lại ít ỏi không có bao nhiêu dù sao thành thị nhân loại bởi vì người phàm quá nhiều linh khí quanh đó loãng kém xa những địa phương còn lại càng không thể so với những linh địa linh sơn kia người tu tiên nếu không phải tục sự quấn thân căn bản là không muốn tới thành thị phàm nhân thậm chí phường thị của người tu tiên chúng ta ngoại trừ vài tòa thành lớn do tu sĩ trực tiếp khống chế có thể thiết lập những tiểu thành thị còn lại căn bản không có tư cách thiết lập đây có lẽ cũng là nguyên nhân khiến mấy tòa thành thị lớn không có đàn thú bộc phát tu tiên giả xuất hiện mỗi ngày ở trong những thành thị kia chỉ sợ tính sơ cũng phải trăm vạn đàn thú nào dám đi công kích thành thị bậc này chứ nam tử họ tần nhàn nhạt trả lời tính sơ cũng phải trăm vạn hàn lập mặc dù biết tu sĩ linh giới số lượng kinh người nhưng nghe được số lượng tu sĩ lưu động ở một thành thị kinh khủng như thế khóe miệng cũng không khỏi giật giật là thiếp thân có chút hy vọng xa vời tam cảnh to lớn như thế khu vực thành thị do phàm nhân khống chế chẳng qua là cửu vật nhất mau mà thôi. Tự nhiên sẽ không lọt vào mắt tiên sư môn rồi. Phương phu nhân hít khẽ một hơi, nghe lời nói của phương phu nhân có chút bất mãn, nam tử mặc cẩm bào thân cũng là người tu tiên chỉ có thể lộ ra nụ cười khổ. Mâu thuẫn bây giờ giữa phàm nhân và tu sĩ, người nào cũng biết, gã chỉ là một tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ, thì sao dám tiếp lời tùy tiện chứ? Đúng lúc này, ngoài cửa truyền vào một lời bẩm báo. Khởi bẩm phu nhân, đã dẫn quản gia của Triệu Thành chủ tới, có nên để hắn tiến vào không ạ? Đương nhiên là có thể, để hắn vào đi." Phương phu nhân trả lời không chút lưỡng lự. Dạ, theo một tiếng đáp kính cẩn, cửa phòng mở ra, từ bên ngoài đi vào ba người. Một người trong đó chính là tên đại hán áo bảo cho kia, hai người còn lại là một cô gái dáng người thon thả và một lão già tóc hoa dâm. Vừa thấy hai người phía sau, nữ đồng liền nắm chặt vạt áo Hàn Lập, thân thể nhỏ sinh chấn động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần đầu tiên lộ vẻ cao hứng. Đúng là Tôn tiểu thư rồi, thật tốt quá. Đại nhi tiểu thư, người không sao chứ? Để Lan Nhỉ nhìn thử một chút. Cô gái thanh tú kia vừa thấy nữ đồng, lập tức chạy tới, thoát cái đã ngồi trước mặt nữ đồng, có chút nghẹn ngào nói. Còn nữ đồng cũng lần đầu tiên buông vạt áo Hàn Lập ra, ôm cổ cô gái, khóc ồ lên. Đa tạ phương phu nhân tìm Tôn tiểu thư về, nếu không lão nô không biết nên ăn nói với lão gia thế nào đây. Lão già kia cũng vui mừng dị thường, luôn miệng cảm ơn phương phu nhân. Đây cũng không phải là công lao của thiếp thân, triệu tiểu thư là do hàn lĩnh đội ra tay cứu. Phương phu nhân không hề kể công, khẽ gật đầu với hàn lập. Đa tạ vị công tử này, lão nô nhất định bẩm báo với lão ra việc này, để trọng tạ công tử. Cứu tiểu thư của quý phủ, chẳng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Không cần phải cảm ơn gì cả, ông mang tiểu nha đầu này đi đi. Hàn lập đánh giá lão già từ trên xuống dưới vài lần, sau khi xác định đối phương là người thường, liền khoát tay nói. Kế tiếp, lão giả còn nói một vài lời cảm kích sau đó mang nữ đồng và nữ tỳ nhìn như nha hoàn kia cáo từ rời đi nữ đồng tên đại nhi kia mặc dù không si mê cuốn lấy hàn lập nhưng trước khi ra cửa vẫn quay đầu liên tục nhìn về phía hàn lập trong đôi mắt to đen lái ẩn hàm bộ dạng không muốn thấy bộ dạng nữ đồng đáng yêu giống chú chó nhỏ hàn lập đột nhiên nổi tính trẻ con làm một cái mặt quỷ với cô bé sau đó lại nghiêm mặt động tác này của hàn lập tự nhiên chọc cho nữ đồng cười khanh khách một hồi Cuối cùng mang theo nụ cười ngọt ngào mà rời khỏi phòng. Xem ra Hàn huynh đệ rất có hảo cảm với tiểu nha đầu này nha. Có điều triệu thành chủ dù thật sự bình yên vô sự, nhưng thành trì bị phá, nhiều người chết dưới đàn thú như vậy, cho dù có lấy nhiều cớ thế nào cũng chịu tội không nhỏ. Tình cảnh triệu gia cũng không được tốt cho lắm. Nam tử mà cẩm bào vẫn âm thầm chú ý hành động của Hàn lập, bỗng nhiên nói như vậy. Chuyện đó thì có liên quan gì tới Hàn Mỗ chứ? Chuyện triệu gia tự nhiên là phải do người họ triệu lo rồi hàn lập lướt nhìn nam tử họ tần một cái vẻ mặt có chút lạnh nhạt dị thương ha ha vậy là do tần kỳ quyền nhiều chuyện phương phu nhân hàn huynh đệ nếu như đã trở lại chúng ta không phải cũng nên đem một chút chuyện nói rõ với hàn huynh đệ à nam tử mặc cầm bào cười hắc hắc đột nhiên chuyển đề nói với phương phu nhân nói rõ à đây là chuyện đương nhiên nếu muốn xin hàn công tử trợ giúp hiển nhiên là phải nói rõ sự tình một chút lần này chỉ sợ hàn công tử phải hiệp trợ tần tiên sư một chuyến rồi. Phương phu nhân nghe vậy ngẩn ra, nhưng lập tức phản ứng lại, thoáng cái đã trở nên khách khí. Phương phu nhân hãy nói nghe thử một chút, lỡ như quá mực trọng đại, vượt quá phạm vi năng lực của tại hạ. Tại hạ cũng không làm chậm chế đại sử của phu nhân và tần tiên sư. Hàn lập sờ sờ cầm, nói lấp lửng, chuyện là như vậy, một thương đội dưới tay tôi trong lúc vô tình phát hiện một thứ, có thể khiến tỷ lệ tu sĩ kết đan tăng lên nhiều, phương phu nhân sắp xếp lại suy nghĩ, chậm chậm giải thích. Hàn lập ung dung thản nhiên lắng nghe, ai cũng không nhìn ra trong lòng hắn suy nghĩ như thế nào cả. Cũng không ai biết, cơ hồ cùng một thời gian, ở một rừng cây nhỏ cách đó vạn dặm, một luồng ánh sáng tím đang bay rất nhanh, chỉ là ở phía sau lại có hai con cầm thú một lớn một nhỏ đuổi theo, hình thể lớn kinh người, toàn thân con thú nhỏ lại ánh xanh lập lè, chính là hai yêu thú cầm đầu từng xuất hiện ở An Viễn Thành trước kia. Còn trong ánh tím chấp động phía trước, ẩn ước có một người đang ngự khí phóng như bay. Đột nhiên ánh tìm phía trước rung động một trận, tia sáng chợt tắt, hiện ra một gã đại hán mặc bào tím. Vật gã đạp dưới chân, đang rơi xuống dưới, xem ra tựa hồ đã mất đi khống chế. Hai yêu cầm phía sau thấy vậy, tự nhiên mừng rỡ, sau mấy cái chấp động liền đuổi theo, một con trong đó có hai cánh, lập tức bắn ra vô số gai nhọn màu vàng, chụp về phía đại hán mặc bào tím đang rớt xuống, còn con yêu cầm nhỏ thì lại há miệng ra, tiếng sấm lập tức vang lên, bắn ra một vòng cung chói mắt. Đại hán mặc bào tìm thấy vậy, trong lòng khẩn trương, quát lớn một tiếng, hai chân đột nhiên đạp mạnh vật dưới chân, thế rơi tăng nhanh gấp bội, cả người giống như sao băng vừa vặn tránh thoát những công kích này, thoáng cái chui vào rừng cây phía dưới, không thấy bóng dáng đâu nữa. Chương 1284, Hắc Phượng tộc. Nhìn cảnh này, hạ Yêu Cầm cũng không có cũng không có vội vàng lao xuống dưới mà là lượn quanh rừng cây hoàng phụ, trong miệng phát ra phát ra tiếng hót kỳ lạ. Kết quả một lát sau, một đạo hồng quang nhàn nhạt ở gần đó bắn tới, trong nháy mắt đã tới gần hai yêu cầm, tiếp đó tản ra hào quang, hiện ra một cung trang thiếu phụ hơn 20 tuổi, mặt phượng mày ngài, giữa cặp mi ẩn chứa một gỗ sát khí. Sao lại vậy, hắn hết sạch linh thạch, không cách nào sử dụng linh cụ, hai người cũng thật là vô dụng. Đối phó với một luyện thể sĩ cũng tốn thời gian như vậy. Nếu không phải bổn cung phải áp chế pháp lực ba động, xuất ra pháp thân đi bắt người, thì làm sao hắn có thể trốn đến bây giờ? ánh mắt thanh nhã của cung trang thiếu phụ vừa quét tới, nét mặt không vui liếc nhìn hao yêu cầm. Hai yêu cầm này hung ác vô cùng, vậy mà dưới ánh mắt của thiếu phụ lộ vẻ sợ hãi, hai cánh co lại run lẩy bẩy. Hừ, huyết mạch bản tộc có thể nào lưu lạc vào tay nhân tộc, vô luận phải trả một cái giá lớn như thế nào, cũng nhất định phải mang tiểu nha đầu kia về. Bắt được vị triệu thành chủ kia, sẽ biết được tung tích của nàng. Cũng không uổng phen này ta trốn xuống nhân tộc, ánh mắt thiếu phụ một lần nữa quét xuống phía dưới, nhưng không có ý định động thủ trái lại trên mặt lộ ra một tia kỳ quái đúng lúc này phía dưới rừng cây cách đó không xa đột nhiên truyền tới tiếng vang thật lớn tiếp theo tiếng minh thanh vang lên tiếng âm phong vù vù không ngừng truyền tới phảng phất như có người nào đang động thủ ở đâu đó cung trang thiếu phụ cùng hai con yêu cầm lơ lửng tại không trung vẫn lặng lặng không nhúc nhích sau một hồi bạo động ở bên kia đã dừng lại cuối cùng ba đoàn hắc khí cùng một đoàn hoàng khí từ trong rừng cây bay ra vụt thẳng tới bên này đúng là ba xà yêu cùng một sao biển thân hình cao bốn năm trượng mà trong tay tên yêu xà đầu người thân rắn trong tay cầm lấy mang theo nhân loại đã nửa chết nửa sống chính là tử bào đại hán vừa chạy trốn không lâu chỉ là hắn hiện tại toàn thâm vết máu loang lổ một cánh tay đã biến đâu mất hoàn toàn mất đi sức chống cự tứ yêu đến trước người cung trang thiếu phụ lập tức kính cẩn đặt tử bào đại hán xuống tiếp đó hướng về phía yêu khí bỏ xuống một câu cũng không dám nhiều lời lần này làm rất tốt sau này sẽ có trọng thưởng thiếu phụ liếc mắt đánh giá tử bào đại hán thấy hắn chưa chết hài lòng gật đầu xạ yêu cùng xa trùng thú to lớn lúc này trong miệng phát ra tiếng ô ô quái dị dường như vô cùng vui mừng không có khả năng ngươi là bát cấp yêu thú biến hình làm sao có thể tiến vào thiên nguyên cảnh của chúng ta tử bào đại hán tựa hồ đã tỉnh táo hơn một chút vừa nhìn thấy cung trang mỹ phụ nội tâm cực kỳ kinh hãi bát cấp yêu thú cứ cho là vậy đi nhưng mà bây giờ là ta hỏi ngươi chứ không phải ngươi hỏi ta hơn nữa bổn cung cũng không muốn nói nhảm cùng một phàm nhơ. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta muốn biết nơi hạ lạc của một người, nếu nói cho ta biết, ta có thể để cho ngươi chết một cách thống khoái, nếu để cho ta mất hứng, liền đem hồn phách của ngươi rút đi, dùng siêu hồn thuật cũng có thể biết rõ. Nhưng kết quả thế nào thì hẳn là ngươi cũng rõ, cung trang thiếu phụ thần thái vô cùng yêu nhã, những lời nói ra cực kỳ tàn khốc. Từ bao đại hán vốn là sắc mặt vốn đã không dễ nhìn lập tức trở nên càng thêm khó coi tiền bối là đại nhân vật của yêu tốc, tìm một luyện thể sĩ nhỏ nhoi như tại hạ để hỏi người. Có phải là tiền bối hiểu lầm gì, phải chăng đã tìm lộn người? Cung trang thiếu phụ vừa nghe lời ấy, trong mắt phượng ẩn hiện một đám hàn mang, bỗng nhiên ngón tay trắng trẻo bắn ra, vù một tiếng, một đạo hồng mang lớn bằng ngón tay cái xuyên qua đầu vai của đại hán. Đại hán hét thảm một tiếng, một mùi khét lẹt truyền ra, đầu vai xuất hiện một cái lỗ đen xì. Ta đã nói trước, ta đang hỏi chuyện, người đừng nhiều lời. Nếu một lần nữa tái phạm, ta lập tức chặt đứt tứ chi của ngươi." Mặt thiếu phụ không chút biểu tình, nói, "Triệu Mỗ còn chưa biết Tiền Bối muốn hỏi điều gì, hơn nửa ngày tử bào đại hán mới cảm thấy bớt đau đớn, cũng không dám nói loạn nữa. "Rất đơn giản, ta chỉ muốn biết một nơi hạ lạc của một người tên là Đại Nhi. Không cần nói ngươi cũng biết, đó là cháu gái duy nhất của ngươi đó." Cung trang thiếu phụ nhìn qua tử bào đại hán, thản nhiên nói, "Đại Nhi, ngươi là người của Hắc Phượng tộc." Tử bào đại hán trong lòng rung mạnh, nghẹn ngào hỏi. Đoán đúng rồi, xem ra ngươi đã sớm biết tiểu nha đầu đó có huyết mạch của phượng tộc chúng ta. Nếu ngươi không làm con rùa đen cả ngày mang theo cháu gái cả ngày trốn không chịu đi ra, thì bổn cũng cũng không phải đánh an viễn thành của ngươi. Hiện tại thành trì đã phá, nhưng không tìm được cô ta, tự nhiên chỉ có thể tìm ngươi để hỏi. Cung trang thiếu phụ cười gần, không có tiếp tục ra tay chừng trị tử bào đại hán. Ta đã sớm biết, với thần thông quảng đại của Hắc Phượng Yêu Vương, thì vô pháp có thể giấu giếm chuyện này từ bao đại hán hai mắt thất thần trong miệng thì thào: người biết tới thần thông của gia tộc ta là tốt rồi nhân loại các ngươi lá gan cũng không nhỏ cũng dám phái người câu dẫn thiếu chủ hắc phong tộc còn dám mang theo huyết mạch thánh tộc của chúng ta lẻn vào nhân giới chẳng lẽ cho rằng chạy về nhân tộc hắc phượng tộc chúng ta sẽ không dám truy cứu mày liếu cung trang thiếu phụ dần dần dựng thẳng khẩu khí càng trở nên lạnh lùng tiểu nữ đã vì chuyện của đại nhi mà bỏ mình các ngươi còn muốn thế nào nữa? Tử bào đại hán dường như đã bất chấp tất cả, cắn răng, oán hận nói. Sao hả, tất nhiên là mang về hắc phong cung của chúng ta. Mặc dù là nửa yêu, nhưng cũng là huyết mạch thánh tộc của chúng ta. Sao có thể để lại nhân tộc chứ? Con gái người đã chết cũng tốt, điều này đỡ cho bổn cung phải động thủ một lần nữa. Nói đi, tiểu nha đầu kia ở đâu? Ta không còn kiên nhẫn nữa đâu. Cung trang thiếu phụ nhìn về phía đại hán, ánh mắt dần trở nên bất thiện, không biết, sắc mặt âm tình bất định hồi lâu, từ hầu đại hán rất gian nan mới có thể thốt ra hai chữ này. Sắc mặt cung trang thiếu phụ không hề thay đổi, dường như đối với câu trả lời của đại hán không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng mà lập tức nhấc tay cách không chụp một chảo về phía đại hán, lập tức siêu một tiếng, thân hình của hắn bị lăng không kéo tới, năm ngón tay mảnh khảnh vừa vặn đặt tai thiên linh cái của đại hán. Đã vượt qua giới hạn của ta rồi, người cũng không cần sống nữa. Thiếu phụ nói lời lạnh như băng, Năm ngón tay hiện lên lam sắc quang mang. Tử bào đại hán đôi mắt trắng dã, triệt để mất đi chi giác, không biết qua bao lâu, co rút lại thành một bộ xương khô rơi thẳng xuống phía dưới, khuất mất trong rừng cây không còn thấy bóng dáng. Cái này có chút phiền phức đây, lão tiêu tử này là một nhân tộc ngoan cố, vậy mà dám hạ lệnh cho người tâm phúc, sau 10 ngày không có gặp bọn họ thì lập tức xử tử cháu gái của mình. Người người đều nói, hổ dữ không ăn thịt con mà hắn lại hạ độc thủ như vậy, xem ra hắn tình nguyện đoạn tuyệt huyết mạch của mình cũng không muốn hắc phượng tộc chúng ta xuất hiện thêm một cao giai yêu tu thật thiệt thòi chỉ là một luyện thể sĩ nếu như một tu sĩ mà nói không chừng có thể trở thành một đai nhân vật thanh bị phá hắn cho người dưới tay che chở tiểu nha đầu phá vây không đợi cùng hắn hội tụ thật sự ngày đó các ngươi không nhìn thấy người mà ta cần tìm sao cung trang thiếu phụ đột nhiên quét ánh mắt qua những yêu thú bên cạnh thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lùng mấy tên yêu thú nhìn nhau sau đó trong miệng ô ô một hồi quái dị, thần thái vô cùng kính cẩn. Thiếu phụ thấy vậy, liền cau mày, đột nhiên bàn tay khẽ chuyển, một viên châu màu huyết hồng hiện ra, một tay bắn ra một đạo pháp quyết, tiếp đó niệm vài câu chú ngữ, há miệng ra, sau đó một đoàn máu huyết hóa thành huyết vụ xâm nhập nhập vào viên châu. Lập tức bên ngoài viên châu xuất hiện một tầng huyết quang lưu chuyển xung quanh. Thiếu phụ nhìn viên châu, đôi mắt không chấp, không biết qua bao lâu, nàng lộ ra một tia mệt mỏi hai mắt khẽ nhắm lại, sau đó một lần nữa mở ra người ta muốn tìm chưa chết hơn nữa vẫn đang ở trong khu vực này chưa có rời đi vô luận các ngươi dùng phương pháp gì nhất định phải đem người về đây cho ta hơn nữa phải trong vòng 3 ngày nếu không hoàn thành nhiệm vụ này các ngươi cũng không còn giá trị lưu lại trên thế gian nữa nhưng mà bổn cung thưởng phạt phân minh lúc trước bắt được thành chủ an viễn thành tất nhiên sẽ ban thưởng những đan dược này cho các ngươi sẽ tiết kiệm được cho các ngươi mấy trăm năm khổ tu nếu còn có thể tìm được tung tích của tiểu nha đầu kia ta sẽ ban cho gấp bội cung trang thiếu phụ búng ngón tay mấy luồng gió thơm bay ra vài khỏa đan hoàn màu trắng phân biệt bay tới mấy yêu thú những đệ gia yêu thú mừng rõ vội vàng há miệng nuốt những đan dược này xuống vui mừng gầm gừ liên tục tiếp đó hóa thành từng đoàn yêu khí cuồn cuộn đi xa thật là phiền toái nếu có thể đơn giản vận dụng thần niệm cùng pháp lực sợ đưa tới cao giai tu sĩ nhân tộc thì làm sao phải khó khăn như vậy còn phải sai mấy tên yêu vật ngu xuẩn này đi làm việc. Nhưng mà cũng không thể ở nơi này mòn mỏi chờ đợi, phải nhanh chóng làm xong việc để rời đi. Cung trang thiếu phụ khẽ thở dài một tiếng, tiếp đó đưa tay lên, hồng hà chợt lóe một khối cẩm mạc bao phủ thân hình, sau đó hóa thành một luồng khói xanh biến mất khỏi vị trí ban đầu. Tại vị thân ảnh thiếu phụ biến mất không bao lâu, phía dưới rừng cây một khóm cây nhỏ nhìn rất bình thường đột nhiên vặn vẹo, bỗng nhiên xuất hiện một lão giả hắc bào có khuôn mặt âm lệ, một tay cầm lấy một cái thây khô, đây đúng là thi thể tử bào đại hán lúc trước chết bởi siêu hồn đại pháp. Không ngờ, đúng là yêu nữ của hắc phong tộc, nhìn qua thì tu vi so với lão phu còn cao hơn rất nhiều, nếu không phải là nàng không dám thả ra thần niệm, chỉ sợ là không cách nào giấu giếm được tai mắt của nàng. Nhưng mà, một an viễn thành nho nhỏ lại tồn tại huyết mạch hắc phượng tộc. Ha ha, đây chính là một kỳ ngộ ngàn năm, lão phu làm sao bỏ qua cơ hội tốt này chứ? Cỗ thi thể này có thể lợi dụng một chút, lão giả hắc hắc cười, lẩm bẩm một lúc, tiếp đó cầm thây khô trong tay ném lên không trung, sau gió hai tay chắp lại hướng về phía không trung. Lập tức một luồng minh mông vũ khí cuốn lấy thây khô, nhanh chóng nhập vào đó. Một màn không thể tưởng tượng nổi xuất hiện, thân thể vốn héo quát trong nháy mắt nở ra, một thân huyết nhục như cây khô gặp mùa xuân trở nên đầy đặn như lúc ban đầu, thậm chí cánh tay vốn đứt lìa cũng một lần nữa mọc dài ra. Hắc hắc, có thi thể này, ta có thể đi trước một bước tìm thấy nhà đầu kia thật vậy sao? hắc bào lão giả đang tự đắc cười lên khe khẽ, đột nhiên sau lưng truyền đến âm thanh lạnh như băng, sắc mặt lão lập tức đại biến, tiếp đó như con thỏ bị dẫm phải đuôi, thoáng cái hóa thành một quầng trăng mở bắn về phía xa, căn bản là không để ý tới cô thi thể kia nữa. chương 1285, Cứu huyền Minh Ngọc Đầm Sau một tiếng quát, một đạo hỏa diễm hắc sắc bay ra, bỗng nhiên hóa thành một con quái điểu đen kịt, bóng loáng, lớn gần một trường. hắc điểu giang hai cánh, không biết tại sao thoáng chốc kéo dài hơn 30 trượng xuất hiện ngay sau lão giả, bổ nhào về phía trước. Hắc bào lão giả kia cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, tuy lão không quay đầu lại nhưng có vẻ như đã biết hết những gì phát sinh phía sau mình, lão không lưỡng lửa quát to một tiếng. Một tay áo vung ngược về phía sau, tay kia thì vỗ lên thiên linh cái. Ngay lập tức một tiểu phiên màu xám và một ngọc phiến xanh biết xuất hiện sau lưng. Thoáng chốc hóa thành hai màn quang hà dày đặc bao phủ thân hình vào bên trong nhưng điều lạ lùng đột nhiên xảy ra con hắc điều bổ nhào tới trước đạo quang hà liền biến thành một ngọn lửa màu đen khí thế to lớn đạo quang hà vốn không phải bình thường nhưng sau một tiếng suy suy liền hóa thành hư ảo ngay lập tức linh quang hộ thể của lão giả bị ngọn lửa màu đen đốt cháy trong nháy mắt bị én thành yêu dị màu đen lão giả hô lên một tiếng thân thể nguyên anh trong ngọn lửa cũng bị biến thành cho tàn sau đó ngọn lửa màu đen hướng lên không trung lại biến thành một con hắc điều to lớn bay về theo đường cũ Lúc này ở bên cạnh thi thể đại hán các đó hơn 10 trược, một bóng người uyển chuyển hiện thân, vẫy tay hướng về phía Hắc Điểu đang từ xa bay tới. Hắc Điểu lập tức hóa thành một luồng khói đen, thoáng chóc bay vào trong vòng tay biến mất dạng. Mà bóng người đang định rời đi ấy chính là một cung trang thiếu phụ. Nàng ta lạnh lùng đưa mắt nhìn nơi xa xa lão giả táng thân, lại liếc nhìn Huyền Phù trước thi thể, trong mắt hiện ra một tia trào phúng. Chính là một gã tu sĩ nguyên anh của Minh Thi Cốc ngay cả linh cầm của bổn cung cũng không đối phó được cũng dám lén lút đi theo bổn cung. Hóa thi thủ át của Minh Thi Cốc cũng có chút thần diệu, cái này có thể cải tạo thân thể lúc tạm thời, đúng lúc ta cần dùng tới. Vừa nói xong cung trang Mỹ phụ hé miệng, một giám ô quang lớn bay ra, chợt lóe lên bay vào trong thân thể của đại hán mặc tử bào. Hai tay thiếu phụ lập tức niệm thần chú, miệng lẩm bẩm. Một lát sau, trên thi thể đại hán bỗng nhiên xuất hiện một tầng hắc mang lóe lên rồi biến mất. Thân hình đại hán lay động, hai chân đứng dậy trước mặt cung trang thiếu phụ ánh mắt cứng đơ dáng vẻ không linh hoạt cung trang thiếu phụ khẽ lật tay một viên huyết hồng châu xuất hiện nàng vung tay viên châu bay tới phía đại hán tử bào đại hán đờ đẫn hé miệng nuốt viên châu vào trong bụng nhìn cảnh này mặt thiếu phụ lộ một tia quỷ dị miệng lay rộng nhưng không phát ra âm thanh cùng lúc đó sắc mặt dại hán đột nhiên trở nên giống như thiếu phụ trong miệng tử bào dại hán bỗng nhiên truyền ra âm thanh độc nhất vô nhị như khi còn sống chính xác chính xác, nếu không có tu sĩ Nguyên Anh xuất hiện, hẳn là sẽ không phát hiện khối thân thể dị thường này. Phân thân một chút đủ để ứng phó với tơ cả mọi chuyện hiện nay. Cung trang thiếu phụ cười khanh khách, thân hình nhoáng lên, ngay lập tức biến mất. Chỉ còn tử bào đại hán đứng bất động ngay tại chỗ. Không biết trải qua bao lâu, ánh mắt tử bào đại hán lóe lên, hắn nhấc chân bước đi, dòng nháy mắt đã biến mất trong rừng rậm. Ngay sau đó khu vực này lập tức trở nên yên tĩnh như chưa có sự việc gì xảy ra. Trong lúc đó, trong căn nhà gỗ của phương phu nhân hàn lập nghe đối phương giảng giải tất cả trên mặt hắn hiện lên vẻ trầm tư theo như phu nhân nói là muốn tại hạ đi trợ giúp đám người tần tiên sư tới xào huyệt của yêu thú lấy một gốc cây gọi là thất diệp âm huyết chi linh thảo nhưng con đường duy nhất tới linh thảo đã bị yêu thú cài đặt một loại kim hành cấm chế yêu cầu một gã da dày thịt béo hơn nữa khí lực mạnh hơn luyện thể sĩ đi bài trừ cấm chế phải không hàn lập chậm rãi nói đúng như hàn huynh đệ nói tuy rằng tu vi của chúng ta có thể dễ dàng bài trừ cấm chế nhưng trong lúc vận dụng pháp lực rất dễ bị yêu thú trong có phát hiện nó sẽ nuốt linh thảo trước vì thế chỉ có thể tìm một phàm nhân không có pháp lực lặng lẽ đi nàng nghi trừ cấm chế đương nhiên tần mỗ sẽ không để hàn huynh đệ mạo hiểm vô ích sau này nhất định sẽ hầu tả cẩm bào nam tử vội vàng nói hầu tả mắt hàn lập chấp chấp chính xác đạo hữu có nghe nói tới cử huyền minh ngọc đầm của bổn tông không nơi chỗ nước sâu của rầm có một sức mạnh cổ quái đối với người tu tiên chúng tôi không có tác dụng lớn nhưng đối với phạm nhân tu luyện thể thuật mà nói thì có tác dụng vô cùng to lớn có thể kích thích toàn thân trợ giúp đột phá một lần bình cảnh đương nhiên cái này chỉ dùng một lần không dùng được lần thứ hai bởi vậy có không ít luyện thể sĩ giao hảo với bổn tông trong đó có đủ cao giai luyện thể sĩ chỉ cần các hạ giúp chúng ta lấy được linh dược sư huynh đệ chúng ta sẽ cho đạo hữu cơ hội ngâm trong nước hàn huynh đệ cảm thấy thế nào cẩm bao nam tử nói Cử Huyền Minh Ngọc Đầm, đây là lần đầu tiên tại hạ nghe thấy. Hàn Lập nhíu mày, dáng vẻ trần trừ, hình như đạo hiếu xuất thân nơi xa xôi, không biết việc này cũng không có gì ngắc nhiên. Dù sao Kim Ngọc Tông chúng tôi là một đại tông môn, luyện thể sĩ nào quanh đây cũng đều biết, chỉ nghe ngóng một chút là biết thật hay giả. Nam tử họ Thái mỉm cười nói, Hàn Lập nghe vậy liền trầm tư suy nghĩ một lúc lâu rồi hắn trầm giọng hỏi, chỉ cần hiệp trợ bài trừ một đạo cấm chế, những thứ khác có cần tại hạ ra tay không? cái này đương nhiên chúng ta mời hàn huynh đệ ra tay chính là vì đối phó với kim hành cấm chế việc khác cứ giao cho mấy sư huynh đệ ta thú triều bùng nổ yêu thú ở xung quanh xào huyệt chắc chắn giảm bớt yêu thú trong yêu thú xào cũng không còn bao nhiêu điều đáng tiếc là án viễn thành bị hạ quá sớm chỉ e trong yêu thú xào vẫn có nhiều yêu thú cẩm bào nam tử thấy hàn lập đã động tâm mừng rỡ nói hàn lập nghe vậy trong đầu hắn nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩ Nói thật nếu không có cái gọi là cửu huyền minh ngọc đầm mà thay bằng những thứ khác, Hàn Lập chắc chắc sẽ không thay mấy tiểu bối này lấy vật âm huyết gì đó. Loại linh thảo này hữu dụng với tu sĩ kết đan, nhưng không chút hấp dẫn với hắn. Nhưng đột nhiên có thể trợ giúp vượt qua bình cảnh luyện thể thuật, đây chính là thứ không thể tốt hơn. Có thể giúp hắn 10 năm khổ tu, hiện tại hắn phải giành giật từng giây, giúp hắn sớm tu luyện đại thành kim cương quyết chính là điều hấp dẫn không thể tốt hơn. Mà cái kim hành cấm chế, đối với đại sư trận pháp như hắn cho dù không dùng sức mạnh đang ẩn giấu, việc loại trừ cũng dễ như trở bàn tay, được, chỉ cần có thể để tại hạ tin tưởng sau khi trợ giúp các vị lấy âm huyết, có thể tiến vào cửu huyền minh ngọc một lần, tại hạ sẽ đáp ứng việc này hàn lập đã quyết định, hắn không khách khí nhìn chằm chằm nam tử họ thái nói. Nếu đối phương đã không coi hắn là luyện thể sĩ bình thường, hắn đương nhiên cũng không cần giấu giếm. Thấy khẩu khí của hàn lập biến đổi, phương phu nhân và phan thanh đều thấy ngạc nhiên nhưng phương phu nhân là thất khiếu linh lung chi nhân suy nghĩ một lát thì bừng tỉnh không rõ nàng nghĩ gì sắc mặt nàng không chút cười nói bất kỳ điều gì hàn huynh đệ muốn có cam kết cái này cũng không dễ dàng gì mấy vị sư đệ hãy đi lấy vật đó đi nam tử họ thái nói xong tay ông ta hướng về chữ vật nơi cổ tay lập tức một ngọc bội mù dương xuất hiện trong tay phan thanh và một đôi nam nữ trẻ tuổi khác cũng lấy ra một kiện đồ vật tương tự cẩm bào nam tử thu ngọc bội lại đưa cho hàn lập xem đây là hàn lập liếc mắt xem xét ngọc bội đó rồi cau mày hỏi bên trong đã được trưởng bối trong tông môn thi pháp ẩn chứa một ít tinh hồn vốn là một đôi chỉ cần đệ tử bổn tông rời khỏi tông môn chỉ được mang một cái để lại một cái vạn nhất bị ngộ hại trưởng bối tông môn có thể tìm thấy đương nhiên nếu ngọc bội này bị hủy tâm thần ta cũng bị hao tổn không có lợi cho tu vi sau này chúng ta giao cái này cho hàn huynh đệ bảo quản có thể thấy thành ý của chúng ta nếu hàn huynh đệ không tin tại hạ không còn cách nào khác tại hạ tin tưởng thái huynh không phải là người bất tín dù hàn lập không thả thần niệm ra ngoài cơ thể nhưng hắn có thể nhìn qua minh thanh linh thủy vô số lần dù hắn không quán chú pháp lực ở khoảng cách gần như vậy hắn có thể nhìn ra trong ngọc bội ẩn chứa hồn lực thật sự bọn họ không nói sai nên hắn mỉm cười nói sau đó hắn thu ngọc bội vào trong lòng cho dù ngọc bội thực sự có vấn đề nhưng bằng vào thần thông của hắn nào có thể để bọn vì tiện nuốt lời Hàn Lập thực sự đồng ý, mấy người cầm bào nam tử thật sự cao hứng, ngồi nói chuyện phía một lát rồi hẹn nghỉ ngơi hồi phục một ngày, sau đó mấy người cáo từ rời đi. Hàn Lập được an bài ở trong một nhà gỗ hơi nhỏ khác để nghỉ ngơi dưỡng sức. Trong nháy mắt một ngày một đêm trôi qua bình yên vô sự, khi màn đêm hôm sau buông xuống, cả khu rừng nơi nhân loại tụ tập bỗng náo loạn cả lên. An Viễn thành chủ đột bình an nhiên xuất hiện trong danh địa khiến cho những người khác xôn xao hẳn lên thậm chí phương phu nhân cũng ly khai nhà gỗ tự mình tới bái kiến vị Triệu thành chủ này. Sau khi Hàn Lập nghe tin này trong đầu hắn nhanh chóng khuôn mặt của nữ tử đại nhi kia, hắn lập tức vô cùng kinh ngạc. Nàng ta có thể tìm tới người thân của mình, thật sự an toàn rồi. Không bao lâu sau có người tới gọi Hàn Lập đi, thì ra vị Triệu thành chủ này thương lượng với thủ hạ của mình, định đưa cháu gái đi Thiên Nguyên thành, nương tựa chỗ một bằng hữu tốt. Vấn đề là trước khi đi nữ đồng đại nhi nhất định đòi gặp Hàn Lập. Triệu thành chủ cũng muốn nhân tiện cảm ơn ân nhân cứu mạng cháu gái mình. Hàn Lập nghe vậy suy nghĩ một lát rồi đồng ý ra khỏi nhà gỗ. chương 1286, chảm sát tam yêu. Người chính là Hàn Lập, người đã tự tay cứu đại nhi từ tên luyện thể sĩ kia. Người có yêu cầu gì, cứ việc nói ra. Lão Phu nhất định sẽ tận lực làm ngươi vừa lòng tử bào đại hán vừa nhìn thấy Hàn Lập, liền lấy vẻ mặt ôn hòa nói. Giờ phút này, hắn mang theo đại nhi cùng với mấy tên thủ hạ luyện thể sĩ, đang đứng ở cửa doanh địa, nhìn có vẻ như sắp viễn hành. Một bàn tay nhỏ của nữ đồng giữ chặt lấy đại hán, hai mắt trong suốt gắt gao nhìn chầm chầm hàn lập. Tuy rằng nàng vẫn như trước không nói điều gì, nhưng sau khi nhìn thấy hàn lập, trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền lộ ra nét cao hứng, tại hạ không có yêu cầu nào với xạ môn. Cứu lệnh tôn nữ chỉ là thuận tay mà thôi, Hàn Lập nhìn tử bào đại hán đứng trước mặt, thản nhiên trả lời. Hắc hắc, triệu mỗ đâu phải là hạng người tri ân bất báo. Như vậy đi, ta nghe nói các hạ tu luyện công pháp kim cương quyết, hơn nữa đã đến tầng thứ ba. Ta có một hảo bằng hiếu, tổ tiên của người này cũng từng tu luyện công pháp này, hơn nữa còn tu luyện tới cảnh giới kinh người là tầng thứ sáu. Trên người của ta vẫn còn giữ một kiện tín vật của hắn năm đó, người có thể mang theo vật này, đi tìm hậu nhân của hắn. Gặp được, hắn sẽ cho ngươi xem những điểm tu luyện tâm đắc có liên quan, đối với ngươi cũng có chút tác dụng. Tử bào đại hán hào sảng cười, từ trên người lấy ra một cái đoạn kiếm nhìn rất bình thường, đưa cho Hàn Lập, đồng thời môi khẽ nhúc nhích truyền âm vài câu, ở bên tai nói ra địa điểm và tên một người. Nghe thấy liên quan đến tu luyện kim cương quyết, Hàn Lập hơi do dự một lát, rồi cũng nhận lấy đoạn kiếm. Sau đó, vị triệu thành chủ này hướng phương phu nhân, nam tử họ tần đang đứng đưa tiến bên cạnh cáo tử, rồi xoay người mang theo nữ đồng ngồi trên một cự lang đang ở bên cạnh. Nhưng vào lúc này, Đầu Toan Lang kia tưởng như đã phục tùng lại đột nhiên bất ngờ đứng dậy thủ thế, trong chớp mắt nhảy bắn lên cao mấy trượng, dường bị cái gì đó kích thích. Từ bao đại hán cả kinh, nhưng hai chân chợt lóe ra nhàn nhạt hắc mang, dùng sức kẹp chặt nên dưới, cự lang chỉ gào lên một tiếng trầm thấp, sau đó thành thật hạ xuống. Một màn này khiến người khác có chút ngoài ý muốn, nhưng ai cũng không có ý đi tới. Chuyện Toan Lang cuồng tính đại phát, cũng không phải ít gặp ngược lại đối với việc thành chủ chỉ bằng hai chân có thể dễ dàng chế trụ lang thú đang phát cuồng thì khen ngợi một phen chỉ có hàn lập trong phút chốc khi thấy chân của tử bào đại hán nổi lên hắc mang sắc mặt hơi đổi nhưng lập tức chỉ lóe lên rồi nhanh chóng biến mất sau khi nhìn thấy bóng lưng đại hán dần dần đi xa những người khác cũng đều tự tản đi chỉ có hàn lập vẫn đứng tại nguyên chỗ trầm ngâm một lúc lâu nhìn thấy đám người đã chịu thành chủ sắc mặt có chút âm tình bất định hẳn là không sai đúng là thi khí không phải giả vì sao phải mang tiểu nha đầu kia đi, này, chỉ là một cụ khôi lỗi, hay chỉ là một tiểu nha đầu bình thường, trong đầu Hàn Lập chợt nhớ lại lúc trước nữ đồng bám dính lấy mình thật là khả ái, đáng yêu, khẽ thở dài một hơi, quay người lại, bỗng nhiên hướng phía trong danh địa đi vào. Nhưng sau đó không lâu, hắn liền biến mất vào tại một gian mộc ốc. Tử bào đại hán mang theo toa lang thú vừa rời khỏi doanh địa không lâu, liền lập tức toàn lực chạy như điên. Vài tên thủ hạ tuy rằng cảm thấy được có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà vẫn theo sát phía sau. Mấy tên thủ hạ của Triệu Thành chủ này đều là luyện thể sĩ, về phần lão quản gia cùng vài tên tỷ nữ, bởi vì hành động bất tiện nên tạm thời vẫn còn lưu tại trong doanh địa. Lang thú chạy một trận như điên, ước chừng sau khi đi được hơn trăm dặm, nhìn thấy trước mặt phía trước xuất hiện một ụ đất nhỏ, từ bào đại hán trong mắt chợt lóe lên vẻ khác thường, liền túc lang thú hướng ụ đất chạy đến. Mấy tên thủ hạ có chút không hiểu, nhưng cũng chỉ lãnh đạm không chút lưỡng lự theo sát tới nhưng đại hán phía trước đột nhiên ghìm dây cương lại, tất nhiên là dừng lại ở tại trên đỉnh của ụ đất. Mấy người phía sau tự nhiên cũng theo bản năng ngừng lại. Đúng lúc này, dị biến nổi lên, dưới chân, mặt đất đột nhiên nứt ra như cái mồm to của một con toan lang, trong chốc lát đã đem tất cả cự lang cùng kỵ sĩ ở trên mặt đều nuốt vào trong đó, ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra. Những người khác thấy kinh hãi, vừa định tiến đến cứu trợ, lại phốc phốc, hai tiếng, hai cây cốt mâu từ dưới đất bắn nhanh ra, với thế xét đánh không kịp bưng tay đem hai gã kỵ sĩ khác xuyên thủng qua, lập tức bị mất mạng. Còn một người cuối cùng, thấy vậy kinh hãi lập tức khu động cự lang quay đầu bỏ chạy, đột nhiên hiện ra một mãng thú ba đầu đen thui đem thân thể cả người và cự lang trong chốc lát cắn ra thành ba đoạn. Tiếp theo, trên mặt đất chỉ nhoáng lên một cái, hai con xà yêu cùng một con cự đại xa trùng từ dưới đất chạy ra. Lúc này tử bào đại hán mới chậm rãi quay trở lại, thản nhiên liếc mắt nhìn thoáng qua về phía sau, phân phó nói đem tất cả thu thập cho sạch sẽ không nên lưu lại bất cứ điều gì có thể làm chứng sau đó hắn vừa nhấc chân ôm nữ đồng nhảy xuống khỏi thân cự lang lạnh lùng nhìn thoáng qua con toan lang này đột nhiên trở tay vỗ một cái bịch một tiếng lang thú không kịp rên một tiếng ngã xuống đất mà chết đầu thú giống như dưa hấu bị vỡ vụn trên đất một đầu thú ngu xuẩn hư thiếu chút nữa làm cho ta lộ ra chân tướng đại hán lạnh lùng nói nói cũng kỳ quái hướng tới yêu thú động thủ đánh gục tòa kỳ của mình hết thảy đều huyết tinh dị thường, nhưng nữ đồng trong lòng ngược đại hán lại có thần sắc rất bình tĩnh, giống như nhìn mà không thấy. Không biểu hiện chút nào giống với một nữ đồng bình thường. Mà lúc này sau một trận hỗn loạn của yêu thú, đã đem thi thể còn sót lại của kỵ sĩ và lang thú cắn nuốt sạch sẽ, phảng phất như mấy người kia vốn trước nay chưa hề tồn tại. Triệu thành chủ thấy vậy, hài lòng gật đầu, nhưng đột nhiên nhấc tay lên, một cỗ hắc khí quay cuồng hiện ra, chớp mắt một cái đã ngưng tụ thành một thanh đoạn thương dài khoảng 3-4 thước, ôm mang lóe lên, hắc thương như tia chớp hướng về một chỗ trống không người ở phía xa, đầu thương xuất ra lập tức phát ra một tiếng kêu xé gió hung hăng đâm xuống. ầm một tiếng, một nắm tay vàng rực từ trong khoảng không hiện ra, một quyền này và hắc thương chạm nhau rồi tán loạn biến mất. Sau đó kim mang nhàn nhạt chợt lóe lên, một gã thanh niên nam tử từ từ hiện ra. đúng là hàn lập, không biết hắn dùng loại thủ đoạn nào nào mà có thể theo sát lang thú cả trăm dặm, còn có thể đem đám người đại hán không để vào mắt, đem thân hình che giấu khéo léo như vậy giết hắn tử bao đại hán hai mắt nhíu lại băng lãnh phân phó nói nhất thời xã yêu cùng cự đại sa trùng đang ở trên mặt đất đồng thời hướng hàn lập đánh tới trong đó đầu xạ yêu này tựa hồ nhận ra hàn lập chính là người đã phá hủy chuyện tốt khi tập kích đoàn xe trước kia trong miệng gầm nhẹ một tiếng hai cây cốt mâu liền quăng ra trước một bước mà bên cạnh quái xả ba đầu cũng đem ba đầu giao nhau thân mình bay lên trên không một chút về phần cự đại sa trùng kia thì miệng hé ra một cỗ lục dịch quỷ dị phun ra hướng về phía Hàn Lập bắn tới. Không nên, nữ đồng nhìn thấy cảnh này, khẽ run lên phát ra một tiếng thét kinh hãi, trên mặt vốn luôn bảo trì bình tĩnh lập tức biến mất không thấy nữa. Mà Tử Bảo đại hán ở bên cạnh, mặt không chút thay đổi, căn bản là thờ ơ. Hàn Lập dưới sự công kích, trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh, hai tay nắm chặt quyền, nhắm ngay tới hai cây cốt mâu phía trước mặt, liền không khách khí một kích đón đầu. Sau hai tiếng bang bang, hai chi cốt mâu không có phá được kim sắc quyền ngược lại giống như gặp phải búa tạ điên cuồng đánh xuống, cốt mâu gãy ra từng đoạn, trong chớp mắt biến thành mảnh vụn, phiêu tán rồi biến mất. Cỗ lục dịch cũng trong nháy mắt tới trên đỉnh đầu, Hàn Lập không chút do so dự hai vai nhoáng một cái, thân hình hơi mơ hồ, liền thấy tàn ảnh liên tiếp đã trượt xa đến mấy trượng. Cỗ lục dịch rơi xuống khoảng không, rồi tan tác rơi trên mặt đất. Một số lượng lớn bò trắng lập tức hiện ra, đồng thời phát tán ra từng trận tanh tưởi, dường như có chứa rất nhiều lực ăn mòn. Đúng lúc này, hắc quái xà ba đầu lại mượn lục dịch ngăn cản, lập tức bất ngờ cắn tới. Mà hàn lập tựa hồ không kịp né tránh, vài tiếng phốc phốc vang lên, hai vai cùng chỗ cổ đồng thời bị cắn. Lúc này xà yêu cùng cự đại xa trùng thấy vậy, nhất thời mừng rỡ cũng bay lên không đánh tới. Hàn lập sắc mặt trầm xuống, một tiếng ngử lạnh thấu xương truyền ra, hai tay vừa động, không biết như thế nào mà một tay đã tóm lấy một cái cổ xà. Huyết quang chợt lóe, đầu xà liền cứng rắn bị đứt thành hai đoạn còn lại hai cái đầu xà vô cùng đau đớn tự nhiên càng thêm điên cuồng cắn xé đầu vai của hàn lập nhưng hàn lập hai bàn tay nhẹ nhàng vung lên kim quang xuất ra hai đầu xà thủ lập tức rơi xuống sau khi vận chuyển tới cực hạn kim cương quyết tầng thứ tư lực hai bàn tay giống như hai lưỡi dao lợi khí thần binh vô cùng sắc bén động tác của hàn lập vẫn không ngừng lại chút nào thân hình uốn éo quỷ dị trong thoáng chốc huyễn hóa ra mấy đạo ảo ảnh hướng về phía tam yêu ở không trung những tiếng giống đau đớn đồng thời vang lên sau khi Hàn Lập hét lớn một tiếng, một mảnh huyết vũ nhất thời từ không trung rơi xuống. Không biết tự lượng sức mình, tiếng Hàn Lập nhàn nhạt vang lên giữa huyết vũ từ không trung truyền ra. Tiếp theo phanh một tiếng vang nhỏ, thân hình đã hiện ra xa hơn 10 trượng, hai tay để sau lưng, cả người vẫn đứng thẳng tắp. Lúc này, một sổ đoạn thi thể mới từ không trung rơi xuống thật mạnh, rơi xuống trên cát đất, máu nhuộm đỏ cả những khoảng đất xung quanh. Song Phương vừa mới giao thủ, Hàn Lập chỉ dùng một thân thần lực cùng tầng thứ tư kim cương quyết, mạnh mẽ chém giết tam yêu. Ngươi là ai, dám mượn một cỗ thi thể, để lừa gạt nhiều người chúng ta như vậy. Lá gan thật đúng là không nhỏ. Hàn Lập chậm rãi nhìn phía tử bào đại hán ở trên ụ đất, lạnh lẽo nói, sát khí trên người lập tức xuất ra, sau lưng phảng phất có một hình vật hiện ra loại tầng khí màu xám. Hàn Lập năm đó mượn dùng minh vương quyết luyện hóa sát khí, giờ phút này lại theo bản năng phóng ra. Nếu là đối thủ bình thường, sẽ bị sát khí bao phủ, chỉ sợ chưa giao thủ thì toàn thân đã phát lạnh, phát huy không được mấy thành thực lực. Tử bào đại hán ở đối diện, vẫn lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, thậm chí ngay cả việc tam yêu bị đánh chết trong nháy mắt, vẻ mặt cũng đều lạnh nhạt, bất động lặng yên. Nhưng sau khi hàn lập xuất ra sát khí nồng đậm, khuôn mặt hắn lại động, rốt cục hiện ra một tia ngạc nhiên. Kim cương quyết sau khi tu luyện tới tầng thứ tư, có thể trên đường chạy nhanh như gió, đuổi kịp chiến thú cũng chẳng có gì lạ nhưng là lợi dụng quang tuyến cùng hoàn cảnh khác biệt không cần tới pháp lực lại có thể ẩn hình giống như che giấu hành tích như vậy cũng là một môn bí thuật thú vị bất quá ta điều mà ta ngạc nhiên nhất chính là sát khí trên người ngươi bình thường luyện thể sĩ không có khả năng có sát khí nặng như vậy ngươi rốt cuộc là ai hẳn là phải có chút lai lịch đại hán bỗng nhiên mở miệng thanh âm không chứa một chút cảm tình nào hàn lập nghe thấy đối phương không trả lời câu hỏi của mình mà ngược lại lại hỏi về chính mình, sắc mặt mạc nhiên trầm xuống. Lập tức liếc nhìn một cái, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn nữ đồng, liền không khách khí nói. Ta không có hứng cùng một gã con dối nói năng lằng nhằng. Người tự mình kết thúc, hay là để cho ta thân tự động thủ. Nói xong, toàn thân hàn lập kim quang chợt lóe lên, hướng ụ đất đi nhanh tới. Trường 1287, truyền thừa châu. Một con dối không xứng nói chuyện với ngươi, vậy bổn cung thì sao? Mười chỗ trên không chợt ba động chút hỏa cùng một lúc, một ngọn lửa màu đen quỷ dị thoáng hiện, lập tức ngưng tụ thành hình, biến thành một thiếu phụ mặc cung trang vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng. Nàng vừa hiện hình ra, lập tức dùng ánh mắt không có thiện ý nhìn về phía Hàn Lập, sau khi xác nhận Hàn Lập quả thực chỉ là một phàm nhân bình thường, khóe miệng hơi nhếch lên khinh thường, một ngón tay chậm rãi giơ lên, nhắm ngay vào Hàn Lập. Thần niệm của Hàn Lập không cách nào cảm ứng được gì cả, nhưng tu vị của hắn có thể khai thông cảnh giới thiên địa nguyên khí, tự nhiên cũng có một loại tiên đoán khó hiểu không cách nào nói rõ đối với nguy hiểm. Trong nháy mắt cung trang thiếu phụ xuất hiện, hắn liền dừng cước bộ, sắc mặt đại biến. Mà trong khoảnh khắc nàng dùng tay nhắm vào hắn, hàn lập lại càng giật mình, lông tơ toàn thân thoáng cái dựng đứng lên. Một loại nguy hiểm mãnh liệt chưa bao giờ cảm nhận được từ khi hắn bước vào tu tiên giới tới nay, lại đang phủ xuống người hắn. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, hàn lập tay áo phất lên không chút lưỡng lự, hai vật tròn núp ních thoáng cái lăn xuống dưới, rơi vào trong lòng bàn tay, lại nhanh chóng cầm vật trong tay đưa ra trước người, nhìn chằm chằm vào thiếu phụ trên không trung không nói một lời. Là hai viên cầu to bằng nắm tay một đen một đỏ. Mặt ngoài ẩn ước có lưu mang thần bí chấp động, lộ vẻ thần bí vạn phần. Diệt tiên châu, còn có những hai khỏa, người rốt cuộc là ai, tại sao lại có bảo vật này? Cung trang thiếu phụ vừa thấy hai khỏa châu này, sắc mặt đại biến giống như gặp quỷ, thủ trà công vốn vừa nổi lên một ngọn lửa màu đen, lập tức tắt ngấm, dùng giọng nói kinh sợ dị thường lớn tiếng hỏi. Vừa thấy nàng nhận ra được diệt tiên châu của thủ công, hơn nữa còn lộ vẻ kiêng kỵ, trong lòng hàn lập hơi thả lòng. Hắc hắc, đạo hữu nhận ra được vật này là tốt rồi. Hắn nhàn nhạt nói, nhưng trước đó lại thầm nặn một nắm mồ hôi lạnh, sợ tu vị của nàng còn vượt xa dự liệu. Nếu ngay cả diệt tiên châu cũng không thể tạo thành uy hiếp cho nàng, vậy thì quả thật xui xẻo. Có điều cho dù là vậy, hắn cũng vẫn thầm kêu khổ không ngừng vốn vì lần xuất hệ này, chẳng qua chỉ đối mặt với một cổ thi thể yêu thú phân hồn bị thao túng mà thôi. Nhưng ai ngờ thoáng cái lại đối mặt với một yêu tu cao dai ở tu vị hóa thần cảnh. Trong địa phận của nhân loại, sao lại xuất hiện loại yêu tu đẳng dai như vậy chứ? Trước mắt mặc dù đã dùng diệt tiên châu chấn trụ đối phương, nhưng chỉ cần hơi không cẩn thận, vậy thì chắc chắn có khả năng rất lớn là sẽ bỏ mình. Sự lợi hại của tu sĩ hóa thần kỳ, gã vốn có cảnh giới hóa thần, tự nhiên là rõ ràng nhất rồi cung trang thiếu phụ sắc mặt cũng âm tình bất định ánh mắt nhìn chằm chằm hàn lập giống như đao kiếm sắc bén không thèm che giấu sát ý của bản thân chút nào ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng vào diệt tiên châu thì có thể đánh chết bổn cung cặp môi đỏ mọng của thiếu phụ mở ra lạnh lùng nói có lẽ không thể nhưng có hai khỏa diệt tiên châu thì nắm chắc bảy tám phần có thể làm đạo hữu trọng thương hàn lập bất vi sở động vậy sao nhưng loại bảo vật diệt tiên châu này dùng một luyện thể sĩ như người thi triển cũng không cách nào xuất ra uy năng, người muốn tự sát sao. Thiếu phụ cười lạnh một tiếng, không cần nhiều lời, dù thế nào cũng đều khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tại hạ sao không đánh cược một lần chứ? Hàn lập hời hợt trả lời, vậy, người thật sự cho là bổn cung không dám nhận một chút vết thương nhỏ, để đổi mạng chó của người ư. Thiếu phụ giận quá thành cười, hắc hắc, đương nhiên không dám, đạo hữu thân ở địa phận nhân loại, sau khi bị thương, chỉ sợ cũng không cách nào che giấu yêu khí trên người. Cho dù có thể nhất thời chạy trốn, thì sao có thể thoát được sự đuổi giết của những tu sĩ cao dai khác? Nếu ta nhớ không lầm, dùng công yêu tu hóa hình tiến vào địa phận nhân loại, vốn là trái với hiệp nghị. Người nào cũng có thể chu sát, hàn lập cười khan một tiếng, nhưng hai mắt lại híp lại. Chỉ là một phàm nhân, lại dám uy hiếp bổn cung, lá gan của người thật đúng là không nhỏ. Thanh âm thiếu phụ đột nhiên trở nên có chút quỷ dị, phảng phất có chút mờ ảo không rõ, đồng thời trang không ẩn có ánh tím chấp động, xuất hiện một loại ma lực quỷ dị hút toàn bộ tâm thần của người khác vào hàn lập vốn đang nhìn chằm chằm đối phương giờ phút này ánh mắt tự nhiên là không thể tránh khỏi mà bị hấp dẫn vào ánh mắt lãnh liệt thoáng cái trở nên có chút mờ mịt cung trang thiếu phụ thấy vậy mừng rỡ trong lòng đầu vai vừa động tựa hồ sắp có hành động nhưng đúng lúc này trên khuôn mặt có chút ngây ngốc của hàn lập hiện ra một tia diếu cợt tiếp theo đồng tử bỗng nhiên lam mang đại phóng thiếu phụ chỉ cảm thấy hai mắt mê muội một trận tâm thần chấn động thân hình thiếu chút nữa ngã từ trên không trung xuống. Mê hồn đại pháp, người cũng biết mê cảnh đại pháp. Rốt cuộc thần thức thiếu phụ cũng đủ cường đại, mặc dù bị hàn lập dùng con mắt tâm linh bất ngờ cắn trả, nhưng tức khắc liền thanh tỉnh lại. Chẳng qua cứ như thế, lúc nhìn về phía hàn lập lần nữa, khuôn mặt nàng đầy vẻ khiếp sợ, bắt đầu nghẹn ngào giống như gặp quỷ. Đối mặt với sự hoảng sợ của thiếu phụ, hàn lập lại cười bí hiểm, đứng tại chỗ chưa động, không hề có ý nhân cơ hội này mà ra tay, trên mặt cung trang thiếu phụ rất nhanh khôi phục lại vẻ thường, nhưng ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập, lại không tự chủ được có thêm vài phần kinh nghi. Cho dù nàng kiêu ngạo hơn nữa, giờ phút này cũng hiểu được đối phương tuyệt không đơn giản giống như bề ngoài, cũng không phải là luyện thể sĩ bình thường. Người muốn thế nào, cứ một mực rằng coi như vậy với bổn cung sao. Thiếu phụ nhìn lướt qua hai khỏa diệt tiên châu trong tay Hàn Lập, lại liếc nhìn nữ đồng trong bao một cái, có chút luống cuống, thanh âm âm hàn vô cùng. Để tiểu nha đầu này lại, đạo hữu cứ việc rời đi là được. Hàn lập sau một phen suy tính nói, không thể được, đại kỳ là bảo vật của dòng nữ cổ hệ trong hắc phong tộc của chúng ta, phải mang về đảo bính. Cung trang thiếu phụ không chút nghĩ ngợi, hoàn toàn cự tuyệt. Thấy đối phương trả lời quyết đoán như vậy, tâm hàn lập hơi trầm xuống, âm trầm mà không nói lời nào. Thiếu phụ đối diện cũng không nói thêm gì nữa, hai người lại nhất thời rằng co ở chỗ này. Một trận gió nhẹ thổi qua, vang lên tiếng xào xạc, xung quanh thoáng cái trở nên cực kỳ yên tĩnh, hàn đại thúc người không cần phải tranh cãi với phiệt cô cô nữa cháu tự nguyện đi với cô cô nữ đồng trong bao đất bị đại hàn áo tím ôm lấy đột nhiên mở miệng giọng nói yếu ớt dị thường vừa nghe lời này hàn lập ngơ ngẩn nhưng ngay sau đó lại cau mày còn cung trang thiếu phụ mặt không chút biểu tình tựa hồ đối với lời này của nữ đồng cũng không cảm thấy giật mình đại nhi cháu đang nói gì thế tự nguyện đi với nàng cháu có biết nàng là ai không hàn lập cả kinh nhưng ngay sau đó lại lạnh lùng hỏi cháu đương nhiên là biết chứ việt cô cô đã làm phép để cho cháu biết hết rồi khuôn mặt nhỏ nhắn của đại nhi ngẩng lên vẫn còn chút ngây thơ trên mặt nhưng lại lộ ra một tia kiên quyết hoàn toàn không phù hợp với tuổi mình làm phép ngươi đã động tay động chân gì với đại nhi hàn lập là người lịch duyệt bậc nào lập tức nghe ra sự kỳ quặc trong đó lớn tiếng quát thiếu phụ cần gì phải động tay động chân chứ bổn cung chẳng qua chỉ là rót truyền thừa châu của hắc phong tộc chúng ta vào trong cơ thể nàng để nàng kế thừa một ít thứ có liên quan đến gia tộc hắc phong chúng ta mà thôi đương nhiên bây giờ nàng không thể nào dùng mã công tiêu hóa sạch sẽ nhưng đối với thân phận nửa yêu của mình lại biết rất rõ thiếu phụ khẽ vuốt mái tóc đen dưới đầu vai nhàn nhạt nói nghe một lời này hàn lập có hơi hiểu ra mặc dù vẫn không quá rõ ràng cái gọi là truyền thừa châu có thần thông cụ thể gì nhưng chắc hơn phân nửa là chứa kinh nghiệm bí thuật thậm chí một phần nhỏ tinh hồn từng trải của tiền bối luyện chế thành một loại bảo vật để hậu bối kế thừa loại vậy này ở nhân giới cũng không phải là không có nhưng mà loại bảo vật này ở nhân giới chẳng những điều kiện kế thừa hà khắc cực kỳ không cẩn thận một chút liền khiến người thừa kế đi đời nhà ma mà bế bát hơn chính là loại truyền thừa này bình thường mà nói cũng không phải là kế thừa hoàn toàn trong quá trình kế thừa trung quy vẫn mất đi một phần lớn đến lúc đó người thừa kế có thể tiếp nhận nội dung được một hai phần người đã coi là không tệ rồi truyền thừa châu này của hắc phong tộc cho dù có thần diệu khác hắn vẫn chưa biết, nhưng có lẽ cũng không thể hoàn toàn giải quyết những tệ đoan này. Còn tiểu nha đầu hấp thu truyền thừa châu, tự ý nào đó mà nói, sau đó không lâu khi đã hoàn toàn hấp thụ tiêu hóa vật được tiếp nhận, sẽ không còn là bản thân thuần túy. Hàn Lập trầm tư một lúc, mới hỏi nữ đồng tiếp. "Cháu thật sự nghĩ kỹ chưa? Nếu sau khi tới yêu tộc nhất định phải bỏ hoàn toàn thân phận nhân loại, từ nay về sau không thể gặp được người thân bên này. Người thân, ngoại trừ ông ngoại Vốn cũng không có người thân nào. Bây giờ ông đã muốn như vậy, đại nhi ở tại chỗ này còn làm gì nữa? Hơn nữa cháu muốn sống cùng phụ thân, nữ đồng lắc đầu, thần thái có chút ảm đạm, nếu đã như vậy, ta cũng không miễn cưỡng cháu, cháu hãy đi với người đó đi. Sau khi nghe nữ đồng nói thế, Hàn Lập khẽ thở dài một hơi, một tay nắm hai quả Diệt Tiên châu quay người lại, như sao băng sải bước đi về phía sau không chút do dự. Thấy Hàn Lập đi dứt khoát như vậy, cung trang thiếu phụ mẩn ra nhưng nữ đồng có chút không muốn nhẹ cắn môi cuối cùng vẫn không nói gì cả hàn lập nhìn như đi bộ nhưng hết lần này tới lần khác lại tốc độ kinh người chỉ không lâu sau đã biến thành một chấm đen hoàn toàn biến mất ở chân trời đại nhi chúng ta cũng đi thôi lỡ như người này báo cáo hành tung chúng ta cho tu sĩ cao dai quanh đây thì sẽ có chút phiền phức đôi mắt chứa sát khí của thiếu phụ nhìn bóng lưng hàn lập nửa ngày nhưng sau cùng vẫn không ra tay bây giờ lại sắc mặt khó coi mà cúi đầu nói với nữ đồng phía dưới hắn sẽ không làm vậy đâu. Trên mặt đại nhi hiện lên vẻ khác thường không hề tương xứng với tuổi nàng chút nào, thấp giọng nói. Nghe được lời này của nữ đồng, cung trang thiếu phụ lại lắc đầu. Không được, một gã nhân loại sao có thể tin được. Chúng ta đi thôi, vừa nói xong lời này, cung trang thiếu phụ đưa tay phóng ra một chảo hư không xuống đại nhi. Nữ đồng trực tiếp bị hút tới cạnh nàng, đồng thời đại hán áo tím dưới sự thúc giục của pháp quyết, thân thể trong phút chốc bị một ngọn lửa màu đen bao lấy, biến thành cho bụi tiếp theo ngọn lửa ngưng tụ, hóa thành đoàn hắc quang phóng lên trời cao, bị thiếu phụ hút vào trong cơ thể. Tiếp theo nàng giơ tay lên, hiện ra một khối khăn gấm trên đỉnh đầu, hướng xuống cái bọc. Trong ánh đen chấp động, thiếu phụ một tay ôm nữ đồng hóa thành một làn khói xanh, cứ như vậy biến mất hẳn không thấy gì nữa. Sáng sớm hôm sau, trong doanh địa của nhân loại ở ngoài trăm dặm phía xa, mấy đạo độn quang ngự khí bay lên, phóng thẳng tới một phương hướng khác. Chính là tu sĩ Kim Ngọc Tông và bọn Hàn lập lên đường đoạt bảo đoàn bọn họ, đi chuyến này không trở lại nữa. Nhưng kỳ quái chính là, phương phu nhân, bọn trương bôn lại ngoảnh mặt làm ngơ với chỗ này, còn những đội viên hộ vệ khác, đối với chuyện có liên quan tới Hàn Lập, đều nín thinh không hề đề cập tới. Giống như vị phó lĩnh đội Hàn Lập này, chưa bao giờ từng xuất hiện ở trong hiệu buôn thiên đông vậy. chương 1288, Ngu Dương Thành. 40 năm thời gian, đủ để làm cho một hài tử thành một đại hán cao lớn vạm vỡ, làm cho một đứa bé có linh căn trở thành một người tu tiên trung giai nhưng từng ấy thời gian đối với một tòa thành cổ truyền thừa trăm vạn năm mà nói chỉ là trôi qua trong nháy mắt mà thôi ngu dương thành chính là một tòa được xây dựng từ ba cảnh lần đầu tiên là tại thiên nguyên cảnh trong thành lập thượng cổ chi thành mặc dù nó chỉ là thành thị trung bình hơn nữa lịch đại thành chủ cũng không có ý định xây dựng thêm nhưng mà thành từng bị nhiều lần thú chiều tấn công nhưng vẫn an toàn cho đến nay thậm chí ngay cả một chút đại nguy hiểm cũng chưa từng gặp phải một lần Gặp phải chuyện quỷ dị như thế này, chính là bởi vì trong thành thị có tồn tại luyện thể sĩ nên trở thành một trong những thành thị có nhiều nhân loại dừng chân nhất, chính là trong đó thiên tượng cũng tiếng tăm lừng lấy. Nghe nói thiên nguyên thánh hoàng hiện nay, lúc đầu là trung tướng luyện thể thật ở ngu dương thành tu luyện đạt đến trình độ cực cao, sau khi có tên tuổi danh tiếng hàng đầu, liền rời đi. Trong thành có các loại môn phái luyện thể tránh tông lại còn có vô số môn phái, tại đây có thể thấy cao giai luyện thể sĩ hiếm thấy, trong thành cũng có nhiều người. Mà ở khu phố trung tâm thành, có một tòa chuyên môn cất dấu các loại luyện thể pháp môn được đắc ý gọi là thánh tháp, bên trong có cất dấu rất nhiều, nội dung rất phong phú, trong thiên nguyên kính có thể nói là số 1 số 2. Có mấy thứ này hấp dẫn, hàng năm không ít người hâm mộ danh tiếng mà đến, thấp trung giai luyện thể sĩ đến tòa thành thị này không biết có bao nhiêu. Giống như cường đại khủng bố thú triều dĩ nhiên không tạo ra được một chút uy hiếp nào. Trừ những thứ đó ra, ngu dương hay là thiên nguyên trong thành đều nổi danh về chế tạo linh cụ, hàng năm đều có rất nhiều linh cụ sinh ra trong thành lại bị các luyện thể sĩ hoặc các hiệu buôn lớn nhỏ trong thành sôi nổi mua đi trong đó có các nhà đấu giá hành chuyện môn đấu giá các linh cụ chân quý hy hữu bởi vì vậy mà tài nguyên cuồn cuồn trong tay nhà đấu giá hành hiển nhiên sở hữu nhiều hoặc ít các linh cụ sư vì linh cụ sư cùng với tu sĩ luyện đan và trận pháp sư giống nhau chuyên môn tiến hành luyện chế linh cụ chỉ là những người này có chút đặc thù trước tiên bản thân nhất định phải tu luyện qua luyện thể thuật đồng thời đối với trận pháp cũng phải có một trình độ nhất định hơn nữa nhất định phải là trời xanh thần niệm cường đại phải đáp ứng đủ ba điều này mới có thể trở thành một gã linh cụ sư ơ ờ muồn trở thành linh cụ sư trong mọi người hiển nhiên phải luyện tập cật lực đồng thời phải có thiên phú nhất định mà trong các linh cụ sư mà đấu giá hành sở hữu hiển nhiên chính là do các giáo giả trong đó dạy rồi bọn họ làm ra linh cụ chẳng những có uy lực vô cùng lớn hơn nữa còn có phụ trợ thần thông khó tin được Đương nhiên loại linh cụ này đều là tỉ mỉ chế tạo, bình thường phải nửa năm mấy tháng mới làm ra một kiện, nhưng mỗi một kiện trong hội đấu giá đều vô cùng quý giá, toàn được người khác mua với cái giá trên trời. Long Hưng đấu giá hành là một trong những nhà đấu giá hành lớn nhất trong Ngô Dương thành, thời gian nổi lên không dài, nhưng danh khí lại không thua kém chút nào mấy nhà lão điếm có lịch sử lâu đời. Chủ nhân đầu giá hành, hiển nhiên bởi vì vậy mà trở thành người có địa vị trong thành. Nhưng ngày hôm nay, trong một gian phòng trong đại sảnh của Long Hưng đấu giá hành, một gã mập mạp mặc một cẩm tú trường bào, đang ở trong thính đường đi qua đi lại. Ánh mắt hắn lại thỉnh thoảng nhìn lại chỗ cửa, vẻ mặt lo âu. Phùng nhị, ngươi tới cửa xem lại một chút xem, xem xem hàn đại sư có tới hay không. Một lát sau, mập mạp dừng chân lại, không nhịn được mà hướng ra phía ngoài giống to một tiếng. Vâng, lão ra, thanh âm của một nam tử còn trẻ tuổi, lập tức đáp ứng một tiếng, tiếp theo thì tiếng bước chân vang lên, rồi đi xa dần dần. Trong mập mạp đi lại trong chốc lát, dường như có chút khát, cái mộng cực to ngồi xuống cái ghế gỗ, cũng phát ra âm thanh rát chi đáng sợ. Mập mạp không chút nào lo lắng vật bị ngồi xuống có vì thân hình không lồ của hắn có thể đè gãy không. Mà lại thuận tay cầm lấy chén trà trên bàn vào trong tay, liên tục uống vào vài ngụm trà, không có một chút phong phạm nào. Làm sao vậy, Phạm Huynh dường như rất nóng, chẳng lẽ thân thể có bệnh sao? Một âm thanh sáng sủa từ ngoài cửa truyền vào, tiếp theo là một người trực tiếp từ bên ngoài đi tới. Hàn Huynh, Người cuối cùng cũng tới, phùng nhị tên danh con kia, như thế nào không có bẩm báo một tiếng. Mập mạp vốn đang ngồi, nhất thời đứng dậy đi tới, nội tâm tràn đầy vui vẻ. Phùng nhị, người không cần trách cứ hắn, là ta cho hắn đứng canh ở bên ngoài. Đây là một người có khuôn mặt trung niên nhân, trên trán có ít nếp nhăn, dưới cằm có râu dài đen nhánh, nhưng trong tay lại ôm một kiện hàng thật dài, đang mỉm cười nhìn mập mạp nghênh đón. Nghe khẩu khí, hai người dường như hết sức quen thuộc. Ha ha, ta mặc dù biết Hàn Huynh chưa từng thất hứa, nhưng thật sự đây là việc trọng đại, quan hệ đến mấy chục năm dốc sức của tiểu đệ tại Ngu Dương Thành này, hiển nhiên có chút suy tính thiệt hơn. Đây là đồ vật do chính tay Hàn Huynh chế tạo sao? Mập mạp nhìn vào kiện đồ vật trong tay trung niên nhân, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Không sai, phạm lão để có thể xem trước một chút. Trung niên nhân mỉm cười, thuận tay mang kiện đồ vật trong tay giao cho mập mạp, còn bản thân thì ung dung ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Mập mạp họ phạm cũng không khách khí, đem bao bên ngoài mở ra, ba chân bốn cẳng mở ra, lộ ra một cái vỏ kiếm màu vàng trường kiếm ba thước, trên chuôi kiếm có khắc ba khối linh thạch màu sắc bất đồng, vừa nhìn đúng là một linh cụ không tầm thường. Mập mạp nhìn thấy kiếm này, động tác vô cùng cẩn thận rút kiếm ra, tay nắm chuôi kiếm, từ từ đem thân kiếm rút ra. Sau khi một tiếng long ngâm vang lên, một đạo kim quang hiện ra trước mắt mập mạp, lập tức một đầu tiểu dao màu vàng xuất hiện. Mập mạp hai mắt tỏa ánh sáng, chuôi kiếm run lên, nhất thời kim quang biến mấm hóa thành một thanh trường kiếm giao vân màu vàng rực rỡ, xuất hiện trong tay. Diệu hả, diệu hả, cái này tuyệt đối là một linh cụ trăm năm mới có của ngu dương thành, lại có thần thông khó tin hóa khí thành hình. Ha ha, có kiếm này, thì mấy tên kia kiểu gì cũng phải đỏ mắt trang dành. Hàn đại ca, lần này người đúng là giúp tiểu đệ một việc lớn. Mập mạp sau khi đem trường kiếm lần nữa bỏ vào vỏ, liền ôm lấy nó, miệng rộng cười rộ lên, vẻ.